Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 91, Lại Diễn Máu Tướng. Ban đêm trang viên rất yên tĩnh, chỉ có trận trận xào sạc thanh âm. Nhìn qua bình tĩnh âm áp sang nam đình viện kỳ thực đề phòng xâm nghiêm. Lục đại đệ tử một cái không đi, đều lưu lại. Văn nhị thái ra tự mình cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Mỗi người đều mang theo vũ khí tùy thân, phân bố tại từng cái phương hướng khác nhau, đem chọn tòa đình viện thủ hộ phải thùng sắt cũng như không đến một chi cỡ nhỏ quân đội, cho dù ai cũng công không dưới cái này đình viện. Mấy tên đệ tử đều có chút khẩn trương, cũng không phải sợ có người đến đây xâm chiếm, mấu chốt là qua nhiều năm như vậy, lão gia tử còn chưa hề bày ra qua như thế chiến trận. Trước đây ít năm, bởi vì nghĩ xa tập đoàn trên phương diện làm ăn một ít chuyện, cùng tỉnh Giang Nam dưới mặt đất thổ hoàng đế Thái khiếu bách Thái ngũ ra trở mặt, song phương toàn diện khai chiến, lão gia tử cũng chưa từng như vậy để ý. Thái khiếu bách thế nhưng là có đại bối cảnh người, nghe nói cùng hoàng thân quốc thích đều có kết giao, tại tỉnh Giang Nam thế lực chi lớn, uy vọng chi long, cùng lão gia tử tại hoàng hải tình hình tương xứng. Cuối cùng cũng tại lão gia tử trước mặt đụng đến đầu rơi máu chảy, không thể không ngừng chiến bãi binh, cùng văn ra bắt tay giảng hòa. Hôm nay thật không biết phát sinh đại sự cỡ nào, vị kia trẻ tuổi sư thúc, không biết cho lão gia tử mang đến cái gì kinh thiên động địa tin tức, làm cho lão gia tử dạng này thận trọng việc, đình viện trong mật thất, ánh đèn sáng tỏ. Văn nhị thái ra cùng tiêu phàm ngồi đối diện nhau, văn tư viễn cùng tân lâm một bên đứng hầu. Ừm, um, sư đệ khí sắc có chuyển biến tốt, thuốc này không phải một lần có thể tan ra, càng về sau, hiệu dụng càng lớn. Sư đệ cẩn thận để ý, văn thiên tường tận xem xét một chút tiêu phàm sắc mặt, lại cho hắn thanh bắt mạch, gật đầu nói. Vẹn vẹn một viên thuốc cũng là thôi, mấu chốt văn nhị thái ra mấy chục năm bản mệnh chân nguyên bồi dưỡng không thể coi thường, nói theo một ý nghĩa nào đó, Văn Thiên là đem mình chân nguyên, chuyển di một tiểu bộ phân đến tiêu phàm trên thân. Audio điện tử võ tấn bền Cái này công hiệu, coi như lớn, tiêu phàm khom người một chút, lần nữa hướng nhị sư huynh trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Văn nhị thái ra khoát tay áo, nói, không nói cái này, không nói cái này, chúng ta vô cực truyền thừa lấy tích thiện làm gốc, rộng thích âm công, hóa giải sát khí liền xem như gặp được người không liên hệ, khả năng giúp đỡ đều nhất định phải giúp, huống chi đồng môn sư huynh đệ, càng thêm không cần phải khách khí. Sư đệ, Càn Khôn đỉnh ngươi mang đã đến rồi sao? Mang đến, Tiêu Phàm cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức lấy ra chữ màu đỏ Càn Khôn đỉnh, nhẹ nhàng bày ra tại Văn Thiên trước mặt. Văn Tư Viễn liền lộ ra vẻ tò mò, hắn không chỉ một lần nghe lão gia tử nói tới qua Càn Khôn đỉnh, biết đây là sư môn trọng bảo. Vô cực môn tam đại bảo vật chấn giáo càn khôn đỉnh chiếm giữ thứ nhất. Hôm nay mới là lần đầu nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra có gì chỗ thần kỳ. Sư đệ, máu tướng chi thuật ngươi hẳn là rất tinh thông a. À. Những năm này ta cũng một mực tại nghiên tập máu tướng, bất quá không có càn khôn đỉnh, thôi diễn ra mệnh cách tướng lý luôn có chút mơ hồ không rõ. Tối nay ta liền múa bố trước cửa lỗ ban một lần, mời sư đệ chỉ điểm nhiều hơn. Văn Nhị Thái gia nói đến rất là khách khí. Máu tướng chi thuật là vô cực môn độc nhất vô nhị truyền thừa, cái khác tướng thuật lưu phái, đều không có môn này bí thuật. Trên lý luận, chỉ cần đem vô cực chín tướng thì bất luận một loại nào tướng thuật nghiên tập đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, đều có thể thôi diễn máu tướng. Đương nhiên, nếu như có thể đem luân hồi tướng tu luyện viên mãn, lại lấy máu tướng chi thuật thôi diễn, nhất là tinh chuẩn. Văn thiên tinh nhiên hồng trần tướng, tạo nghệ cao thâm, có thể thôi diễn máu tướng, chính hợp tình hợp lý. Lời nói nói đến khiêm tốn, sắc mặt có chút tự ngạo. Thôi diễn máu tướng, tại vô cực trong truyền thừa, vốn là đại biểu cho một cái cực cao bậc thang. Tuyệt không phải bất luận một vị nào vô cực truyền nhân, đều có thể thôi diễn máu tướng. Thiên phú hơi thấp, hoặc là ngộ tính không đủ, dùng hết một sinh chi lực, cũng đạp không tiến vào máu tướng thuật cánh cửa. Tiêu phàm song nghi cao lại, nói, sư huynh, chỉ điểm không dám nhận. Nhưng thôi diễn máu tướng chính là cấm kỵ chi thuật, nhất định sẽ gây nên trời cơ phản phệ. Sư huynh hay là lấy những phương thức khác tương đối phù hợp. Văn nhị thái ra nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sư đệ, không nói gạt ngươi, ngươi bây giờ tướng mệnh, trời cơ cực kỳ hỗn loạn. Lấy thiên tử mệnh ứng kiếp, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Nguyên bản ẩn tôn chi tướng liền cực kỳ khó dò, bây giờ tăng thêm thiên phạt chi phạt, lại thêm sư đệ bản thân liền là đại thuật sư, trời cơ che đậy chi lực cực nặng. Lấy phương thức đến suy tính, không bảo hoàn toàn không thu hoạch được gì, chỉ sợ kết quả cũng sẽ phi thường mơ hồ, chỉ tốt ở bề ngoài. Dạng này quan trọng trước mắt, đi sai bước nhầm một bước, đều là tai họa ngập đầu. Máu tướng chi thuật, có lẽ có thể thử một lần, trừ cái đó ra, sư huynh thật không dám vọng thêm thôi diễn. Tiêu phàm trầm ngâm không nói, lấy tu vi của hắn, thời kỳ toàn thịnh thôi diễn máu tướng, trời cơ phản vệ chi lực đều làm phải hắn trọng thương nôn ra máu, hoa hơn một tháng thời gian mới chậm rãi điều trị khôi phục nhị sư huynh cố nhiên công lực thâm hậu, dù sao tuổi thọ đã cao, sớm đã không là năm đó khí huyết tràn đầy thời điểm. Nếu là bởi vì cho mình thôi diễn máu tướng, mà dẫn phát trời cơ phản phệ, gây nên bị tổn thương, vô luận như thế nào đều băn khoăn. Tặng thuốc chi đức, đã sinh thụ, văn nhị thái gia biết hắn tâm tư, cười ha ha một tiếng, nói, sư đệ, cũng không cần quá lo lắng. Liêm pha dù lão thượng có thể cơm, chỉ vì sư đệ một người thôi diễn máu tướng, nghĩ đến chỉ là trời cơ phản phệ chi lực ta còn chịu được yên tâm tốt tân lâm thấp giọng nói ngươi khi đó một lần thôi diễn bốn người máu tướng đều là trí thân văn nhị thái ra tuyết trắng thọ lông mày bỗng nhiên dương lên thất thanh nói một lần thôi diễn bốn người máu tướng hay là trí thân ừm hắn tổ phụ phụ thân đệ đệ lại thêm ta tân lâm đơn giản đáp tiêu phàm vội vàng nói ta đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ đi hiểm cử chỉ văn thiên nhìn qua hắn nửa ngày im lặng, thật lâu, thở dài, nói, khó trách sư phụ đối ngươi coi trọng như vậy, sư đệ đúng là chúng ta vô cực môn bất thế gia kỳ tài. Thời thế hiện nay, một lần thôi diễn bốn người máu tướng, trừ sư đệ, chỉ sợ cũng chính là sư phụ có thể làm được. Tiêu phàm lần nữa hạ thấp người, nói, chỉ là đi hiểm, may mắn mà thôi. Văn nhị thái ra vung tay lên, vừa cười vừa nói, sư đệ, người cũng khỏi phải khiêm tốn. Sư huynh ta cũng không tự coi nhẹ mình một lần thôi diễn bốn người, ta tự hỏi khó mà làm được, nhưng chỉ vì sư đệ một người thôi diễn, chắc hẳn vẫn là có thể. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, lời nói đã đến nước này, tiêu phàm nếu là lại cự tuyệt, chính là đối nhị sư huynh bất kính. Tốt, vậy liền phiền làm phiền sư huynh, ừm, đi thôi, đi mật thất dưới đất, văn thiên ở cái này đình viện, cứ việc bên ngoài đồng hồ cùng chỉ thủy xem khác biệt quá lớn, nhưng nội bộ mật thất cấu tạo, lại cùng chỉ thủy xem có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chân chính quan trọng đồ vật, đều cất giữ ở phòng hầm bên trong. Đinh viện dưới mặt đất kiến trúc chính trung tâm một gian mật thất, chính giữa trưng bày một chương gỗ tử đàn án, đàn mộc bàn trà một bên, là một cái quy hình lưu đồng, chỉnh tím đen chi sắc, kiểu dáng cực kỳ cổ phác. Toàn bộ mật thất mặt đất là đen trắng hoàng tam sắc chứng ngỗng thạch phô thành hỗn độn đồ. Mật thất thành hình lục giác, vừa đi tiến vào căn này mật thất, tiêu phàm cùng tân lâm đều có trong nháy mắt ảo giác, coi là trở lại chỉ thủy xem. Ngay cả trong phòng bố cục cùng đen trắng hoàng tam sắc chứng ngỗng thạch phô thành hỗn độn đồ, đều là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất, ngay tại ở mật thất phía chính bác thổ hoàng sắc pho tượng, không phải cung phụng vô cực môn đời thứ nhất khai phái tổ sư vô cực thiên tôn, mà là thờ phụng chỉ thủy tổ sư pháp tướng. Chạm trổ cực kỳ tinh xảo, pháp tướng sinh động như thật. Tiêu phàm gặp một lần liền có cảm giác thân thiết, quay đầu đối văn nhị thái ra nói, sư huynh, sư phụ cái này pháp tướng, là người tự tay điêu khắc sao? Văn nhị thái ra gật gật đầu, nhặt dưới hàm dâu bạc trắng, có chút tự đắc. Chỉ thủy tổ sư cực thiện điêu khắc chi thuật, không nghĩ tới nhị sư huynh cũng được sư phụ chân truyền. Tại phương diện này, tiêu phàm so nhị sư huynh kém xa. Hắn chỉ có thể tại khi nhàn hạ đợi điêu chút đồ chơi nhỏ, tuyệt đối điêu không ra to lớn một tôn pháp tướng. Trừ chỉ thủy tổ sư pháp tướng, trong mật thất cũng không có cung phụng cái khác thần chủ thần vị văn nhị thái ra chậm rãi đi tới chỉ thủy tổ sư pháp tướng trước đó uốn gối quỳ xuống đầu dạp xuống đất miệng bên trong thì thảo cầu nguyện bái ba bái đứng dậy tự tay tại pháp tướng trước đèn trong bên trên điểm ba nén hương cung phụng tại pháp tướng trước đó sư đệ bái sư cha văn thiên thần sắc trang nghiêm trầm giọng nói vâng tiêu phàm cũng chậm rãi tiến lên bái ba bái đốt hương cung phụng nghĩ xa bái qua tổ sư gia vâng sư phụ Văn Tư Viễn không dám thất lễ, cung cung kính kính tại chỉ thủy tổ sư pháp tướng trước đó quỳ xuống, đầu dạp xuống đất bái ba bái. Nghĩ xa, máu tướng chi thuật là chúng ta vô cực môn nhất tinh thâm ý tưởng, cái khác bất luận cái gì tướng thuật lưu phái đều không có. Người bây giờ công lực không đủ, còn thôi diễn không được. Bất quá ngươi phải cẩn thận quan sát, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem ngươi duyên phân. Trưởng giáo sư thúc ở đây, có cái gì chỗ nào không hiểu, lập tức hướng sư thúc thỉnh giáo, cơ hội khó được minh bạch chưa văn thiên mắt nhìn chất nghi trịnh trọng căn dặn vâng sư phụ ta minh bạch mời sư thúc chỉ điểm nhiều hơn văn tư viễn kính cần đáp ứng một tiếng lại hướng tiêu phàm xá dài tới đất tiêu phàm mỉm cười gật đầu cũng tịnh không khiêm tốn liên tướng thuật mà nói văn tư viễn cùng hắn tranh lệch không chỉ một sao nửa điểm nói chỉ giáo xác thực xứng đáng mấu chốt muốn nhìn văn tư viễn phải chăng có thể lĩnh ngộ máu tướng chi thuật chỗ tinh diệu Phan Tư Viễn chậm rãi đi tới gỗ tử đàn bàn trà trước đó khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Phạm ở một bên ngồi xuống, Tân Lâm đứng thẳng ở sau lưng của hắn, Phan Tư Viễn thì tại sau lưng sư phụ đứng hầu. Gỗ tử đàn mấy bên trên, có một tôn trừ đỉnh nhỏ màu đỏ, ngoại hình cùng càn khôn đỉnh đại khái tương tự, bất quá cái đầu muốn lớn hơn một chút. Chân chính càn khôn đỉnh, chỉ có cao hai tấc thấp. Tòa này trừ đỏ tiểu đỉnh, có cao hơn ba tấc, đỉnh trên khuôn mặt hỗn độn đồ án cũng không bằng càn khôn đỉnh đồ án như thế linh động. Văn Thiên nói, tòa này phỏng chế càn khôn đỉnh, là cái thứ ba. Phía trước hai cái hàng nhái, muốn thô giáp được nhiều, cơ bản không chịu nổi dung. Tiêu Phàm nói, sư huynh chạm trổ, cùng sư phụ cũng tương xứng. Văn Thiên khoát khoát tay, nói kém xa kém xa, lại nói chất liệu cũng không giống. Bất quá bình thường sử dụng, cũng còn đem liền không có trở ngại. Lấy Văn Thiên tướng thuật chi tinh, người bình thường cũng không cần để hắn vận dụng máu tướng chi thuật đến thôi diễn, đoán chừng đa số thời điểm là mình nghiên cứu luyện tập. Tướng thuật chi đạo, vô cùng vô tận, coi như cao minh đến đầu thầy tướng, cũng không dám nói đã đạt đến cực cảnh. Càng là cần tại nghiên tập, công lực càng tinh khiết hơn. Đốt hương, Văn Thiên Trầm giọng nói, Văn Tư viễn vội vàng tại rùa hình lư hương bên trong giấy lên đàn hương. Văn Thiên hai tay dâng càn khôn đỉnh, nhẹ nhàng bày ra tại án mấy chính giữa, thần sắc nghiêm nghị chương 92, Hồng Trần Đại Kiếp. Một canh giờ trôi qua, mật thất trên không lăn lộn không thôi thiên địa nguyên khí, rốt cục ẩm vang tiêu tán. Văn nhị thái ra nguyên bản mặt đỏ thắm biến sắc phải tái nhợt, ảm đạm vô quang, cái chán mồ hôi đầm đìa, miệng hơi mở, phun ra một ngụm máu tươi. Văn tư viễn giật nảy cả mình, bước nhanh tiến lên, đỡ lấy văn thiên, liên thanh hỏi, sư phụ, người thế nào? Không sao đi, văn nhị thái ra đôi môi đóng chặt, sư thúc, cái này. Văn Tư Viễn có chút hoảng tay chân, hướng Tiêu Phàm ném đi cầu trợ ánh mắt. Vừa rồi trong mật thất nguyên khí lăn lộn phản phệ tình hình, để Văn Tư Viễn lưu một thân mồ hôi lạnh. Hắn trước kia chỉ là nghe sư phụ nói qua, cưỡng ép thăm dò trời cơ, sẽ khiến thiên địa lực lượng phản phệ, lại rất ít tự mình kinh lịch. Lần này, xem như thật sự cảm nhận được, thôi diễn máu tướng, trời cơ phản phệ chi lực cư nhiên như thế chi kịch. Ngay cả sư phụ như thế tu vi tinh thâm, đều thụ thương nôn ra máu. Tiêu phàm nhẹ khẽ với một cái tay, Tân Lâm ngay cả vội vàng lấy ra một cái dương chi ngọc bình, từ đó đổ ra một viên bồi nguyên đan. Đây là tiêu phàm mô phỏng đơn thuốc, Tân Lâm lấy thất diệu cung diệu pháp tự mình luyện chế đan dược, đại bổ nguyên khí. Tiêu phàm tại chỉ thủy xem tính dưỡng những ngày này, trong mỗi ngày đều cần ăn ba viên, Tân Lâm một mực tùy thân mang theo. Văn tư viễn vội vàng tiếp tới, phục thị sư phụ nuốt vào. Văn thiên ngồi xếp bằng thổ nạp, chén trà nhỏ quang cảnh sắc mặt tái nhợt dần dần lại hiện lên đỏ ửng thở phào một hơi rất thẳng người nói sư đệ cái này bồi nguyên đan là chính ngươi luyện chế a à. cùng sư phụ truyền lại đơn thuốc hơi có sự khác biệt tiêu phàm bận biểu tức đáp đúng là chính ta mô phỏng đơn thuốc hơi có một chút cải biến ha ha cái này cải biến có phần có đạo lý so với ban đầu đơn thuốc hiệu quả càng tốt tiêu phàm nói sư huynh toa thuốc này đã ghi chép tại thuật dấu bên trong Ta hiện tại liền viết cho ngươi đi. Đây cũng là vô cực môn có khác cái khác truyền thừa địa phương, mỗi một vị đệ tử kiệt xuất chỉ phải có điều sáng tạo cái mới, đều sẽ ghi chép tại vô cực thuật tàng bên trong, cung cấp tất cả môn nhân đệ tử tham khảo nghiên tập. Không giống có môn phái của mình mình quý, mỗi cái sư phụ đang dạy đồ đệ lúc đều lưu lại thủ đoạn, càng về sau, truyền thừa càng là tàn khuyết không đầy đủ, cuối cùng chỉ có thể không hạ xuống, phai mờ tại thế. Văn Nhị thái gia cũng không chối từ nhẹ gật đầu, nói: "Được. Đợi chút nữa sư đệ thanh đơn thuốc viết cho ta, ta chiếu đơn luyện chế." Tân Lâm nhịn không được hỏi: "Lão gia tử, thôi diễn kết quả như thế nào?" "Nàng là thất diệu cung đệ tử, lại là không thể đi theo Tiêu Phàm xưng hô Văn Nhị Thái gia vì sư huynh." Văn Nhị Thái gia thần sắc lập tức liền ngưng trọng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, tuyết trắng thọ lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ, nửa ngày mới nói: "Rất loạn, phi thường loạn. Rất nhiều chỗ rất nhỏ, tự mâu thuẫn." đục không thể giải. Vừa nói vừa tường tận xem xét Tiêu Phàm tướng mạo, Tiêu Phàm thần sắc chấn định, nói: "Mời sư huynh nói thẳng bẩm báo." Văn Nhị thái gia vẫn là không có vội vã mở miệng, tường tận xem xét Tiêu Phàm thật lâu, mới chậm rãi nói: "Sư đệ, từ gương mặt ngươi đến xem, ngươi tuổi thọ kỳ thật đã cuối cùng." A, à, Tân Lâm cùng Văn Tư Viễn đều là giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy điểm khả nghi. Lời này coi là thật hiếm lạ, Tiêu Phàm không phải tốt tốt ngồi ở chỗ này a? À chẳng lẽ là quỷ hồn? Tiêu phàm mình, ngược lại cũng không thế nào giật mình. Văn nhị thái gia còn nói thêm, vừa rồi thôi diễn máu tướng, cũng xác minh điểm này. Theo lý, tại 10 ngày trước, càn khôn đại hoàn đan luyện chế hoàn tất về sau, người số tuổi thọ cũng hẳn là đến cuối cùng. Thiên phạt chi phạt, đã hàng lâm từ lâu, sở dĩ người có thể kiên trì nổi, có ba cái phương diện nguyên nhân. Xin lắng tai nghe, tân lâm cùng văn tư viễn càng là dựng thẳng lên lỗ tai dạng này chuyện lạ quái luật, bọn hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy. Lời này nếu không phải từ văn thiên miệng bên trong nói ra, chỉ sợ tân lâm sớm đã mở miệng quát lớn, mắng nó nói hưu nói vượn. Cái thứ nhất là tổ đức âm công, người tổ thượng, âm đức hạo đáng, mộ tổ phong thủy cực dai, có thể vì người tục mệnh. Cái thứ hai là chính người làm việc thiện tích dưới âm đức. Chúng ta vô cực môn cần gấp nhất môn quy, chính là làm việc thiện tích đức. Thầy tướng thuật sư, dễ nhất tiết lộ trời cơ, năm thiếu ba tệ phạm nó một, chỉ có làm việc thiện có thể hóa giải. Lấy người khác ứng kiếp, tìm kẻ chết thay, bất quá là bằng môn tả đạo. Cuối cùng có một ngày, sẽ gấp bội phản phệ tự thân. Thiên đạo theo điểm, cho tới bây giờ đều báo ứng xác đáng. Sư đệ những năm này, phải làm dưới không ít việc thiện, tích rất nhiều âm công. Về phần cái này điểm thứ ba, ta cũng có chút khó hiểu. Nói đến đây, Văn Thiên đưa tay nhặt mình dâu bạc trắng, song mi nhíu chặt, tựa hồ khó mà tác giải. Lão gia tử, người mau nói đi, tân lâm nhịn không được, liên thanh thúc giục, nàng vốn là cực kỳ tính tình lãnh đạm, nhưng việc này quan hệ đến tiêu phàm sinh tử, lại vô luận như thế nào đều thận trọng không dậy. Văn nhị thái gia nói, tại máu của ngươi tướng bên trong, ẩn chứa một cỗ cực kỳ ngang ngược hung sát chi khí. Theo lý, đây là thiên phạt chi lực, sẽ chỉ gấp rút tốc độ chết. Nhưng cỗ này hung sát chi khí, lại bảo vệ ngươi thọ mạch. Vì sao sẽ là như thế này, thật là khó có thể lý giải được a." À. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, "Sư huynh, thiên phạt chi phạt, gấp rút người tuổi thọ, chỉ là nó một." Nghiêm Kim Sơn thiện đổi tiêu gia ta mộ tổ phong thủy, thiên phạt liền để hắn muốn sống không được muốn chết không xong, nhất định phải gặp 360 trời gặp chắc trở. "Chẳng lẽ, Tân Lâm vừa nghĩ tới Nghiêm Kim Sơn bộ kia thảm trạng, không chịu được run lên vì lạnh, hoa dung thất sắc. Chẳng lẽ cái này hung sát chi khí bảo vệ tiêu phàm thọ mạch?" liên là muốn để hắn cũng chịu đựng loại kia muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ gặp chắc trở văn nhị thái gia nhẹ nhàng gật đầu thở dài nói sư đệ chỉ sợ thiên phạt chi phạt chính là cái dạng này Người vốn là thiên tử chi mệnh ẩn tôn chi tướng vua không ngai phú quý mà thọ kiểm tra hiện nay thiên phạt giáng lâm không chỉ là gò tới người tuổi thọ đơn giản như vậy cái này hồng trần chi thế đủ loại gặp chắc trở cướp khổ người đều phải đi tiếp nhận sư đệ hồng trần đại kiếp A. Văn Thiên thở dài một tiếng, thì thào nói. Vô cực môn đời thứ 64 đệ tử bên trong, Văn Thiên tinh nhiên hồng trần tướng, hắn nói ra hồng trần đại kiếp bốn chữ này đến, phá lệ nặng nề. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể biết rõ, hồng trần đại kiếp rốt cuộc muốn chịu đựng bao nhiêu gặp trắc trở. Tân Lâm hỏi, hồng trần đại kiếp so đoạt người tuổi thọ còn muốn lợi hại hơn sao? Không có thể so sánh, không thể so. Văn Thiên liên tục lắc đầu, nói, thế nhưng là, Lão gia tử, xin thứ cho ta nói thẳng, chỉ cần người sống, liền sẽ có hy vọng." Tân Lâm xinh đẹp trên mặt, hiện lên một vòng vô so quật cường thần sắc. Văn Thiên nhìn nàng một chút, lại lắc đầu, nói: "Tân cô nương, đây mới là hồng trần đại kiếp chân chính chỗ đáng sợ. Luôn luôn sẽ để cho ngươi thấy hy vọng, khi ngươi trả giá 12 phân cố gắng về sau, lại phát hiện ban đầu hy vọng bỗng nhiên phá diệt, lại sắp sửa kinh lịch mới gặp trắc trở, như thế vòng đi vòng lại." Tỷ Như nói: một cái ung thư bệnh nhân rõ ràng là bệnh nan y nhưng cũng sẽ không lập tức chết ngay tựa hồ chỉ cần trị liệu liền có khỏi hẳn hy vọng thế là liền làm xạ trị làm trị bệnh bằng hóa chất làm huyết dịch thẩm tách loại hình chịu nhiều đau khổ bệnh tình nhưng như cố càng ngày càng chuyển biến xấu hy vọng vẫn còn lại càng ngày càng xa vời loại này liên tục không ngừng dày vò sau so chết càng đáng sợ mà cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết chẳng lẽ liền không có phương pháp phá giải Tân Lâm gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, khẽ cắn môi, thấp giọng hỏi. Có, lão gia tử khẳng định nói. Tân Lâm lập tức mừng rỡ. Văn Tư Viễn cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Bất luận cái gì hồng trần kiếp số, đều có phương pháp phá giải. Chỉ là tiểu sư đệ sau này phải đối mặt hồng trần kiếp, thực tế nhiều lắm, một một hóa giải, khó khăn cỡ nào. Lão gia tử, mời nói được rõ ràng điểm, quá cụ thể, ta cũng nói không rõ. Nếu là ngũ sư đệ ở đây, vậy là tốt rồi vô cực chín tướng thiên, hắn tinh nghiên chính là cước khổ tướng. Đồng môn sư huynh đệ bên trong, tướng nhân cước khổ, hắn là tinh thông nhất. Đáng tiếc ngũ sư đệ sớm đã rời đi sư môn, từ khi 20 năm trước tử biệt, chúng ta rốt cuộc chưa từng gặp mặt, cũng không tiếp tục liên lạc qua, không biết hắn hiện tại đi nơi nào. Văn Thiên lại thở dài, lắc đầu liên tục, không biết là tiếc hận hay là buồn nản. Lão gia tử, người tại máu tướng bên trong, thấy cái gì liền nói cái gì đi, tổng so trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có muốn tốt. Được, trước nói số tuổi thọ, tiểu sư đệ hiện tại tuổi thọ, đều là trộm được, tổ đức âm công, ai cũng không biết tại khi nào hao hết, ta suy tính kết quả tương đối mơ hồ, nhưng tối đa cũng chính là 3 năm năm. Về phần kia cỗ hung sát chi khí, có thể bảo vệ thọ mạch tới khi nào, càng là khó mà đoán trước. Lại nói ốm đau, tiểu sư đệ tu luyện hạo nhiên chính khí đại thành, nguyên vốn có thể nói là bách bệnh bất xâm, nhưng bây giờ thể nội chân nguyên khô kiệt cảnh giới giảm lớn các loại ốm đau đều sẽ đánh tới địch nhân cũng có thể là cho hắn tạo thành không tưởng được tổn thương lại nói nam nữ hoan ái tiểu sư đệ vốn hẳn nên hôn nhân mỹ mãn cùng tân cô nương là trời đất tạo nên một đôi nhưng ở hồng trần đại kiếp phía dưới hai vị chỉ sợ muốn làm việc tốt thường gian nan tân lâm như bạch ngọc gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên cắn chặt môi dưới nghiêng đầu qua đi nàng cùng tiêu phàm lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau đều yêu trong tim, bỗng nhiên bị văn nhị thái ra một câu nói toạc ra, dù sao cũng là chưa lập gia đình cô nương, vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi thẹn thùng không thôi. Sư đệ, chân chính phá giải chi đạo, ta nghĩ, khả năng chỉ có một đầu. Đó chính là người thản nhiên lịch kiếp, cái này hồng trần chi thế, người sợ là muốn đi một lần. Nếu như tại lịch hồng trần kiếp lúc, có thể nghĩ biện pháp một lần nữa tu đến thiên nhân cảnh, có lẽ ngày này khiển chi phạt, hồng trần đại kiếp liền có thể phá giải được văn thiên mắt nhìn tiêu phàm trịnh trọng nói tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói sư huynh thiên hạ vạn vật đều có duyên phận nhưng nghịch thiên cải mệnh sự tình cũng không phải hoàn toàn không thể làm nên mặt đúng vậy liền thản nhiên đi đối mặt tốt già nhi nói đúng chỉ cần người sống liền có hy vọng sư huynh ta còn có một chuyện muốn nhờ thỉnh giảng tiếp xuống một đoạn thời gian Ta có thể muốn tìm một cái thanh tính địa phương, chậm rãi dưỡng thương. Nhiều thì nửa năm, ít thì tầm 5-3 tháng. Khoảng thời gian này, ta nghĩ mời sư huynh tỏa chấn kinh thành. Cái kia núp trong bóng tối đối thủ, Trung Quy muốn tìm ra mới có thể làm người an tâm. Ta cũng đúng lúc có ý nghĩ này. Sư đệ vào lúc này rời đi kinh thành, sẽ để cho người hoài nghi. Ta liền đi thủ đô ở một đoạn thời gian, ngược lại muốn xem xem, đến cùng là thần thánh phương nào, dám đối với chúng ta vô cực môn xuất thủ. Văn Nhị Thái ra mỉm cười, nói, ngữ khí mặc dù nhu hòa, lại mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Hoàng Hải Văn Nhị Thái ra, thật đúng là chưa sợ qua ai. chương 93, Thâm Sơn ẩn cư. Sơn thành thành phố Khánh Nam huyện núi non trùng điệp bên trong, hai ngọn núi ở giữa, một đạo thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, tiếng nước róc rách. Dưới thác nước, lớn gần mẫu mặt đầm tiếp nước sương mù bốc hơi. Nguyên bản ít ai lui tới trong núi sâu, đầm nước bên cạnh, dựng lên mấy gian gạch đỏ phòng. Phòng ở rất đơn sơ, chỉ xây một tầng, gạch ngói kết cấu, trên cửa sổ khảm nạm chính là thủy tinh mờ. Đã là rét đậm mùa, xa xa đỉnh núi, tuyết trắng mênh mang. Chỗ này cạnh đầm nước một bên, lại sương mù bừng, bừng bừng, lộ ra rất là ấm áp. Tiêu phàm vẫn như cũ một thân tuyết trắng đường trang, bên cạnh ngồi tại bên đầm nước một tảng đá lớn phía trên, thổ nạp vẫn hơi thở. Sắc mặt vẫn tái nhợt, lại ẩn ẩn có chút huyết sắc, trên da thịt cũng có quang trạch không còn là màu trắng bạch tân lâm tại khác trên một khối nham thạch nhẹ nhàng thở phào một cái một bộ kiếm pháp vừa thu thế cực mỏng cực nhỏ nhuyễn kiếm tại mặt trời mùa đông phía dưới lóng lánh lạnh lẽo hàn mang đen bóng tóc đen đón gió bay múa càng thêm lộ ra người đẹp như ngọc phong thái yểu điệu yến đông lâu ngồi tại bờ đầm thả câu như là nham thạch không nhúc nhích hắc lân lười biếng ghé vào bên cạnh hắn tựa hồ có chỗ chờ mong nguyên bản toàn thân tuyết trắng lông tóc, thỉnh thoảng có một chút điểm màu đen, 10 điểm hỗn tạp không thuần dáng vẻ. Mấy tháng trôi qua, Yến Đông lâu câu kỹ, lại càng thượng tầng lâu, chỉ chốc lát liền câu lên đến một đầu sáng như tuyết cá bạc, trước một khắc còn uể oải không muốn nhúc nhích hắc lân, nhàn rỗi ở giữa nhảy lên một cái, đem đầu kia to mỏng cá bạc một ngụm ngậm lấy, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Có khác một đầu hán tử cao gầy, tóc đen bay múa, đứng tại đầm nước bên cạnh, suy nghĩ xuất thần, thần sắc chất phát chính là danh sưng ma câu ngũ lôi trưởng truyền nhân Yến Tây Lâu. Nhìn thật kỹ, Yến Tây Lâu ánh mắt, tựa hồ cùng mấy tháng trước hơi có khác biệt, thoảng qua có một hai phân thần hái. Không phải ngày ngày cùng hắn chung đụng người, tự nhiên nhìn không ra. Cửu thẩm dẫn theo một thùng quần áo, từ gạch đỏ trong phòng ra, đi hướng đầm nước. Mấy tháng này, cửu thẩm kiên trì phục dụng tiêu phàm cho nàng mở thuốc đông y, thân thể là tốt đẹp, bước chân vững vàng, dẫn theo một thùng lớn quần áo, mảy may cũng không thấy phí sức sắc mặt 10 điểm hồng nhuận. Tân Lâm thu nhuyễn kiếm, từ nham thạch bên trên nhảy xuống, mỉm cười nói, cửu thẩm, ta giúp ngươi. Tiêu phàm cùng Tân Lâm đi tới Khánh Nam ẩn cư, đã có hơn 2 tháng thời gian, mắt thấy là phải tới gần Tết Xuân. Tân Lâm rất quen thuộc loại này ẩn cư sinh hoạt, từ từ lúc còn nhỏ lên, nàng chính là thất diệu cung lớn lên, tiếp nhận nhất là khắc nghiệt huấn luyện, nghiên tập thất diệu cung các loại tuyệt kỹ truyền thừa. Trừ giang hồ du lịch, đa số thời điểm, qua đều là ngăn cách với đời sinh hoạt. Đi theo tiêu phàm về sau, chỉ thủy xem cũng không phải cái gì náo nhiệt chỗ. Đương nhiên, Tân Lâm cũng tới. Làm một thời đại mới cô gái trẻ tuổi, Tân Lâm không có khả năng thật ngăn cách với đời. Cổ ngữ có nói, tú tài không ra khỏi cửa toàn chi chuyện thiên hạ. Câu nói này dùng tại tiêu phàm cùng Tân Lâm trên thân, 10 điểm phù hợp. Hơn 2 tháng này, theo tiêu phàm thân thể hơi có khởi sắc, Tân Lâm tâm tình cũng đi theo dần dần chuyển biến tốt đẹp chỉ cần tiêu phàm thương thế có thể nhanh chóng khỏi hẳn, lớn hơn nữa kiếp nạn, Tân Lâm cũng có lòng tin có thể khiêng qua đi. Nhiều khi, Tân Lâm thậm chí quên đi thân phận của mình thất diệu cung đương đại thánh nữ, đời sau cung chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Thất diệu cung huyết thảy, tựa hồ đã từ từ đi xa, bị tiêu phàm từng bước thay thế. Thiếu nữ non mềm phương tâm, rất dễ dàng bị âu yếm nam nhân điền tràn đầy. Khỏi phải khỏi phải, tân cô nương, người luyện kiếm của người đi, những này việc nặng, ta tài giỏi. Ta hiện tại thân thể rất tốt, cửu thẩm luôn miệng nói, cười ha hả, đối tại cuộc sống bây giờ, cửu thẩm so bất luận kẻ nào đều hài lòng. Lúc trước đặng thông thiên ở trong thung lũng này kiến tạo mấy gian gạch đỏ phòng ngói, mời cửu thẩm toàn ra cùng tiêu phàm tân lâm rời đến nơi đây ở, cửu thẩm tự nhiên là không vui lòng. Tây trại cái nhà kia, cứ việc cũng rất đơn sơ, cửu thẩm ở nơi đó sinh sống mấy chục năm, sớm đã thành thói quen trại bên trong hết thảy. Ấm chỗ ngại rời lão nhân nhất là như thế vô duyên vô cớ đem đến trong núi lớn ở làm cái gì ngày bình thường ngay cả cái nói chuyện cầu nhau người đều không có đặng thông thiên một câu liền để cử thẩm cải biến chủ ý tiêu tiên sinh có thể trị hết tây lâu bệnh đặng thông thiên liền nói một câu như vậy cử thẩm lập tức đồng ý dọn nhà chỉ cần có thể chữa khỏi yến tây lâu bệnh điên đừng bảo là để cử thẩm chuyển về nhà coi như để nàng đi lên núi đao xuống biển lửa cũng không một chút nhíu mày tiêu tiên sinh đúng là cái có bản lĩnh tốt lang chung. Đối điểm này, cửu thẩm tin tưởng không nghi ngờ, nàng tật xấu của mình, tầm 10 năm, nhìn qua tây y trung y, tổng không thấy khá, ngược lại càng ngày càng nặng, tiêu tiên sinh một tờ đơn thuốc liền cho chị thoát cây. Nghe tiêu tiên sinh nói, mình bệnh này, hay là truyền nhiễm yến tây lâu. Đã bệnh của mình cùng tây lâu bệnh là một cái căn nguyên, như vậy tiêu tiên sinh có thể cho mình chữa khỏi, khẳng định cũng có thể cho tây lâu chữa khỏi. Hơn hai tháng quá khứ, trong mắt người ngoài, Yến Tây Lâu vẫn như cũ là cái tên điên. Nhưng ở Cửu Thẩm trong mắt, nhi tử bệnh đã rất có khởi sắc, so trước kia khẩu vị phải tốt hơn nhiều, trên thân nhiều một chút thịt, dần dần rắn chắc. Tiêu Tiên Sinh thậm chí mỗi ngày đều cùng Tây Lâu nói chuyện, Tây Lâu mặc dù một câu không đáp, lại cũng không đi, yên lặng nghe hắn nói. Tiêu Tiên Sinh minh bạch nói cho Cửu Thẩm, Tây Lâu bệnh có thể trị hết, bất quá cần một chút thời gian. Cửu Thẩm hoàn toàn lý giải, Tây Lâu đều bệnh 10 năm liền xem như thần tiên hạ phàm, cũng không thể lập tức liền để hắn khôi phục bình thường. Có tiêu tiên sinh câu nói này là được, cửu thẩm đối tương lai đầy cõi lòng hy vọng. Trừ mỗi ngày làm chút việc nhà, cho đoàn người làm chút đồ ăn, cũng không có chuyện gì khác làm. Chỗ có sinh hoạt chi tiêu, đều là tiêu tiên sinh gánh vác. Thường ngày vật dụng, đặng thông thiên cách mấy ngày đưa một lần. Yến Đông Lâu mỗi ngày câu cá cho ăn con mèo kia, đương nhiên người ăn cá cũng phi thường sung túc đầm nước này bên trong cá bạc số lượng không ít, phụ cận tiểu hà dòng suối nhỏ bên trong các loại loài cá, đều chạy không khỏi yến đông lâu lưới câu. Yến đông lâu còn tại bên nhà bên cạnh khai hoang, trồng mấy phân rau quả. Thậm chí ngay cả yến tây lâu ngẫu nhiên cũng sẽ động thủ. Bất quá yến tây lâu câu cá khỏi phải cần câu, liền dùng một chi thật dài trúc súng, vót nhọn, một đâm một cái chuẩn, xưa nay không tay không trước đó vài ngày thậm chí quấn tới một đầu nặng mấy chục cân búp bê lớn cá mấy người ăn no nê tân lâm ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cửu thẩm nói chuyện phiếm nói chuyện đối với người nào đều lãnh lãnh đạm đạm tân cô nương duy chỉ có cùng cửu thẩm lúc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ lộ ra tiếu dung cứ việc tân lâm nói một chút bên ngoài thế giới chuyện ly kỳ cổ quái cửu thẩm không nhất định nghe được rõ ràng nhưng cửu thẩm liền là ưa thích cùng tân lâm nói chuyện cái này nữ oa nhi thật là dễ nhìn cười lên càng đẹp mắt Cửu Thẩm thậm chí đang nghĩ, nếu là Đông Lâu có thể cho nàng cưới về đến như vậy một cái đẹp mắt nàng dâu, cũng không biết có bao nhiêu đẹp. Đương nhiên, Cửu Thẩm cũng biết cái này không thực tế. Cái này 10 dặm tám hương, liền không có một cái nữ oa có thể theo kịp tân cô nương đẹp mắt. Bất quá Cửu Thẩm hoàn toàn có thể giảm xuống tiêu chuẩn a, chỉ cần Đông Lâu có thể lấy được nàng dâu là được, có đẹp hay không không đi quản nha. Cửu Thẩm có thể nghi ôm cháu trai, thế nhưng là Đông Lâu đứa nhỏ này cũng cứng Nhất định phải cùng đại ca hắn trị hết bệnh về sau lại cân nhắc cưới vợ sự tình. Nói đến cũng không trách Yến Đông lâu cướng, liền yến ra hiện tại bộ này quang cảnh, một nghèo hai trắng, còn có cái tên niên đại ca, nhà ai nữ oa nguyện ý đến trong nhà nàng đến. Chỉ cần Tây lâu bệnh có thể trị hết, hết thảy đều sẽ tốt. Cửu Thẩm tin tưởng vững chắc điểm này, "Tân cô nương, buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì a? À? Chúng ta làm thịt kho tàu có được hay không? Ta nhìn Tiêu tiên sinh rất thích ăn." Cửu Thẩm nói liếc bên kia nham thạch bên trên không nhúc nhích ngồi xếp bằng tiêu phàm. Tiêu tiên sinh cũng là quái nhân, suốt ngày chính là như vậy ngồi, cũng không thấy hắn làm chút khác. Theo Đông Lâu nói, Tiêu tiên sinh kia là đang luyện công. Cửu Thẩm là thật làm không rõ ràng, cứ như vậy ngốc ngồi yên, có thể luyện cái gì công? Đông Lâu lại nói Tiêu tiên sinh là cao thủ, thông tục tới nói, chính là cái lợi hại kỹ năng. Có phải là lợi hại kỹ năng, Cửu Thẩm không hiểu, nhưng Tiêu tiên sinh thích ăn thịt ngược lại là thực tế còn có một chút cửu thẩm cũng âm thầm kỳ quái tiêu tiên sinh cùng tân cô nương rõ ràng là hai vợ chồng đều ở tại một cái phòng bên trong nhưng ban đêm cho tới bây giờ đều là yên lặng cửu thẩm chưa từng nghe qua nửa điểm tiếng vang chẳng lẽ hai người này ngủ cùng một chỗ chuyện gì đều không làm bọn hắn lại còn trẻ như vậy bất quá như vậy cửu thẩm là tuyệt đối sẽ không hỏi trên mặt cũng sẽ không mang ra nửa điểm tốt vậy liền làm thịt kho tàu đi Tân Lâm mỉm cười gật đầu, ánh mắt lóe lên một vòng sầu lo. Tiêu phàm khẩu vị càng tốt, liền càng chứng minh cảnh giới của hắn xa xa chưa từng khôi phục. Sớm tại mấy năm trước, tiêu phàm liền cơ bản chỉ ăn thức ăn chay, chỉ có đang tiêu hao đại lượng chân nguyên về sau, mới có thể ăn chút thịt rùa cái gì, bồi bổ nguyên khí. Hiện tại khẩu vị mở rộng, thịt kho tàu ăn đến miệng đầy chảy mỡ, xem ra muốn toàn diện khôi phục trước kia cảnh giới, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cũng may cái này sâu trong núi lớn không có có nhận đến bao nhiêu công nghiệp ô nhiễm, thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần dồi dào, đối tiêu phàm khôi phục công lực, rất có ích lợi. Lúc trước Tân Lâm từng đề nghị, đi thất diệu cung tổng đàn tĩnh dưỡng. Tiêu phàm cuối cùng vẫn là lựa chọn đến Khánh Nam vùng núi. Nơi này rời xa trần thế, cơ hồ ngăn cách với đời, dãy núi vây quanh, ít ai lui tới, đúng là chữa thương nơi tốt, địch nhân cũng không dễ truy tung đến đây. Tân Lâm chỉ hy vọng loại này yên tĩnh thời gian, không muốn bị người quấy dày. Cùng tiêu phàm thương thế dần dần khôi phục về sau, vậy thì cái gì đều không cần lo lắng. Về phần thiên phạt nói phạt, hồng trần đại kiếp, tân lâm không chút nào để ý. Những vật này đối tân lâm mà nói thái huyền, hết thảy đều có tiêu phàm ở đây, nhưng mà trên đời này sự tình, không như ý người thường thường bảy tám phần 10. Tân lâm muốn thanh tịnh, hết lần này tới lần khác liền có khách tìm tới cửa cửu thẩm cười ha hả vặn lấy thùng nước đi bờ đầm. Đầm nước này nước, đa số là từ lòng núi ở giữa sông ngầm bên trong tuôn ra, bốn mùa nhiệt độ ổn định, rét đậm mùa, cũng không thấy phải rét lạnh. Tốt một bức điền viên phong quang, đúng lúc này, tân lâm nụ cười trên mặt nhàn rỗi không gặp, bỗng nhiên xoay người lại. Chỉ thấy trên sơn đạo, bốn đại hán đang từ từ đi tới. Đi đầu một người, ước chừng ba mười mấy tuổi, tóc ngắn, sắc mặt đen nhánh, trên gương mặt đều có một đoàn đỏ hồng sắc, đây là lâu dài sinh hoạt tại cao nguyên địa khu, bởi vì thiếu dưỡng mà đặc hữu cao nguyên đỏ. dáng người cao gầy, cánh tay kỳ dài, bước chân trầm ổn hữu lực. Mà phía sau hắn ba tên đại hán, giống như hắn, sắc mặt đen nhánh, hai má đỏ hồng, bước chân đồng dạng trầm ổn hữu lực. chương 914, gặp lại Đao Vương. Tân cô nương, tuyết vực Đao Vương đan tăng đa cát dừng lại bước chân, yên lặng nhìn về phía tân lâm, thanh âm trầm thấp. Phía sau hắn ba tên đại hán, lập tức tản ra đến, ẩn ẩn đối tân lâm hình thành vây kín chi thế. Đan tăng đa cát không có mặc lấy tăng bào, bốn người đều là cực kỳ phổ thông hán nhân trang phục, tăng thêm sắc mặt đen nhánh, làn da thô giáp, nhìn qua, chính là rất tầng dưới chót dân chúng. Tự nhiên là để cho tiện làm việc, thử nghĩ ở bên trong địa, bốn tên thân mang tăng bào lạt ma, rêu rao khắp nơi, thực tế quá hấp dẫn ánh mắt. Bốn tên lạt ma bỗng nhiên tại vắng vẻ Khánh Nam huyện hiện thân, chỉ sợ ngay cả huyện dân ủy cùng tông giáo cục đều muốn kinh động. Làm sao ngươi biết ta họ Tân? Tân Lâm vẫn như cũ rất tùy ý đứng, bình tĩnh hỏi. Gia Cát Ánh Huy nói cho ta, Gia Cát Ánh Huy nói cho ngươi. Tân Lâm trên mặt, cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tân cô nương, chúng ta hôm nay tới đây Khánh Nam, không có ý tứ gì khác, liền là muốn mời tiêu tiên sinh đem kinh văn thượng quyển giao mang về cho ta, cho lạt ma một cái công đạo. Đan Tăng Đa Cát làm lắp bắp nói, ngữ điệu không có bất kỳ cái gì chập trùng kinh văn thượng quyển đây cũng là gia cát ánh huy nói cho ngươi hắn nói cho ngươi kinh văn thượng quyển trong tay ta tân lâm lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra hóa ra gia cát ánh huy cho bọn hắn làm cái ngáng chân đổi trắng thay đen đúng thế lần trước tân cô nương tại bãi đỗ xe cứu gia cát ánh huy gia cát ánh huy nói kinh văn thượng quyển giao cho tiêu tiên sinh đan tăng đa cát nói chuyện hay là đâu ra đấy Tân Lâm khóe miệng liền hiện lên một cái khinh thường ý cười. Ra cắt ánh huy ra hỏa này, không biết cây kia dây cung dựng sai, thế mà cho đan tăng đa cắt phung như thế cái di thiên đại hoang. Tiêu phàm đã thu công pháp, chậm rãi đi tới, đứng tại Tân Lâm bên người, mỉm cười nói, đao vương. Không dám, ta gọi đan tăng đa cát, tiêu tiên sinh, kinh văn thượng quyển là chúng ta mật tông hoàng giáo bảo vật chấn giáo, tiêu tiên sinh không phải mật tông truyền nhân, xin đem kinh văn còn cho chúng ta, Đan Tăng Đa Cát đối tiêu phàm tương đối khách khí, mặc dù hắn đây là lần đầu cùng tiêu phàm gặp mặt, cũng đã tại gia cát ánh huy miệng bên trong nghe nói qua, tiêu phàm cùng Tân Lâm ở giữa, tiêu phàm là chủ, Tân Lâm là phụ. Đan Tăng Đa Cát đã từng cùng Tân Lâm giao thủ qua, sâu rất rõ Tân Lâm lợi hại, tùy tùng đã như thế, nhân vật chính không hỏi cũng biết. Bên kia toa, cửu thẩm thấy như thế mấy cái lạnh lùng như băng đại hán, sớm đã hù sợ, kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Yến Đông Lâu lập tức tiến lên đây, đỡ lấy mẫu thân, thấp giọng an ủi. Yến Tây Lâu vẫn như cũ đứng tại cạnh đầm nước một bên, thần sắc ngốc trệ chất phác, đối đây hết thảy, tựa hồ làm như không thấy. Tiêu phàm nhiều hứng thú hỏi, nhiều các thượng sư làm sao biết chúng ta ở chỗ này. Ta một mực tại truy tung tiêu tiên sinh hành tung, đan tăng đa cát đàng hoàng đáp, ra cát ánh huy cùng hắn giảng được rất rõ ràng, tiêu phàm là tông giáo cục cán bộ, có vẻ như cùng lão tiêu nhà có chút quan hệ, Câu nói này để đan tăng đa cát bỏ đi trực tiếp đi tìm tông giáo cục lãnh đạo suy nghĩ. Nếu như tiêu phàm chỉ là tông giáo cục cán bộ bình thường, như vậy tìm tới tông giáo cục lãnh đạo cho tiêu phàm tạo áp lực, có lẽ liền có thể để tiêu phàm thanh kinh văn thượng quyển giao ra. Xét thấy thủ lĩnh lớn lạt ma cùng tông giáo cục ở giữa quan hệ vi diệu, tông giáo cục tuyệt sẽ không chọc loại phiền toái này. Nhưng lão người của tiêu gia, tuyệt đối là ngoại lệ. Tông giáo cục lãnh đạo, cơ bản không có khả năng vì một quyển kinh văn đi uy hiếp lão tiêu gia tử đệ không có như vậy gan lớn tông giáo cục lãnh đạo mà huống hồ phổ thông tông giáo cục cán bộ lại chỗ nào có thể có được tân lâm như thế tùy tùng khó trách tân lâm trên đường đi đều cảm thấy có người đang theo dõi không nghĩ đúng là tuyết vực đao vương tiêu tiên sinh kinh văn là gia cát ánh huy ăn cắp đan tăng đa cát lại nhắc nhở một câu đã ngươi là lớn người có thân phận vậy sẽ phải giảng cứu cái phong độ không nên chứa chấp tang vật. Tiêu phàm gật gật đầu, nói, nhiều các thượng sư, tông khách ba đại hoạt Phật thủ sách kinh văn thượng quyển, ta xác thực đã từng đảm bảo qua một đoạn thời gian. Vì cùng họ ra các trộm vương làm cái giao dịch, hướng hắn cầm mặt khác một vật đến trao đổi. Sớm tại mấy tháng trước, kinh văn thượng quyển ta liền đã trả lại cho gia cát ánh huy. Lại không biết gia cát ánh huy tại sao phải đối ngươi nói láo. Đan tăng đa cát sụ mặt, nói từng chữ từng câu, tiêu tiên sinh, ta cũng không muốn đắc tội, cứ việc tiêu phàm nói là sự thật, đan tăng đa cắt lại nơi nào chịu tin. Hắn vì thu hồi kinh văn thượng quyển, nhìn dặm xa xôi đi đông thổ, còn không tiếc lấy giả kinh văn hạ quyển làm làm mồi nhử, dụ làm trộm vương chi vương thượng khi, thật vất vả mới bắt được ra cắt ánh huy. Tối hậu quan đầu, lại thất bại trong gang tắc, ngạnh sinh sinh bị tân lâm ngăn trở, khiến ra cắt ánh huy bỏ trốn mất dạng. Mảnh bàn về đến, tiêu phàm tân lâm đều là địch nhân của hắn. Nếu không phải kiêng kỵ đối thủ cao minh, Tuyết vực đao vương mới sẽ không nói nhảm, trực tiếp liền đánh. Hắn vốn là bất thiện ngôn từ người, hôm nay nói cái này rất nhiều lời, đã là xưa nay chưa thấy. Nói cho người nói thật, người lại không tin, hết lần này tới lần khác muốn nghe người châm ngòi ly rán. Thật là đần, Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, nói. đan tăng đa cắt sau lưng một tên hán tử cao lớn, lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ. Quát, đại sư huynh, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, động thủ đi. Bá một tiếng trong tay hắn đã nhiều một thanh dài hơn thước gãy đao, hàn quang bắn ra bốn phía. Xem ra người này là người nóng tính, hắn sáng lên đao, cái khác hai tên đại hán, lập tức cũng lộ ra vũ khí, đều đều là dài hơn thước gãy đao, sắc bén vô so. Tiêu tiên sinh, ba vị này đều là của ta đồng môn sư đệ. Ta biết người cùng tân cô nương đều là cao thủ, cố ý mời ba vị sư đệ qua đến giúp đỡ. Tiêu tiên sinh, vẫn là câu nói kia, ta cũng không muốn đắc tội, mời tiêu tiên sinh không muốn bức bách. Nói đến, lần này thuyết vực đao vương đủ cẩn thận. Truy tung đến tiêu phàm hành tung về sau, vẫn chưa vội vã động thủ, chuyên môn mời ba vị sư đệ đến đây trợ quyền. Ngươi cho rằng mời mấy người trợ giúp, liền có nắm chắc tất thắng. Tân lâm lạnh lùng hỏi, đan tăng đa cát nói, tân cô nương, ta biết ngươi là cao thủ, đơn đả độc đấu, ta không có nắm chắc tất thắng. Tiêu tiên sinh khẳng định cũng là cao thủ, bất quá bây giờ, tiêu tiên sinh tựa hồ bị thương. Tân cô nương có nắm chắc ngăn trở chúng ta bốn người a à. Nói như vậy, người nghĩ dựa đa số thắng. Đáng tiếc, tuyết vực đao vương uy danh hiển hách, tân lâm khóe miệng hiện lên một vòng ý trào phúng. Đan tăng đa cắt hơi cảm thấy xấu hổ, nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là chưa từng dựa đa số thắng qua. Tuyết vực đao vương danh chấn cao nguyên, mật tông hoàng giáo đệ nhất cao thủ, làm sao có thể từ đoạ uy danh. Hừ hừ, kinh văn là chúng ta thánh vật, các người biết rõ là gia cắt ánh huy trộm, cũng không còn cho chúng ta, là các người sai phía trước bên cạnh. Hiện tại ngược lại cùng chúng ta đem đạo lý như vậy rồi. Bớt nói nhiều lời, các người đến cùng trả lại là không giao. Tính tình vội vàng sao động tên kia lạt ma đã rất không kiên nhẫn, cười lạnh nói, hán ngữ nói đến có chút lưu loát. Tiêu phàm thở dài, nói vị thượng sư này, kinh văn xác thực không tại trong tay chúng ta, đã còn cho ra cắt ánh huy. Người nói lời này, dỗ tiểu hài tử A ai sẽ tin tính nôn nóng lạt ma cười lạnh nói tiêu tiên sinh kinh văn ta nhất định phải muốn cầm trở về đã tiêu tiên sinh không chịu hợp tác vậy cũng chỉ có đắc tội đao kiếm không có mắt vạn nhất làm bị thương tiêu tiên sinh cùng tân cô nương không phải đan tăng đa cát bản ý hàn quang lóe lên đan tăng đa cát trong tay cũng nhiều một thanh dài hơn thước gãy đao gấp gáp lạt ma tiến lên một bước cùng đan tăng đa cát song song đứng thẳng hai mắt chừng phải như đồng linh tiếp cận tân lâm Hai gã khác lạt ma thì một trái một phải, tiếp cận tiêu phàm. Xem ra Đan Tăng Đa Cát phân công rất rõ ràng, hai người cuốn lấy Tân Lâm, hai người đối phó tiêu phàm. Nếu như Đan Tăng Đa Cát trước đó không biết tiêu phàm đã thụ thương, có lẽ an bài chiến thuật liền không phải như vậy. Một mình hắn đối phó Tân Lâm, ba tên sư đệ đối phó tiêu phàm. Đan Tăng Đa Cát đã từng cùng Tân Lâm giao thủ qua, một lần kia, Tân Lâm chỉ là muốn ngăn cản hắn, cùng ra cắt ánh huy thừa cơ trốn sau khi đi tân lâm cũng tức bước ra trở ra song phương vẫn chưa phân ra thắng bại dù là như thế đan tăng đa cắt đối tân lâm cũng là vô cùng kiêng kỵ đơn đả độc đấu hắn cũng vô phần thắng tân lâm liếc tiêu phàm một chút tiến lên một bước ngăn ở tiêu phàm trước người trong lúc này tân lâm tuyệt sẽ không để tiêu phàm xuất thủ chữa thương hơn hai tháng thật vất vả mới có như vậy một chút khởi sắc quyết không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát đan tăng đa cắt nhíu mày mặc dù hắn tuyệt không dám khinh thường Tân Lâm, nhưng bốn cái lớn lạt ma vây công dạng này một cái xinh xắn cô nương ra làm sao đều để người cảm thấy gây nên. Tuyết vực Đao Vương cũng là có mặt mũi người, cửu thẩm nhìn thấy nhiều như vậy sáng loáng đao, lập tức dọa đến toàn thân đều mềm, sắc mặt tái nhợt. Đối Yến Đông lâu nói, làm sao còn muốn đánh nhau? Đông lâu, cái này, cái này, người đặng đại ca không tại, làm sao bây giờ a? À? Đặng Thông Thiên có thể đánh, cửu thẩm là biết đến. Đơn kia khôi ngô thân thể hùng tráng, bình thường hán tử căn bản liền không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác cái này biết đánh nhau nhất không tại, tiêu phàm là bệnh nhân, tân lâm là nữ hoa hoa nhà, yến tây lâu là tên điên, đối phương lại là bốn tên đại hán bốn thanh đao, cục diện này, hảo hảo hung hiểm. Yến đông lâu cũng người điểm khẩn trương, hắn mặc dù tận mắt nhìn đến tiêu phàm lấy phi đao chặt đứt đại ca trúc tương phi cần câu, nhưng kia tình cảnh lóe lên liền biến mất, mấy tháng trôi qua đã sớm mơ hồ yến đông lâu không phải người tập võ cũng làm không rõ ràng trong này cong cong quấn bất quá bây giờ đan tăng đa cắt bọn hắn bốn thanh sáng loáng đao lại là thật sự bày ở trước mắt thật động thủ làm không tốt muốn chết người chỉ là trong lúc này hắn lại có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt đến cắn răng cầm lấy cần câu đi thẳng về phía trước vô luận như thế nào không thể để cho tiêu phàm cùng tân lâm đối mặt dạng này bốn cái hung thần ác sát cầm đao đại hán là nam nhân liền nên có nam nhân huyết tính biết rõ giữ nhiều lành ít cũng nhất định phải lên trước đông lâu ngươi làm cái gì cửu thẩm lập tức dọa sợ nắm chắc yến đông lâu cánh tay toàn thân đều đang run hai đứa con trai một cái đã điên cái này lại có chuyện bất chắc cửu thẩm thật khỏi phải sống yến đông lâu nhẹ nhàng tránh thoát tay của mẫu thân bước nhanh đến phía trước Nhìn thấy Yến Đông Lâu đi lên, Đan Tăng Đa Cát ánh mắt sáng lên. Hắn cũng nhìn ra được, Yến Đông Lâu không biết võ công, nhưng bất kể như thế nào, đối phương nhiều một cái nam nhân, tựa hồ không coi là là bốn người bọn họ đại lão ra khi dễ Tân Lâm một cái nhược nữ tử. Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại Yến Đông Lâu, mắt nhìn Đan Tăng Đa Cát, mỉm cười nói, nhiều cát thượng sư, lần này, chỉ sợ ngươi hay là mất được rồi. Chúng ta bên này không chỉ hai người. Chương 95, tính sai quản ngươi mấy người, không giao kinh văn liền chết. Tính nôn nóng lạt ma kiên nhẫn đã đến cực hạn, cánh tay lắc một cái, trong tay gãy đao mang theo một giải hàn quang, quay đầu liền hướng tân lâm bổ tới. Đại sư Huynh là nói qua nữ nhân này lợi hại, lệch không tin tà. Một cái như thế kiều kiều nhu nhu cô gái trẻ tuổi, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Cam bốt, cẩn thận, đan tăng đa cát nhắc nhở một câu. Tân lâm đối nghiêng bổ xuống gãy đao nhìn cũng không nhìn một chút, bạch quang lóe lên, Nguyễn Kiếm nhanh đâm tính nôn nóng lạt ma cam pốt hầu, đi sau mà tới trước, cam ngây người một lúc, Nguyễn Kiếm tinh tế mũi kiếm đã cách cổ họng của hắn bất quá vài tấc khoảng cách, rung động nhẹ nhẹ, tựa như độc xà thổ tín. Cam kinh hãi, trong lúc cấp bách đầu gấp lệch, chỉ cảm thấy cái cổ đau sót, đã bị Nguyễn Kiếm cắt một đường vết rách. Xem đau, đan tăng đa cắt lại không trần chờ, trà đạp thân mà lên, gãy đau hàn quang lấp lóe, một hơi bổ ra ba đau. Phụt phụt phụt, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai người đã qua ba chiêu. Cam lấy dấu ngữ mắng một câu, cầm đao mà lên. Này nương môn động tác quá nhanh, một chút mất tập trung, thiếu chút nữa đạo nhi. Cam đã là đan tăng đa cắt sư đệ, võ công cũng từ cao cường, uy danh hiển hách, giống như vậy vừa đối mặt liền bị thương tình hình, trước kia thật đúng là chưa từng xảy ra. Không ngờ được nội địa một cái kiều kiều sợ hãi tiểu cô nương, như vậy cao minh. Khi đại sư huynh điện khẩn truyền triệu, để ba người bọn họ cấp tốc chạy đến, campos còn rất kỳ quái cảm thấy đại sư huynh quá cũng cẩn thận đối phương tả hữu bất quá là một nữ tử cùng một bệnh nhân cần gì phải thận trọng như thế việc cùng tân lâm vừa giao thủ một cái campos mới biết mình ý nghĩ trước kia sai vô cùng tân lâm nguyễn kiếm vung vẩy đối mặt hai đại đao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đan châu kiệt vải đan tăng đa cát quát to một tiếng hai gã khác dân tộc tạng nam tử lập tức cầm đao hướng tiêu phàm đánh tới bọn hắn cũng nhìn ra đại sư huynh cùng cam nhất thời bán hội, sợ là cầm không dưới nữ hải kia. Đã kinh văn tại tiêu phàm trên thân, vậy sẽ phải bắt giặc trước bắt vua. Hai người vừa mới khẽ động, tân lâm hét lên một tiếng, đan châu cùng kiệt phải chỉ thấy trước mắt kiếm mang lấp lóe tân lâm nguyễn kiếm đã trực tiếp đâm đi qua. Đan châu kiệt phải lấy làm kinh hãi, nữ tử này hung hãn gây nên tư, lại muốn lấy sức một mình, đối kháng bọn hắn sư huynh đệ bốn người. Trong chốc lát kiếm lóng lánh, đao phong hắc hắc, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai, Tân Lâm đơn nhân độc kiếm, ngạnh sinh sinh đem đan tăng đa cát sư huynh đệ bốn người cản trước người, không để bọn hắn tới gần tiêu phàm một bước. Cam gấp gáp, mấy lần đoạt công, muốn đem Tân Lâm ngăn chặn, không những cực khổ mà vô công, lại ở trên mặt nhiều một đạo vết máu. Cái này dấu tăng thẳng tức giận đến gầm rú liên tục, nộ khí trùng thiên. Tân cô nương, thân thủ tốt, thử một chút ta đan tăng đa cát thủ đoạn, mắt thấy sư huynh đệ bốn người liên thủ, trong lúc nhất thời đều khó mà đột phá tân lâm ngăn cản, đan tăng đa cắt cũng dần dần nóng nảy, đao pháp biến đổi, vung vẩy như vòng, liên miên bất tuyệt hướng tân lâm đánh tới. Chỉ thấy đao lóng lánh, tại tân lâm quanh người dệt thành một cái ánh sáng trói mắt điểm, cơ hồ kín không kẽ hở. Tân lâm không sợ hãi chút nào, nguyễn kiếm vung vẩy, phát ra một chuỗi dài đao kiếm giao kích thanh âm, ngạnh sinh sinh đem đan tăng đa cắt như mưa rông gió bão thế công ngăn trở, nửa bước cũng không lui lại đan tăng đa cắt một hơi không ngừng một thanh gãy đao càng làm càng nhanh mỗi chém ra một đao đều hổ hổ sinh phong ẩn chứa cực lớn kình lực tuyết vực đao pháp vốn không lấy cương mãnh tăng trưởng chiêu số linh hoạt đa dạng uyển như thủy ngân chảy vô khổng bất nhập đan tăng đa cắt cố nhiên đao pháp thông huyền trên đao kình lực nhất là hung mãnh cả hai kết hợp với nhau càng thêm khó mà ngăn cản bởi vì cái gọi là cuồng phong không cuối cùng chiều mưa rào không cuối cùng tịch như thế liên miên không ngừng mà tiến công dù là Đan Tăng Đa cát thể lực hơn người, nội công thâm hậu, cũng thế tất khó mà bền bỉ. Bất quá Đan Tăng Đa cát muốn tranh chính là cái này một chút thời gian. Hắn hôm nay xâm nhập Khánh Nam huyện núi non trùng điệp bên trong, mục đích không phải muốn cùng Tân Lâm phân thắng bại, hắn là hướng về phía Tiêu Phàm cùng Kinh Văn thượng quyển đến. Chỉ cần hắn cùng Cam pot sư để cuốn lấy Tân Lâm một trận, chắc hẳn Đan Châu cùng Kiệt phải đủ để giải quyết Tiêu Phàm. Dù là Tiêu Phàm võ công lại cao, cũng ngay tại mang bệnh chính là suy yếu nhất thời điểm. Cơ hội trời cho, lần này, Đan Châu cùng kiệt phải không đợi sư huynh nhắc lại, vòng qua tân lâm, trực tiếp hướng tiêu phàm đánh tới. Tại đan tăng đa cắt cuồng bạo ngay cả điểm công kích phía dưới, tăng thêm cam ở một bên kiềm chế, dù là tân lâm võ công lại cao, nhất thời cũng đẳng không xuất thủ tới lui ngăn cản hai gã khác lớn lạt ma. Bất quá tân lâm giống như cũng không thế nào sốt ruột, chỉ là bình tĩnh ứng đối đan tăng đa Cát cùng cam tiến công nàng dùng 7 phân lực tới đối phó đan tăng đa cát, chỉ thủ không công, lấy 3 phân lực khí tới đối phó cam lại là công nhiều thủ ít, thỉnh thoảng làm cho cam cốt luống cuống tay chân, gầm rú liên tục. Dù là đồng môn sư huynh đệ, đan tăng đa cát võ công xa cao hơn nhiều mấy vị sư đệ. Mắt thấy tại mình tấn công mạnh phía dưới, Tân Lâm đã không cách nào ngăn cản đan châu cùng kiệt vải, đan tăng đa cát mừng thầm trong lòng. Lần này, cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, Mang theo kinh văn thượng quyển trở về thủ lĩnh lớn lạt ma bên người đi Đan châu cùng kiệt phải cũng biết cơ hội khó được Động tác mảy may cũng không chậm trễ Tiêu phàm nhưng như cũng mỉm cười đứng thẳng Đã không né tránh càng không xuất thủ Trực tiếp đem hai hung thần ác sát sát lớn lạt ma như không có gì Thấy tiêu phàm như thế khinh thường Đan châu cùng kiệt phải lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh Hai thanh gãy đao một trái một phải mãnh bổ mà tới Đây là chính người muốn chết Cần trách không được Phật ra tiêu tiên sinh, cẩn thận a à. Yến Đông Lâu gấp đến độ kêu to lên, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, phong thanh đột khởi, một đầu thật dài cây gậy trúc, đối diện đâm tới, can mũi rệ vô so, mang theo một cỗ gió tanh. Đây là cái gì? Hai tên lạt ma kinh hãi, không lo được tiêu phàm, riêng phần mình vung vẩy gãy đao chiêu đỡ tự vệ. Đầu này cây gậy trúc dài đến 3 mét có dư, cuối cùng giữ tại cao gầy Yến Tây Lâu trong tay, chính là Yến Tây Lâu ngày bình thường xiên cá sử dụng cây gậy trúc cây gậy trúc này vừa mảnh vừa dài cũng không thế nào cứng cỏi kiêm thả quá dài kỳ thật cũng không thích hợp dùng làm vũ khí người bình thường đánh nhau tranh đấu tự nhiên rất có uy lực nhưng đụng phải mật tông hoàng giáo đao pháp cao thủ lại lớn có vấn đề hai thanh gãy đao phong duệ vô song cho dù ai một đao chảm thực cây gậy trúc này liền là từ đó một chiếc vì hai nhưng mà cái này vừa mảnh vừa dài cây gậy trúc tại yến tây lâu trong tay lại xoay quanh bay múa kiểu như du long nháy mắt đem hai tên lạt ma bước đến luống cuống tay chân. Yến Đông Lâu cùng cửu thẩm nhìn trợn mắt hốc mồm, kiểu lưỡi khó hạ. Tiêu phàm mỉm cười nói, tốt hoa mai thương pháp, đang lúc đoàn người hoa mắt thời khắc, ba ba hai tiếng, hai thanh gãy đào tựa như trường hồng trải qua trời, xa xa bay ra ngoài, lại là phân biệt bị Yến Tây Lâu đánh chúng lấy cổ tay, gãy đao không cầm nổi. Thủ đoạn bên trong súng tuy có trước sau, gãy đao bay ra lại không khác cùng. Đan Châu cùng kiệt vải vừa sợ vừa giận, liếc mắt nhìn nhau nổi giận gầm lên một tiếng bốn trưởng tung bay mãnh nhào lên mật tông đại thủ ấn hô một tiếng yến tây lâu cánh tay một dương thật dài cây gậy trúc cũng xa xa bay ra ngoài thật sâu đâm tiến vào cứng rắn bùn đất bên trong phần đuôi không ngừng rung động hai tên lạt ma trưởng phong đã đến phụ cận yến tây lâu tóc đen xóa vai bay múa không tránh không né cũng là một trưởng đánh ra trong chốc lát phong lôi đại tác đan tăng đa cắt quá sợ hãi một miệng kêu lên, hạ thủ lưu tình. Yến Tây lâu một màn này tay, vậy mà cực giống trong truyền thuyết sớm đã mấy chục năm chưa từng trên giang hồ lộ diện ngũ lôi thần trường. Hai vị sư để cư việc tại đại thủ ấn thần công trên dưới nhiều năm khổ công, nhưng đan tăng đa cát xem xét Yến Tây lâu xuất thủ tư thế, liền biết đan châu cùng kiệt phải tuyệt không phải là đối thủ. Đáng tiếc đan tăng đa cát câu này gọi đã trễ, chỉ nghe hai tiếng thống khổ buồn bực giống, đan châu kiệt phải hai người riêng phần mình trúng trưởng, như là sai rượu, thất tha thất thiểu lui về sau sáu bảy bước, đồng thời một cái mông đôn ngồi ngay đó. Ngay sau đó Campos cũng là kêu to một tiếng, gãy đào bay lên, cổ tay phải chỗ máu me đầm đìa, lão đảo lui lại, trái tay nắm chặt cổ tay phải, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tân lâm một tiếng quát, kiếm ảnh đầy trời bay múa, nháy mắt đem đan tăng đa cát bao phủ tại kiếm quang bên trong. Một chuỗi dài liên miên bất tuyệt tiếng sắt thép va chạm vang lên. đang đăng đăng đăng, đan tăng đa cát liền lùi lại bảy bước. Tân Lâm cổ tay rung lên, nhuyễn kiếm trực chỉ đan tăng đa cắt hít hầu, ngưng kiếm không phát. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt sơn cốc, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh im ắng, chỉ có gào thét gió núi, từ trong cốc phút qua. Đan tăng đa cắt nhìn trước mắt có chút rung động mũi kiếm, nhìn nhìn lại ba tên chật vật không chịu nổi sư đệ, nguyên bản sắc mặt ngăm đen càng là như là muốn nhỏ xuống nước đến, kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi đem gãy đao thu vào. Hắn thực tế không nghĩ tới, cái kia ngơ ngác đứng tại bên đầm nước tên điên, vậy mà cũng là ẩn mà không phát tuyệt đỉnh cao thủ, võ nghệ mạnh, không dưới tân lâm. Nhìn tính vạn tính, chính là không có tính tới cái này. Tiêu tiên sinh, hôm nay là ta mất được rồi, không nghĩ tới vị này cũng là thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Chúng ta thua, hôm nay sẽ không lại dây dưa tiếp. Nhưng là, kinh văn ta nhất định muốn cầm trở về. Trừ phi người bây giờ thanh ta giết, nếu không ta sẽ còn lại đến. Yên lặng chốc lát, Đan Tăng Đa Cát chậm rãi nói, ngữ khí đã khôi phục bình tĩnh, sắc mặt như núi đá cứng cỏi, không có nửa phân khuất phục chi ý. Tân Lâm vừa tức giận vừa buồn cười, người người này, võ công tốt như vậy, đầu óc làm sao đần như vậy chứ? Ra Cát ánh huy cái kia tiểu tặc, đang trêu chọc người chơi đâu, người không biết a? À. Đan Tăng Đa Cát sau nghi một dương, cả giận nói, Tân Cô Nương, người đây là ý gì? Cái này vẫn không rõ. Lần trước tại bãi đỗ xe, người đem ra cắt ánh huy cái kia tiểu tặc chém vào máu me khắp người, hắn bắt ngươi không thể làm gì, thù này không có chỗ báo, liền lừa gạt ngươi tìm đến chúng ta. Đơn giản như vậy kế mượn đao giết người, đường đường tuyết vực đao vương, mật tông hoàng giáo đệ nhất cao thủ, sửng sốt nhìn không thấu. Tân lâm nhếch miệng, cười lạnh nói, đan tăng đa cắt trên mặt rốt cục hiện ra do dự thần sắc, nhìn sang tiêu phàm lại nhìn sang tân lâm. Nói kia ra cắt ánh huy tại sao lại cùng các ngươi cũng kết thù rồi. Tiêu phàm cười cười, nói kết thù ngược lại chưa nói tới, bất quá trộm vương trong đầu là có chút vướng mắc hắn khẩu khí kia không quá thuận. Bị tiêu phàm buộc đi đại thảo nguyên ổ sói tử trộm trường Xuân An hồn hương, ra cắt ánh huy trong lòng tự nhiên khó chịu, mà lại đối với tiêu phàm có thể chuẩn xác tìm tới mình điểm dừng chân, ra cắt ánh huy càng là lòng có khúc mắc Châm ngòi đan tăng đa cắt đi tìm tiêu phàm phiền phức, mặc kệ ai thắng ai thua, ra cắt ánh huy đều sẽ vụng trộm vui. Về phần sau đó chính hắn sẽ có hay không có phiền phức, Gia Cát Ánh Huy mới mặc kệ nhiều như vậy. Làm cả một đời tiểu thâu, Gia Cát Ánh Huy trêu ra phiền phức, đã sớm so trên người hắn hàn mau còn nhiều. Toàn thế giới không biết bao nhiêu phú hào treo thưởng muốn đầu của hắn, trộm vương còn không phải đến bây giờ đều sống được thật tốt. Sợ hãi, sợ hãi liền không làm trộm vương. chương 96, trừ độc. Nhiều các thượng sư, như vậy đi, đã chuyện này ta cũng liên lụy ở bên trong, vậy ta đi tìm họ ra các trộm vương, thanh kinh văn thượng quyển muốn trở về. Tiêu phàm lập tức nói, đan tăng đa cát lắc đầu, nói tiêu tiên sinh, hảo ý tâm lĩnh. Đây là chính chúng ta sửa tình, không nhọc tiêu tiên sinh hao tâm tổn trí. Ta sẽ tìm được ra cát ánh huy, hắn cũng thiếu ta một cái công đạo. Mặc kệ tiêu phàm nói thật hay giả, chỉ ít vào hôm nay loại tình hình này phía dưới, đan tăng đa cát cũng không thể lại dây dưa tiếp. Đối phương minh lộ vẻ hạ thủ lưu tình, nếu không, dù coi như mình có thể chạy thoát, ba vị sư đệ lại là không phải lưu lại không thể. Phải nói, tiêu phàm đáp ứng đi tìm ra cát ánh huy phải được văn, đan tăng đa cát cũng không phải hoàn toàn không động tâm. Dù sao hắn ở bên trong hành động, không thuận tiện như vậy, ra cát ánh huy lại rảo hoạt như hồ, muốn tìm được tiểu tạc này tung tích, quả thực không dễ dàng. Tiêu phàm không giống, đứng đắn là lão tiêu gia tử đệ. Đan tăng đa cát cứ việc đối thủ đô những cái kia đại hào môn chân chính thế lực không có quá thâm nhập hiểu rõ, nhưng cũng biết, Tiêu Phàm muốn tìm ra cát ánh huy, tuyệt đối so hắn thuận tiện được nhiều. Lão Tiêu nhà là có thể vận dụng cơ quan quốc gia quái vật khổng lồ. Bất quá Đan Tăng Đa Cát cuối cùng không dám nhận lời. Đây là một cái rất lớn ân tình, Đan Tăng Đa Cát sợ mình trả không nổi. Tiêu Phàm nhìn qua, không phải loại kia cay nghiệt người, nhưng thân ở giang hồ, Đan Tăng Đa Cát không thể không bao giải mấy cái tâm nhãn. Tục ngữ đều nói, biết người biết mặt không biết lòng. Một khi thuộc Tiêu Phàm ân huệ, vạn nhất tiêu phàm đưa ra cái gì vượt qua bản thân phạm vi năng lực yêu cầu, đáp ứng không phải, không đáp đáp cũng không phải. Thấy đan tăng đa cắt lắc đầu cự tuyệt đề nghị của mình, tiêu phàm cũng không miễn cưỡng, mỉm cười gật đầu. Đan tăng đa cắt ánh mắt rơi vào yến tây lâu trên thân, yến tây lâu vẫn như cú an tĩnh đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy chất phác, thon gầy thân thể tại núi trong gió lộ ra như thế đơn bạc. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, vài phút trước đó, hắn một cây cây gậy trúc, một đôi tay không, liền đem mật tông hoàng giáo hai đại cao thủ đánh cho thất bại thảm hại. Đan tăng đa cắt dựng thẳng trưởng ngay ngực, cúi đầu làm lễ, nói, xin hỏi vị tiên sinh này, cao tính đại danh. Yến Tây lâu đờ đẫn nhìn xem hắn, không rên một tiếng. Tiêu phàm thở dài, nói, nhiều các thượng sư, Yến đại ca thân thể có chút mau bệnh, đầu não không phải rất thanh tình. Hắn đã 10 năm không có mở miệng cùng người nói chuyện qua, thượng sư thứ lỗi. Cái gì, dù là đan tăng đa cắt kiến thức rộng rãi, tính cách cứng cỏi như bàn thạch, nghe lời này, cũng không chịu được nghẹn họng nhìn chân chối. Yến Tây Lâu thật là thằng điên, còn tưởng rằng là giả. Tiêu Phàm nói, Yến Đại ca bên trong một loại kỳ quái độc trướng. Độc trướng, cái này thật là cổ quái. Như vậy, vị này Yến Đại ca có phải là ngũ lôi trưởng truyền nhân? Ngũ lôi trưởng đã trên giang hồ biến mất nhiều năm, tất cả mọi người coi là thất truyền. Đan Tăng Đa Cát nghi ngờ nói, Yến Tây Lâu xuất thủ như lôi đình, thế không thể đỡ, cùng trong truyền thuyết miêu cương tuyệt học ngũ lôi thần trưởng cực kỳ tương tự. Tiêu phàm nói, cái này, có lẽ chỉ có Yến Đại ca tự mình biết. Bất quá Yến Đại ca xuất thủ, xác thực cùng ngũ lôi trưởng rất tương tự. Đan tăng đa cắt nhẹ gật đầu, không còn truy hỏi, dựng thẳng trưởng ngay ngực, hướng tiêu phàm thi cái lễ, lập tức quay người hướng đan châu cùng kiệt phải đi đến. Cam cốt thủ đoạn trúng kiếm, chỉ là vết thương da thịt, tân lâm hạ thủ lưu tình nhưng đan châu cùng kiệt phải lại là lấy mật tông đại thủ ấn cứng đối cứng cùng yến tây lâu so chiêu ngũ lôi trưởng nội ngoại kiêm tu uy mãnh việt luân hai vị này ngay ngực chúng trưởng thụ nội thương rất nặng mặc dù giấy dụa lấy đứng lên lại sắc mặt tái nhợt đôi môi đóng chặt hiển nhiên là tại miễn cưỡng trèo trống chỉ sợ há miệng máu tươi liền sẽ phun tới lập tức sư huynh đệ bốn người hai bên cùng ủng hộ dần dần đi xa ba thành gãy đao cũng đừng lưu tại nguyên chỗ tứ chi phát triển đầu não đơn giản, nhìn qua mấy người tập tễnh bóng lưng, Tân Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tông khách ba đại sư tử viết kinh văn, đối với bọn hắn có ý nghĩa phi phàm, tương đương với mật tông hoàng giáo thánh kinh. Đáng tiếc ta không nhìn thấy hạ quyển kinh văn, Tân Lâm sau nghi có chút một dương, nói hạ quyển kinh văn. Rất trọng yếu sao, tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta cũng không biết có trọng yếu hay không, chỉ là có như vậy một chút dự cảm. Hạ quyển kinh văn có lẽ so sánh với quyển càng trọng yếu hơn. Gia Cát Ánh Huy đi trộm cái này kinh văn, thuần túy là ngứa tay, muốn tìm cho mình điểm việc làm. Nếu là hắn trộm hạ quyển kinh văn, có lẽ có thể nhìn ra chút đoan nghê. Kia lại để cho hắn đi trộm tốt, tiêu phàm không khỏi bật cười, lắc đầu, nói cái này không được tốt. Thật muốn như vậy, cái này cửu án liền kết quá sâu, đoán chừng đan tăng đa cát sẽ cùng chúng ta liều mạng, không chết không thôi cái chủng loại kia. Mắt thấy mấy hung thần ác sát sát cầm đao đại hán đi xa, cửu thẩm cùng Yến Đông Lâu rốt cục lấy lại tinh thần, vội vã không nén nổi bổ nhào qua, bắt lấy Yến Tây Lâu cánh tay, liên tục lay động. Ca, người tốt đúng hay không? Ca, người nói chuyện A, à, có phải là đã tốt? Yến Đông Lâu kích động kêu gào ẩm ý, nước mắt tràn mi mà ra. So ra mà nói, Yến Đông Lâu tính cách yếu một điểm, tình cảm tương đối phong phú. Yến Tây Lâu tùy ý bọn hắn lay động hỏi thăm, hay là không nói một lời, ánh mắt lé lên một vòng vẻ đau thương. Cửu Thẩm một tay nắm chặt nhi tử tay, một tay không trô ở lau nước mắt, nghẹn ngào, một câu đều nói không nên lời. Yến Tây lâu vừa rồi uy mãnh vô đúc xuất thủ, tại Cửu Thẩm xem ra, cũng không phải là mấu chốt. Quan trọng chính là, con trai của nàng có phải là tốt, có phải là không có việc gì. Nhưng bây giờ tình hình này xem ra, Yến Tây lâu thực tế chưa nói tới đã khỏi hẳn. Tiêu Phàm đi qua, vỗ vỗ Yến Đông lâu bả vai, nói, "Đông lâu, Yến đại ca sẽ tốt." bất quá còn cần một chút thời gian thế nhưng là tiêu tiên sinh còn bao lâu nữa a à? ta hận không thể anh ta ngày mai liền tốt liền không sao yến đông lâu bôi nước mắt nói tiêu phàm trầm ngâm nói như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói nhanh thì ba bốn tháng chậm thì nửa năm hẳn là liền sẽ có kết quả thật ta mấy ca nguyệt liền sẽ tốt yến đông lâu vừa mừng vừa sợ kêu lên ừm tiêu phàm gật gật đầu kỳ thật hắn nói ngoài ý muốn không phải chỉ yến tây lâu mà là chỉ chính hắn yến tây trong lầu độc trướng đơn thuần dựa vào dược vật trị liệu không thể dễ đứt còn phải tiêu phàm thân tự xuất thủ lấy hạo nhiên chính khí giúp hắn một tay đem độc trướng ngạnh sinh sinh bước ra ngoài thân thể mấu chốt liền nhìn tiêu phàm mình khôi phục tốc độ như thế nào chí ít tại dưới mắt hắn còn không dám tùy tiện xuất thủ vạn nhất lực có chưa đến chẳng những không giúp được yến tây lâu còn sẽ ảnh hưởng đến chính mình khoảng thời gian này không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến Tiêu Phàm tu luyện. Cửu Thẩm, làm phiền ngươi nấu cơm đi, ta bụng thế nhưng là có chút đói. Tiêu Phàm cười xin lỗi lau nước mắt Cửu Thẩm nói: "A, à, hảo hảo, ngựa ngay lập tức." Cửu Thẩm lau khô nước mắt, Lưu Luyến không rời buông ra yến tây lâu bàn tay. "Còn có a," à, Đặng Đại Ca đến lời nói, không nên đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho hắn, tránh khỏi hắn lo lắng. "Ai, ta biết," Yến Đông lâu bận biểu tức gật đầu đáp ứng. Tân Lâm đã đem ba thanh gãy đao đều nhặt nhặt lên, rũi ra xanh thẳng ngón tay, thử một chút đao phong, vừa cười vừa nói, cây đao này rất sắc bén, dùng để cắt thịt rất tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói, gãy đao vốn chính là cắt thịt dùng, thịt tươi thịt chín đều dễ dùng. Giữ đi, có thể làm dao phay. Không biết cam đàn châu bọn người nếu như nghe tới lần này đối thoại, trong đầu làm cảm tưởng gì. Đoán chừng sẽ không rất vui vẻ. Giữa trưa, cửu thẩm làm tràn đầy một nồi lớn thịt kho tàu, mọi người vây quanh tự mình làm cái bàn gỗ ăn đến rất là vui vẻ đông đi xuân tới thời gian thấm thoát rất nhanh lại đến xuân về hoa nở mùa trong sơn cốc nở đầy các loại sán lạn hoa dại tân lâm mỗi ngày đều hái một nắm lớn trở về đưa nàng cùng tiêu phàm ở căn phòng nhỏ trang trí phải thật xinh đẹp tràn đầy mùa xuân mùa trong bất chi bất giác bọn hắn tại cái này thế ngoại đào nguyên đã ở nửa năm ngay cả tết xuân đều là ở đây qua trong nửa năm này từ khi đan tăng đa cát sát vũ mà đi ngược lại là lại cũng không có người nào khác tới quấy dày qua tiêu phàm thương thế khôi phục được không sai tân lâm một mực nơm nớp lo sợ các loại ngoài ý muốn vẫn chưa phát sinh xem ra ngày này khiển chi phạt cũng là tùy từng người mà khác nhau tiêu phàm như có lẽ đã né qua đi chỉ có tiêu phàm trong lòng mình nắm chắc thiên phạt chi phạt tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể né qua văn nhị thái ra lời nói hồng trần đại kiếp chưa chân chính bắt đầu nhưng sớm muộn sẽ giáng lâm kiếp số này là không tránh thoát, nhất định phải đối mặt. Tết xuân qua đi không bao lâu, tiêu phàm liền bắt đầu nếm thử lấy hạo nhiên chính khí vị yến tây lâu trừ độc. Cái này độc trướng không hề tầm thường, nếu không phải yến tây lâu tu luyện ngũ lôi nắm giữ thành, nội công thâm hậu, đổi lại người bên ngoài, sớm đã mất mạng, chỗ này có thể chống đỡ đến bây giờ. Bất quá yến tây lâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem độc trướng ép tại thể nội, không để bộc phát, muốn khu trừ ra ngoài, lại là khó mà làm được bình thường học võ người dù coi như tu luyện nội công cùng yến tây lâu cách biệt quá xa cũng rất khó giúp đạt được hạo nhiên chính khí chính là các loại độc vật khắc tinh hiệu quả hiệu quả nhanh chóng ngắn ngủi hơn một tháng quá khứ yến tây lâu tình hình càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp trên mặt chất phát thần sắc dần dần chuyển biến ánh mắt càng ngày càng thanh tịnh sinh hoạt cũng có thể tự gánh vác trừ vẫn như cũ không nói lời nào hắn hết thảy nhìn qua đều cùng chính thường nhân không khác yến đông lâu nhìn ở trong mắt trong lòng vui vẻ. Một ngày này, Đặng Thông Thiên chọn một gánh đồ dùng hàng ngày, xài bước đi tiến vào sân cốc, mang không ít rượu thịt tới, cười ha hả nói, tiêu tiên sinh, Tây Lâu tình hình càng ngày càng tốt, mắt thấy là phải hoàn toàn phục hồi như cũ, cái này đều kết bọn tiêu tiên sinh đại ân đại đức. Đợi chút nữa để cửu thẩm hảo hảo sao vài món thức ăn, chúng ta uống dừng lại, ăn mừng một trận. Yến Tây Lâu bệnh tình rất là chuyển biến tốt đẹp, chính là Đặng Thông Thiên mình, hơn nửa năm này thỉnh thoảng hướng tiêu phàm thỉnh giáo đạo khí chi pháp, dần dần đem thể nội dương khí dẫn đạo đến nơi đan điền, chẳng những thân thể lớn tốt, ngay cả các đỏ trường tu luyện cũng là làm ít công to, ẩn nhưng đã nội ngoại kiêm tu, võ công nâng cao một bước. Tiêu phàm mỉm cười nói, được, ta cũng đang có sự tình muốn cùng đặng đại ca thương lược, đợi chút nữa hảo hảo tâm sự. Đặng thông thiên lập tức giật mình, nghi hoặc đánh giá tiêu phàm, nói tiêu tiên sinh, người có phải hay không chuẩn bị muốn đi rồi hơn nửa năm sinh hoạt chung một chỗ, Đặng Thông Thiên đã sớm đem tiêu phàm coi như bằng hữu tốt nhất, mắt thấy tiêu phàm thân thể cũng là từng ngày khôi phục, biệt ly là chuyện sớm hay muộn, trong lòng rất là không bỏ. chương 97, Phạm miệng lưỡi đào binh. Tiêu phàm mỉm cười nói, còn có chuyện không có xong xuôi, lúc ăn cơm rồi nói sau. Đặng Thông Thiên liền gật đầu, lúc này, hắn mang tới là tự nhưỡng bắp rượu, số độ rất cao, nhưng uống không thế nào cấp trên, xem như thượng đẳng rượu ngon đặng thông thiên lâu dài tại thâm sơn lão lâm bên trong hái thuốc trên núi sương mù dày ẩm ướt bình thường người hái thuốc đều sẽ mang theo liệt tử thỉnh thoảng uống hai miệng khử phong hàn đặng thông thiên mặc dù tu luyện cát đỏ trưởng dương khí tràn đầy cũng giống vậy thích uống liệt tử cửu thẩm tinh thần phấn chấn nhao nhao mấy cái thức ăn ngon đoàn người vây quanh nho nhỏ bàn gỗ ngồi xuống tới 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 mọi người uống rượu tây lâu nhìn xem người bệnh này rốt cuộc tốt đại ca ta trong lòng cao hứng chúng ta cùng một chỗ kính tiêu tiên sinh một bát cảm tạ hắn đặng thông thiên tự mình cho mọi người rót đầy nồng đậm rượu bưng chén lên thần sắc trịnh trọng nói yến tây lâu trừ không nói lời nào thần sắc đã cùng chính thường nhân không khác tiêu phàm cũng không chối từ bưng chén lên cùng mọi người đụng một cái ứng ực ứng ực đem một chén rượu đều uống vào người sống trên núi không có chú ý nhiều như vậy uống rượu đều là luận bát nói đến uống rượu tiêu phàm nhưng thật ra là hải lượng giống như đây là một loại nào đó gen di truyền vấn đề, tiêu lão gia tử, tiêu chạm đều là hải lượng, tiêu phàm tiêu thiên huynh đệ, thời kỳ thiếu niên liền uống rất châu rượu. Chỉ là tiêu phàm tu luyện luân hồi tướng đến cảnh giới viên mãn về sau, dần dần không ham những này ăn uống chi dục. Đặng thông thiên mỗi lần tới tìm hắn uống rượu, tiêu phàm đều không thế nào cực tuyệt. Hắn thích đặng thông thiên dạng này ngay thẳng giảng nghĩa khí hắn tử, hữu tâm cùng hắn kết giao bằng hữu. Tân lâm uống đến tương đối nhã nhặn, nhưng cũng là một chén rượu thấy đáy mỗi lần cùng tiêu tiên sinh tân cô nương uống rượu đặng thông thiên đều cảm thấy rất thống khoái yến đông lâu tử lượng hẹp điểm yến tây lâu lại là một hơi uống cạn hắn trước kia không có bệnh thời điểm thường xuyên cùng đặng thông thiên cùng một chỗ lên núi hái thuốc tử lượng cũng là cực tốt rượu này uống phải cao hứng tiêu tiên sinh ta nhìn tây lâu đã tốt đẹp chính là hắn làm sao vẫn là không thể nói chuyện uống vài chén rượu đặng thông thiên liền mở miệng hỏi cửu thẩm cùng Yến Đông Lâu liền đều rất chú ý nhìn qua tiêu phàm. Tiêu phàm nói, Yến đại ca bên trong độc trướng rất kỳ lạ, đối toàn thân hắn tất cả khí quan, đều hoặc nhiều hoặc ít tạo thành một chút ảnh hưởng. Hai ngày trước ta thử qua, Yến đại ca thể nội tàn độc, đơn thuần gần bên trong lực là sắp xếp không sạch sẽ. Cái này muốn tìm đầu nguồn, bình thường tại trướng khí hình thành chi địa phụ cận, đều có thể tìm tới thích hợp giải dược. Bất quá ta cùng Yến đại ca câu thông qua, hắn giống như đối với làm sao chúng độc cũng có chút mơ hồ, nhớ không rõ ràng lắm. Muốn chờ hắn khôi phục ngôn ngữ công năng về sau, nhìn xem có thể hay không từ sự miêu tả của hắn bên trong tìm tới một chút manh mối. Yến Đông lâu vội vàng nói, tiêu tiên sinh, đó chính là nói, anh ta cái bệnh này, rất khó dễ đứt rồi. Đông lâu, 10 năm chúng độc, mà lại bên trong không phải một loại độc trướng, trong thời gian ngắn như vậy, muốn dễ đứt là rất khó. Yến đại ca có thể khôi phục lại dưới mắt cái dạng này, đã rất không tệ. Có thể hay không dễ đứt, muốn nhìn bản thân hắn cơ duyên. Đúng vậy a, à, đồng lâu, tây lâu có thể khôi phục thành dạng này, ta nằm mơ đều không nghĩ tới. Ngươi liền thỏa mãn đi, đặng thông thiên lớn tiếng nói. Đặng đại ca, ta chỗ này có cái toa thuốc, có lẽ có thể để cho Yến đại ca mở miệng nói chuyện. Bất quá có mấy loại thuốc tương đối khó phối, ngươi nếu có rảnh rỗi, vậy liền vất vả ngươi đi một chuyến khánh nguyên, nhìn xem trần quả nơi đó có thể hay không thanh thuốc phối tề tiêu phàm từ trong túi móc ra một cái toa thuốc đưa cho đặng thông thiên đặng thông thiên vội vàng tiếp tới nhìn kỹ một lần xong nghi nhào lên nói tiêu tiên sinh khác thuốc cũng coi như cái này biển sâu chân châu chỉ sợ không dễ dàng làm đến yến đông lâu kỳ quái mà hỏi thăm chân châu tiêu tiên sinh muốn chân châu làm cái gì tại hắn nghĩ đến chân châu chính là cái vật phẩm trang sức cùng chị hắn ca ca bệnh có quan hệ gì đâu. Không đợi tiêu phàm trả lời, đặng thông thiên liền là nói, người đây liền không hiểu, căn cứ bản thảo cương mục ghi chép, chân châu có thể định kinh, thanh lá gan trừ ế, thu liếm sinh cơ. Căn cứ hiện đại y học nghiên cứu, chân châu dầu có các loại axit amin, cà phê bởi vì cùng nguyên tố vi lượng. Đạo tạng thanh đáy biển chân châu xếp vào chín đại tiên thảo một trong. Trị liệu tây lâu bệnh này, hoàn toàn đối chứng. Yến Đông lâu giật mình, nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là, đặng đại ca, ta xem tivi bên trong, chân châu khắp nơi đều có bán, không khó mua được a. À? đặng thông thiên cười mắng, người biết cái gì? người nói là phổ thông nuôi dưỡng chân châu, đồ chơi kia có thể lớn bao nhiêu công hiệu. hiện tại a, à, đại đa số chân châu đều là nuôi dưỡng, chân chính thiên nhiên đáy biển chân châu rất rất ít. cho dù có, bình thường đều bị kẻ có tiền mua đi làm đồ trang sức, dược liệu thị trường rất khó nhìn thấy. đặng thông thiên cũng không phải phổ thông sơn giá mãng phu hắn chẳng những là người hái thuốc, bản thân cũng tinh thông dược lý. Ngay cả Khánh Nam huyện lương chủ tịch huyện bệnh, đều chuyên mời hắn đi chữa bệnh, tại Khánh Nam huyện xem như tiếng tăm lừng lẫy tốt trung y. Những năm này, Đặng Thông Thiên hái thuốc chữa bệnh, kiếm được không ít tiền, đa số đều tiêu vào công ích sự nghiệp phía trên. Thành quan trấn công thương chỗ vị kia danh xưng thần câu phó sở trưởng Chu Khánh Nam, tại Yến Đông Lâu trước mặt diễu võ dương oai, nhìn thấy Đặng Thông Thiên, liền là ngoan ngoãn cái rắm cũng không dám thả một cái tiêu phàm nói khác dược liệu thị trường có lẽ tìm không thấy hàng chợ nhưng trần quả nơi đó cũng có thể tìm tới chân phẩm đặng thông thiên gật gật đầu nói như thế trần lão thất nơi đó là thật có chút hàng tốt dược liệu này sinh ý xem như cho hắn làm ra thành tựu tiêu tiên sinh ta nghe nói liền kia một lần người về sau cùng trần lão thất giao thủ rồi không có thanh đánh cho tàn phế a đặng thông thiên cùng trần quả luận bàn qua võ nghệ còn có thể hơi chiếm thượng phong hắn không phải tiêu phàm đối thủ trần quả khẳng định càng thêm không chịu nổi tiêu phàm cười nói trần quả tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm hắn luyện diêm la tay dùng thuốc quá lượng dược vật độc tính xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn sau ngươi luyện cát đỏ trưởng dương khí phản vệ tình huống còn nghiêm trọng hơn hắn cũng muốn ô dương mộc chữa bệnh ta cho hắn mở cái toa thuốc hiện tại hẳn là không ngại Người về sau còn đi qua Khánh Nguyên khách sạn không có, gặp qua hắn A. À. Đặng thông thiên vừa cười vừa nói, đi qua một lần, gặp qua, tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng, mặt đỏ lên, đoán chừng kia bệnh là tốt. Tiêu tiên sinh, giống như người thần y, ý chí lại như thế rộng lớn, ta lão đặng thật đúng là lần đầu nhìn thấy, bội phục vô cùng. Nói, liền hướng tiêu phàm vươn ngón tay cái, tiêu phàm mỉm cười nói, đặng đại ca, thời gian dài như vậy, người còn tại cùng ta giảng lời khách khí đâu nói đúng là ta lão đặng không nên tới 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 uống rượu uống rượu đặng thông thiên lại bưng chén lên mời tiêu phàm chậm rãi uống sạch trong chén liệt tử thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói đặng đại ca ngươi lần này đi khánh nguyên nhất định phải chú ý tính tình của mình không muốn cùng người cãi lộn chúng ta chỉ là xin thuốc chữa bệnh không cùng người ta đấu khí đặng thông thiên lần này tới tướng mạo cùng lúc trước có chút khác biệt mí mắt nặng nề có giới đọa chi ý lông mày có chút bên trên dương như mũi tên đây là thủ phạm chính miệng lưỡi không phải là dấu hiệu mà lại đặng thông thiên cái chán ẩn ẩn có một đường vân nghiêng nhập hai mắt ẩn hàm điềm giữ thủ phạm chính đao binh đương nhiên đầu này hung văn cũng không rõ ràng chỉ cần cẩn thận để ý cũng có thể tránh thoát điềm giữ biến nguy thành an cân nhắc đến đặng thông thiên tính tình vốn cũng không tốt tiêu phàm liền cố ý thêm vài câu phân phó đặng thông thiên cười ha ha một tiếng nói tiêu tiên sinh yên tâm đi ta lão đặng mặc dù là kẻ thô lỗ, cái này giang hồ cũng chạy hai ba mười năm, chỉ muốn người ta không đến trêu chọc ta, ta khẳng định phải không gây chuyện. Một bộ rất không thèm để ý bộ dáng. Nói đến, đặng thông thiên những năm này đi ra ngoài bên ngoài, đừng người chủ động hướng hắn sinh sự tình huống thật sự chính là rất ít phát sinh. Nhìn hắn kia hung thần ác sát tướng mạo cùng khôi ngô thân hình cao lớn, người bình thường tránh chi duy sợ không kịp, nơi nào sẽ đi trêu chọc hắn. Lại nói, cho dù có người trêu chọc, đặng đại ca cũng nghiêm nghị không sợ. Cát đỏ trưởng uy mãnh bá đạo, há lại chỉ là hư danh. Tiêu phàm nghiêm túc nói, đặng đại ca, lúc này cùng bình thường có chút khác biệt. Khác thuốc còn có thể tìm tới thay thế, biển sâu chân châu là chủ dược, vị yến đại ca chữa bệnh, cho dù có người trêu chọc ngươi, cũng phải tận lực nhường nhịn. Sớm một chút thanh thuốc mang về, yến đại ca bệnh tình liền sớm một chút khỏi hẳn. Hắn biết đặng thông thiên không hiểu mệnh lý tướng thuật, cũng không có đem đặng thông thiên tướng mạo bên trên ác điểm báo nói ra. Đặng thông thiên miệng bên trong mặc dù nói cũng tin số mệnh, chỉ sợ trong lòng chưa hẳn thật tin tưởng. Đối với không tin số mệnh người mà nói, người cùng hắn đàm tướng mệnh, hiệu quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đành phải cầm Yến Tây Lâu bệnh đến làm văn chương, hy vọng đặng thông thiên có thể xem ở Yến Tây Lâu phân thượng không muốn cùng người cãi lộn đấu khí. Cũng may đặng thông thiên cái chán hung văn không hiện, tung phạm đao binh, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Không phải, tiêu phàm chắc chắn sẽ không để hắn đi Khánh Nguyên Thành. Thà rằng mình vất vả chút, chạy chuyến này. Thấy tiêu phàm nói đến trịnh trọng, đặng thông thiên liền gật đầu ruộn khả, nói yên tâm đi, tiêu tiên sinh, ta ghi nhớ ngươi. Tin tưởng không ai sẽ vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi, trần quả nơi đó, cũng là giảng quy củ địa phương, hắn tại Khánh Nguyên vẫn có thể che đậy được. Như thế lời thật tình, trần quả nếu là không che được chàng tử, Khánh Nguyên khách sạn cấp cao dược liệu giao dịch hội, đã sớm xử lý không đi xuống. Một bữa rượu uống đến 10 điểm thống khoái, đem hai cân bắp uống rượu phải sạch sẽ. Đặng thông thiên vừa lòng thỏa ý, cầm tiêu phàm kê đơn thuốc phương, đem áo ngoài cởi xuống, nhưng dựng ở đầu vai, bước nhanh chân, ưỡn ngược lùi bụng đi. Thấy tiêu phàm trên chán ẩn hàm thần sắc lo lắng, Yến Đông Lâu liền an ủi, yên tâm đi, tiêu tiên sinh, đặng đại ca là lão giang hồ, không ăn thiệt thòi lại nói hắn võ công tốt như vậy, người bình thường cũng không dám chọc hắn. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói chỉ hy vọng như thế đi. Chỉ cần đặng thông thiên đem phương thuốc phối tề, tiêu phàm cũng liền chuẩn bị rời đi Khánh Nam trở lại Kinh Thành. Lão tiêu gia đích trưởng tôn vừa biến mất chính là hơn nửa năm, không tại thủ đô lộ mặt, sớm muộn sẽ khiến người khác hoài nghi. Nhưng mà sự tình hết lần này tới lần khác liền không có hướng tiêu phàm dự tính phương hướng phát triển, mà là hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Dạng sáng ngày thứ ba, tiêu phàm chính đang nghỉ ngơi, điện thoại bỗng nhiên gấp rút chấn vang lên. Người tốt, tiêu phàm sau nghi nhẹ nhàng một dương, cầm điện thoại lên, ấn xuống nút trả lời. Từ khi đi tới Khánh Nam ẩn cư, trừ tiêu trạm tiêu thiên cùng văn nhị thái ra thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cùng hắn liên hệ, động hỏi một chút hắn tình hình gần đây, liền không ai lại quấy dày qua hắn. Bây giờ sắc trời không rõ, liền có điện thoại gọi tới, tiêu phàm dự cảm đến, sẽ không là chuyện gì tốt chương 98, Đặng Thông Thiên xảy ra chuyện giữ gốc canh một. Xin hỏi là tiêu tiên sinh sao? Ta là Trần Quả, Khánh Nguyên Trần Lão Thất. Trong điện thoại, truyền đến Trần Quả thanh âm, tựa hồ hơi có do dự, ngữ khí cũng rất khiêm cung. Tiêu phàm trầm giọng hỏi, Trần Lão Bản, có phải là Đặng Thông Thiên xảy ra chuyện rồi? Đúng vậy, tiêu tiên sinh, Đặng Đại ca cùng người động thủ, ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá người yên tâm, người không có việc gì, không có nguy hiểm tính mạng, dưới mắt tại bệnh viện ở đâu, ta an bài người bảo hộ hắn. Bất quá, Trần Quả ngữ khí càng thêm do dự không quyết, bất quá cái gì, tiêu tiên sinh, là như vậy, đặng đại ca rất kiên trì muốn viên kia Nam Hải Trân Châu, nhưng là, mặt khác có một vị khách nhân, cũng nhìn chúng viên kia Trân Châu, tranh, động thủ. Kia Trân Châu, đặng đại ca không có cầm tới, hắn không chịu đi. Hắn để ta điện thoại cho ngươi, đối phương là ai, tiêu phàm hỏi, thanh âm có chút lạnh, là, là thiên nam đến một vị khách nhân, cường thế hơn. Nghe Trần Quả ý tứ này, vị này thiên nam khách nhân, tuyệt đối không phải bình thường cường thế, Trần Quả tại Khánh Nguyên thành gì nhóm thế lực, lại là bào ca bên ngoài tam đường tay bánh lái tử, nâng lên người này, cũng là như vậy chú ý cẩn thận. Này người lai lịch chi lớn, có thể nghĩ, thiên nam đến khách nhân, đoàn thất tinh hay là đoàn khổng tước, Trần Quả lại giống như là thở vào một cái, nói tiêu tiên sinh, người cũng đã được nghe nói đoàn gia phụ tử là đoàn khổng tước, chỉ cần tiêu phàm nghe nói đoàn gia phụ tử liền tốt, tránh khỏi trần quả mình lại giải thích. Tin tưởng tiêu phàm biết đả thương đặng thông thiên người là trên giang hồ người xưng tiểu vương gia đoàn khổng tước, liền sẽ không trách cứ hắn trần quả. Thiên nam đoàn gia phụ tử, đó là chân chính nhân vật cường thế, nghe nói thủ đoạn thông thiên, thế lực chi lớn, ngay cả trần thất gia đều muốn lễ nhượng ba phân. Tiêu phàm từ tốn nói, trần lão bản, cụ thể chuyện gì xảy ra, người nói một chút đi ngữ khí bình tĩnh, lại tự có một cỗ uy nghiêm. Là như vậy, tiêu tiên sinh, đêm qua, đoàn khổng tước cùng đặng đại ca đều tham gia chúng ta giao dịch hội, nam quế một vị khách nhân, mang đến một viên 100 năm biển sâu chân châu, đặng đại ca cùng đoàn khổng tước đều nhìn chúng viên kia chân châu, không ai nhường ai, liền ẩm ý lên. Trần Quả đem tình huống đại khái nói một lần, tìm từ rất cẩn thận, tận lực khách quan, không có thiên vị bất kỳ bên nào ý tứ. Bình thường mà nói, đặng thông thiên dạng này một cái bình thường người hái thuốc tại trần quả trong suy nghĩ phân lượng vô luận như thế nào cũng không sánh nổi uy chấn thiên nam đoàn tiểu vương gia nếu như đặng thông thiên không phải khánh nguyên khách sạn khách quen trần quả đoạn sẽ không can thiệp chuyện này bất quá nghe nói đặng thông thiên là thuộc tiêu phàm ủy thác mà đến trần quả lập tức liền cẩn thận hắn mặc dù không rõ ràng tiêu phàm chân thực địa vị nhưng kia cao minh khó lường võ công cùng thần hồ kỳ kỹ y thuật thực tế không thể coi thường tùy tiện cũng là đắc tội không nổi. Huống chi Trần quả còn thiếu tiêu phàm một cái to lớn ân tình, Trần thất ra là cái giảng nghĩa khí người, cũng không thể cứ như vậy quên người ta tiêu tiên sinh ân đức. Nói như vậy, vị kia nam quế khách nhân, vốn là đem chân châu đổi cho đặng thông thiên, giao dịch hội tan cuộc về sau, đoàn khổng tước cứng rắn từ đặng thông thiên trong tay cướp đi. Trần quả nói, đúng là dạng này, đặng đại ca lúc này mang dòng giã 12 đầu xá lợi linh ngư, đúng lúc là vị kia nam quế khách nhân cần, liền thanh chân châu đổi cho đặng đại ca. Ta cũng không nghĩ tới, đoàn khổng tước sẽ tại tan cuộc về sau tìm đặng đại ca phiền phức. Căn cứ trần quả miêu tả, đoàn khổng tước nguyên bản cũng không phải là hướng về phía viên kia biển sâu chân châu đến, nhưng viên này tự nhiên sinh trưởng 100 năm biển sâu chân châu tại giao dịch hội vừa có mặt, lập tức liền gây nên oanh động, dẫn phát những khách nhân một vòng lại một vòng đấu giá triều dâng, ở trong đó, liền có đoàn khổng tước. Khả xảo kiên nam quế khách nhân không thiếu tiền, đơn độc nhìn chúng đặng thông thiên dẫn đi 12 đầu xá lợi linh ngư. Loại này xá lợi linh ngư dù coi như tại Khánh Nam huyện cũng là cực kỳ khó được kỳ vật, đối một chút chứng bệnh khó chữa cố tật, hiệu quả trị liệu như thần. Từ khi ô gà trại hướng lão đầu phong can quy ẩn về sau, toàn bộ Khánh Nam huyện có thể câu được xá lợi linh ngư, cũng chỉ còn lại có anh em nhà họ Yến. Nhất là Yến Tây Lâu, danh sưng bất thế ra ma câu, câu kỹ càng là xuất thần nhập hóa. Hai người huynh đệ một cùng ra tay, mới câu được 12 đầu xá lợi linh ngư, giao cho đặng thông thiên mang đến Khánh Nguyên khách sạn. Xá lợi linh ngư hết sức kỳ lạ, hàng năm chỉ ăn một lần ăn, qua một ngày này, trong vòng một năm lại không còn cắn câu. Mà lại câu lên về sau nuôi không lâu, nhất định phải nhanh chóng làm thuốc. Nuôi thời gian dài, không phải chết mất chính là dược hiệu đại giảm. Lấy yến đông lâu câu kỹ, cũng chưa từng một lần tính câu lên qua 12 đầu xá lợi linh ngư. Nhiều nhất thời điểm, cũng liền một ngày đều từng tới 7 đầu. Mấu chốt hay là Yến Tây Lâu đã cơ bản khôi phục, có vị này ma câu xuất thủ, góp đủ 12 đầu xá lợi linh ngư mới biến thành khả năng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đặng Thông Thiên mang đến 12 đầu xá lợi linh ngư, nó chân quý trình độ, mảy may cũng không dưới nam quế khách nhân mang tới 100 năm biển sâu chân châu. Đoàn khổng tước tại đấu giá quá trình bên trong dũng nhổ thứ nhất, cuối cùng lại bị một tên nhà quê dùng 12 đầu kỳ quái tiểu ngư đem chân châu đổi đi, tiểu vương ra mặt mũi tổn hao nhiều, lập tức thẹn quá hóa giận. nếu không phải trần quả tự mình ra mặt, chỉ sợ lúc ấy tại giao dịch hội hiện trường liền sẽ động thủ. trần thất gia đã mở tràng tử, liền nhất định phải che đậy được. dù là đoàn tiểu vương ra lại ngang ngược, tại trần thất gia trên địa đầu cũng được cho địa đầu xà này mặt mũi. thiên nam đoàn gia cố nhiên dỗ dành, bao ca trần thất cũng không phải dễ trêu, nhất là trần thất gia phía sau còn xử lấy một vị sơn thành hoàng tam gia càng là cùng đoàn thất tinh đoàn vương ra sánh vai cùng giang hồ cự phách, uy danh hiển hách bào ca tổng đà cầm. Thiên Nam đoàn gia thật muốn cùng bào ca nổi lên xung đột, thắng bại thù khó dự kiến. Mấu chốt nhất một điểm là, đã tất cả mọi người trên giang hồ hòa với, vậy thì phải giảng quy củ. Khánh Nguyên khách sạn giao dịch hội, là bào ca đại lão Trần Thất ra bảo bọc, đoàn khổng tước đến Khánh Nguyên, cũng phải tôn trọng Trần Thất định ra đến quy củ. Tại giao dịch hội hiện trường công nhiên cướp đoạt, tại lý không hợp, trần quả cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới nhưng tán trận đến khánh nguyên khách sạn bên ngoài đó chính là một chuyện khác tại khánh nguyên khách sạn bên ngoài động thủ đoàn khổng tước xem như cho trần thất một bộ mặt trần lão bản mặc dù giao dịch hội tán trận lại là tại khánh nguyên khách sạn bên ngoài lên xung đột nhưng cách làm này tựa hồ cũng không hợp quy củ a nếu là khách nhân ở khánh nguyên ngay cả thân người an toàn đều không có bảo hộ thật vất vả đổi đồ vật đến tay lại bị người ỉ lại trắng trợn cướp đoạt đi, giao dịch này sẽ về sau còn có ai dám đến. Tiêu phàm từ tốn nói, Trần Quả lập tức liền hết sức khó xử, thấp giọng nói, tiêu tiên sinh, ta cũng không biết đặng đại ca là thụ người ủy thác đến. Không phải ta khẳng định sẽ bảo đảm hắn an toàn rời đi Khánh Nguyên. Bất kể nói thế nào, hắn thiếu tiêu phàm lớn như vậy một cái nhân tình. Đoàn tiểu vương ra đã rời đi Khánh Nguyên rồi sao? Còn không có, giao dịch hội còn muốn mở hai ngày, Khách nhân tương đối nhiều. Đoàn khổng tước muốn thuốc, còn không có phối tề. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói vị này đoàn tiểu vương gia, thật đúng là rất tự tin. Trần quả trong lòng một hàn, vội vàng nói tiêu tiên sinh, như vậy đi, việc này ta đến nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không để đoàn khổng tước thanh chân châu còn cho đặng đại ca. Oan gia nên giải không nên kết nha. Trần lão bản, người có nắm chắc, tiêu phàm hỏi ngược một câu, cái này, trần quả lại nghẹn lời nhớ tới vị kia đoàn tiểu vương ra bộ dáng coi trời bằng vung trần thất gia còn thật không có chút tự tin nào có thể thuyết phục hắn thanh tới tay chân Châu lại nhường lại trừ phi hắn không tiếc cùng thiên nam đoàn gia khai chiến nhưng bởi như vậy hậu quả thực tế quá mức nghiêm trọng lấy trần thất trên giang hồ căn cơ cùng hắn tại ít đông tỉnh bện tấm kia quan hệ muốn một mình đối kháng thiên nam đoàn gia trên cơ bản thuộc về tìm đường chết tiết tấu trừ phi có thể lấy được sơn thành hoàng tam ra toàn lực ủng hộ chỉ là vì như thế chuyện gì dẫn phát bào ca cùng thiên nam đoàn ra toàn diện xung đột hoàng tam gia chỉ sợ chưa hẳn vui lòng bây giờ đầu năm nay đoàn người đều không quá ưa thích chém chém giết giết sự tình chỉ muốn có tư có vị qua cuộc sống của mình nhiều năm như vậy đừng bảo là hoàng tam gia chính là hắn trần thất cũng qua quen cuộc sống an giật nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nhưng việc này đã thanh tiêu phàm liên lụy vào muốn cứ như thế trôi qua chỉ sợ khả năng không lớn tiêu phàm mặc dù ôn hòa nhã nhặn lại tuyệt không phải có thể mặc người nắm quả hồng mềm. Tiêu phàm phải chăng có đại bối cảnh không nói đến, đơn tiêu phàm mình cùng hắn vị kia bạn gái tân cô nương khủng bố sức chiến đấu, liền tuyệt không thể khinh thường. Vì ô dương mộc, trần quả thậm chí động súng, còn là bị đánh thất điên bát đảo, kém chút tìm không ra bắc. Tiêu tiên sinh, ta sẽ hết sức, trần quả khẽ cắn môi, nói, thực tế không được, chuyện này chỉ có thể mời hoàng tam ra tự thân xuất mã, đoàn khổng tước có thể không cho Trần Thất mặt mũi, liệu tất hoàng tam ra mặt mũi, là nhất định phải cho. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, Trần Lão Bản, chuyện này liền không làm phiền ngươi. Mời ngươi chiếu cố thật tốt đặng đại ca, ta lập tức đi ngay Khánh Nguyên. Tiêu tiên sinh, cái này, cứ như vậy đi, Trần Lão Bản, gặp lại. Tiêu phàm lập tức cúp điện thoại, Tân Lâm sớm đã đứng ở trước mặt hắn, đốt lên lập tức đèn, chú ý nhìn qua hắn. Tại cái này thâm sơn trong sơn cốc, không có khả năng mở điện. Tự chuẩn bị máy phát điện quá phiền phức, cũng quá ồn ào, tiêu phàm cũng không thích. Dùng đèn báo chiếu sáng liền có thể, hắn nhưng không có bên trên ép buộc chứng. Cũng chính là những năm gần đây điện thoại tín hiệu bao trùm độ trên diện rộng lên cao, không phải ngay cả điện thoại đều không cách nào dùng. Đặng đại ca xảy ra chuyện rồi, Tân Lâm nhẹ giọng hỏi, ừm, um, có nặng lắm không, Trần Quả nói, không có nguy hiểm tính mạng, Gia Nhi, thu thập một chút, chúng ta lập tức đi Khánh Nguyên mời yến đại ca cùng đi tiêu phàm phân phó nói được tân lâm không có hỏi nhiều lập tức bắt đầu thu thập hành lý hành lý của bọn họ rất đơn giản chính là một chút đổi giặt quần áo còn có một số đan dược một cái dương hành lý liền toàn giải quyết trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm một nhóm ba người tại cửu thẩm cùng yến đông lâu lưu luyến không rời ánh mắt phía dưới rời đi sơn cốc tân lâm thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái ở đây ở hơn nửa năm Tân Lâm có chút không nỡ cái này sơn minh thủy tú thế ngoại đào nguyên, cũng không nỡ cửu thầm. Ba người đi bộ đến Tây Trại, tại trong trại tìm một đài vi hình xe, đi thẳng đến Khánh Nam huyện Thành. Buổi sáng 8 giờ không đến, một đài bao thuê xe thương vụ liền lái ra huyện Thành, mở lên thông hướng Khánh Nguyên Thành vòng quanh núi Đường Cái. chương 99, Đoàn Tiểu Vương ra. Khánh Nguyên khách sạn 12 lầu, giao dịch đại sảnh, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, khách quý trật nhà. 80 tấm cái bàn đều ngồi đầy khách nhân, cái gọi là một năm kế sách ở chỗ Xuân, Tết Xuân vừa qua đi không bao lâu, các thương nhân liền bắt đầu chuẩn bị năm nay sinh ý môn đạo. Thường thường lúc này chính là Khánh Nguyên khách sạn nhất thời điểm bận rộn. Rất nhiều đại lão bản thích Khánh Nguyên khách sạn giao dịch hội, thậm chí sẽ mang theo bằng hữu hoặc là tiểu tới khai nhãn giới. Những cái kia chỉ có trong truyền thuyết mới có thể gặp mặt dược liệu, ở đây thường xuyên sẽ hiển lộ chân thân nhìn xem các đại lão bản một trăm nghìn mấy trăm ngàn kêu giá, đối với lần đầu đến nhà Thái Điểu mà nói, tuyệt đối là một loại rung động. Mỗi lần lúc này, mối khách cố thổ hào hoặc là cao phú soái cảm giác yêu Việt tự nhiên sinh ra. Huống chi, bọn hắn ban đêm tham gia giao dịch hội, ban ngày có thể đi trong thành các đại dược đi chọn mua đại tông dược liệu, khoe khoang sinh ý hay không lầm. Trần thất gia có thể nghĩ ra dạng này điểm, không hổ là cái thương nghiệp thiên tài, khó trách sinh ý càng làm càng lớn. Nếu như không phải là bởi vì buổi tối hôm qua phát sinh cái kia ngoài ý muốn, Trần Thất gia tâm tình hẳn là rất vui sướng. Dựa theo tiêu phàm mở kia tờ đơn thuốc uống thuốc hơn nửa năm, Trần Quả trên thân âm độc dần dần loại trừ sạch sẽ, trong mỗi ngày tinh thần phấn chấn, nhìn thấy như nước trong veo đại cô nương tiểu tức phụ, lại có nam nhân cùng xúc động. Cảm giác thật không phải bình thường thoải mái. Mỗi lần tại đại triển hùng phong chi dư, Trần Quả đều muốn ở trong lòng cảm kích tiêu phàm. Cái này ôn hòa nhau nhã người trẻ tuổi, quả nhiên là thượng thiên ban cho hắn trần thất gia đại quý nhân. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền phát sinh buổi tối hôm qua kia cầu thí suối quẩy sự tình. Trần quả trong lòng cái kia xoắn suýt a trần thất gia vẫn như cũ đứng ở trong hành lang, phục phục nhìn qua chàng tử, ánh mắt rơi vào số một vị hai vị khách nhân trên thân. Hai nam nhân, đều rất trẻ, hoặc là nói, là một cái nam nhân, còn một người khác tử nhân yêu. Một cái nam nhân chính là đoàn khổng tước. Đoàn khổng tước ước chừng khoảng 30 tuổi, ngày thường ngũ quan đoan chính, tay vượn eo ong, dáng người vô cùng tiêu chuẩn, trên mặt đường cong góc cạnh rõ ràng, tính được là cái Mỹ Nam Tử. Một thân Prada quần áo thoải mái, đem hắn thanh xuân tuấn Mỹ tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn, mấy sợi mái tóc màu vàng cùng trên cổ tay tinh xảo Vassarong Constantin Nam đồng hồ vừa đúng điểm suyết lấy hắn trương dương. Dù coi như tại đại lão bản tụ tập giao dịch hội, đoàn tiểu vương ra bộ này trang phục đều đủ xưng hào phú làm thiên nam đại hào đoàn thất tinh con một, đoàn khổng tước là đoàn gia người thừa kế duy nhất, là điển hình nhất cao phú soái. Đoàn thất tinh thê tử, đoàn khổng tước mẫu thân, đã từng là thiên nam nổi tiếng đại mỹ nhân, lúc tuổi còn trẻ tiết, được vinh dự khổng tước công chúa. Đoàn thất tinh cho nhi tử đặt tên là đoàn khổng tước, ước chừng liền là do ở nguyên nhân này. Cùng đoàn khổng tước dính cùng một chỗ, là một cái nam nhân khác, cũng chính là trần quả trong mắt tử nhân yêu cái này cái nam nhân so đoàn khổng thức còn muốn trẻ tuổi, ước chừng là 27-28 tuổi dáng vẻ, sinh một trương mặt trái xoan, mắt phượng, liễu diệp lông mày, bờ môi đỏ chói, trên mặt tô son điểm phấn, bóng loáng tỏa sáng. Trừ cái đó ra, nam nhân này còn có một đầu thân hình như thủy xa, màu đen quần bó đem hắn tinh xảo chăm chú bao vây lại, đường cong tất trình. Lý một cái dù coi như tại nữ hài tử bên trong đều có thể xưng yêu dã kiểu tóc, trên lỗ tai đánh lấy một loạt bông tai, màu hồng phấn, lóng lánh. Thon dài 10 ngón, thoa diễm lệ sơn móng tay, tay phải ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy một chi đồng dạng thon dài nữ sĩ thuốc lá, đầu ngón tay vỉnh. Yêu nhân kia ngực, mang theo một đầu trắng dây chuyền vàng, dây chuyền mặt dây chuyền bên trên khảm nạm lấy một viên to lớn màu trắng bạc chân châu, trừng thường nhân lớn bằng ngón cái nhỏ, tại giao dịch đại sảnh dưới ánh đèn sáng ngời, lóng lánh cực kỳ ánh sáng dịu dịu chính là buổi tối hôm qua từ đặng thông thiên trong tay giành được viên kia biển sâu chân châu, vẻn vẹn một ngày, đoàn khổng tước liền đưa nó ra công thành một sợi dây chuyền, mang tại bạn gái trên cổ. Không sai, yêu nhân kia nam tử trẻ tuổi, chính là đoàn khổng tước bạn gái. Tại Tây Nam mấy tỉnh Giang Hồ trên đường thanh danh hiển hách tiểu vương ra đoàn khổng tước, là cái gai. Nghiêm chỉnh mà nói, đoàn khổng tước hẳn là song tính luyến, có long dương chi đam mê, bởi vì hắn có vợ con kia đại khái cũng là đoàn thất tinh có thể khoan dung hắn Long Dương Chi đam mê danh giới cuối cùng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là bởi vì đoàn khổng tước đủ âm đủ hung ác đủ độc ác, tại giang hồ trên đường là cái nổi danh nhân vật hung ác. Tiểu vương gia chi danh, một nửa là nguồn gốc từ hắn lão tử đoàn thất tinh, còn có một nửa thì là chính hắn kiếm đến. Trần quả so đoàn khổng tước lớn hơn 10 tuổi, nghĩ nghĩ tương đối bảo thủ. Cùng là giang hồ đại lão, hắn thấy đoàn khổng tước thực tế quá trương dương quả thực chính là ngang ngược càn rỡ. Bộ dạng này lăn lộn giang hồ, kỳ thật cũng không có có chỗ tốt gì. Có thiên nam đoàn gia đoàn thất tinh hàng hiệu tử bảo bọc, tây nam mấy tỉnh hắc bạch hai đạo các bằng hiếu, bình thường đều sẽ cho đoàn khổng tước mặt mũi. Chỉ cần hắn không huyên náo quá không hợp thói thường, bình thường đều sẽ cho nhịn xuống. Thực tế đoàn vương gia không dễ chọc, đoàn thất tinh có tiếng bao che khuyết điểm, nhưng tất cả đây hết thảy, đều xây dựng ở một cái cơ sở bên trên, đó chính là người ta nể tình. Một khi đụng tới không nể mặt mũi, liền phải xem hư thực. Đoàn Khổng Tước không sợ xem hư thực, buổi tối hôm qua tại Khánh Nguyên khách sạn bên ngoài trận kia long tranh hổ đấu, Trần Quả tận mắt nhìn thấy. Đoàn Khổng Tước mang tới mấy vị kia hung hãn bảo tiêu vẫn chưa xuất thủ, xuất thủ là Đoàn Khổng Tước cùng Tử Nhân Yêu. Cũng không hề động vũ khí nóng, hai vợ chồng cùng đặng Thông Thiên đối đầu, ngạnh sinh sinh đặng Thông Thiên, phá hắn cát đỏ trưởng, đem chân châu cướp đến tay. Nếu không phải Trần Quả kịp thời ra mặt can thiệp, Đặng Thông Thiên chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù là hai đối một, nhưng Đặng Thông Thiên gì cùng Cao Minh. Ngay cả Trần Quả đều cam bái hạ phong, cứng đối cứng đem Đặng Thông Thiên quật ngã, cũng coi như rất có bản lĩnh, khó trách kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Đoàn Khổng Tước có thể đánh, Trần Quả cũng không cảm thấy ngạc nhiên, Thiên Nam Đoàn Vương gia nhi tử, tổng cũng là có có chút tài năng. Không phải đoàn thất tinh căn bản liền sẽ không để con trai mình lăn lộn giang hồ sớm đem hắn vụng trộm đưa đến nước ngoài đi tại giang hồ trên đường kiếm cơm chưa từng có cứng rắn năng lực cùng đoàn thất tinh ngày nào đóng mắt đoàn khổng tước liền sẽ bị người ngay cả da lẫn xương nuốt vào không còn sót lại một chút cạn thậm chí đụng phải kia hoành một điểm đoàn thất tinh còn không có nhắm mắt chỉ sợ này nhi tử trước liền không tại mà bây giờ đoàn khổng tước cùng nhân yêu nam tại trước mắt bao người không coi ai ra gì dính cùng một chỗ liếc mắt đưa tình để rất nhiều khách nhân âm thầm nhíu mày không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận gai. Nhất là hôm nay đến đại đa số lão bản, đều là niên kỳ tương đối lớn, quan niệm tương đối chính thống, tương đối bảo thủ. Chỉ là, đoàn khổng tước địa vị thực tế quá lớn, có quan hệ buổi tối hôm qua phát sinh sự tình, rất nhiều khách nhân đều nghe nói. Nghe nói đặng thông thiên bị người đánh ngã, biển sâu chân châu bị cướp, đại đa số quen thuộc đặng thông thiên lão khách nhân đều nhao nhao gọi tốt. Thực tế đặng thông thiên tính tình quá thúi, tham gia qua giao dịch hội lão khách nhân, liền không có một cái đối với hắn có ấn tượng tốt. Cái này tên hỗn đản, cũng có bị nhân giáo huấn một ngày. Đại khoái nhân tâm, bất quá đặng thông thiên bị giáo huấn, không có nghĩa là mọi người liền đối đoàn khổng tước có hảo cảm. Đều là cùng một loại người. Trần Quả rất rõ ràng nói cho đoàn khổng tước, muốn tiếp tục tham gia giao dịch hội, có thể, nhưng không thể lại. Đây là Trần Thất Gia bảo bọc chàng tử, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể luôn như thế nào. Coi như đoàn khổng tước cũng không được đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu ngồi nhìn đoàn khổng tước tại khách sạn bên ngoài cường thủ hào đoạt đã là trần quả có thể dễ dàng tha thứ cực hạn thay đổi người khác trần thất gia chỉ định để hắn không chiếm được nửa điểm xong đi đoàn khổng tước cho trần quả một cái tiếu dung lại chưa từng lên tiếng có phải là sẽ náo vậy phải xem tình huống có đáng giá hay không náo chuyện này trần thất gia nói không tính đoàn tiểu vương ra chính mình đạo mới tính nếu thật là đáng giá náo dù là tại chỗ cùng Trần Quả trở mặt, đoàn khổng tước cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đoàn tiểu vương ra ghét nhất người khác sụ mặt nói chuyện với mình. Cái này nếu là tại thiên nam, tại đoàn gia trên địa bàn của mình, ngay cả Trần Quả đều một khối thu thập. Về phần có hậu quả gì không, đoàn tiểu vương ra mới không quan tâm. Có cái gì chiêu, đoàn tiểu vương ra tận lực bồi tiếp. Trần Quả đã âm thầm làm tốt cần thiết bố trí, hắn nhẫn nại cũng là có hạn độ. Giao dịch hội đúng hạn tiến hành. Hạc phát đồng nhan ân chính trung chống như đầu quải trượng, chậm rãi đi hướng đài chủ tịch. Cả cái giao dịch đại sảnh, lập tức liền trở nên an yên tĩnh, chỉ còn lại có như đầu quải trượng đánh mặt đất đạc đạc âm thanh. Ân chính trung đi tới đài chủ tịch trước, hai tay ôm quyền, làm cái tứ phương vái chào liền đại mã kim đao ngồi xuống, một câu không nói. Lão khách nhân đều biết ân lão gia tử quy củ, lần đầu đến khách mới, khách sạn phương diện an bài chuyên gia cùng đi giảng giải chỉ cần ngươi đi vào giao dịch này đại sảnh, ngươi chính là gia, hưởng thụ đại gia hết thảy đãi ngộ. Đây cũng là trần quả giao dịch hội càng xử lý càng náo nhiệt nguyên nhân chủ yếu một trong. 80 tấm cái bàn, đều ngồi đầy người, dựa theo trình tự, hẳn là số một bàn trước lấy dược tài mời ân chính chung giám định. Lão gia tử ánh mắt liếc quá khứ, lại chỉ thấy đoàn khổng tước chính đưa tay bóp bạn gái khuôn mặt, mà nhân yêu nam thì dùng cây tam sâm một mảnh hoa quả, đưa tiến vào đoàn khổng tước miệng bên trong, Tiếu Dung nói không nên lời ngọt dính người, căn bản liền không có hướng bên này liếc mắt một cái. Ân chính trung thọ lông mày, cực kỳ nhỏ nhau một chút, lập tức đem ánh mắt rời về phía số 2 bàn. Giao dịch hội đều đâu vào đấy tiến hành, ước chừng giám định xong bốn người mấy thứ dược liệu về sau, rốt cuộc vòng xong thứ tám người bàn, ân chính trung chắp tay, đang muốn tuyên bố tiếp xuống tiến hành giao dịch, đoàn khổng tước lại giơ lên tay. Chờ một chút, lão gia tử, ta nơi này có ít đồ, nghĩ mời lão gia tử giám định một chút ân chính trung sau nghi lại là nhân lại cố nén lửa giận nhàn nhạt nhẹ gật đầu vô luận lúc nào đoàn tiểu vương ra đều muốn biểu hiện hắn không giống bình thường đây cũng là hứa bao nhiêu tuổi cao phú soái bệnh chung ân chính trung không nguyện ý cùng hàng tiểu bối chấp nhận nhân yêu nam hai tay dâng cái hộp đứng dậy dãy dụa thân hình như thủy xà phong tình vạn trùng ngay vào lúc này giao dịch đại sảnh nặng nề gỗ lim đại môn đều bị người oanh đẩy ra bốn tên bảo an viên ngã trái ngã phải còn đang liều mạng ngăn cản miệng bên trong kêu lên ai ai các ngươi không thể đi vào mau tới người có người quấy rối lập tức ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn chàng tử bên trong lập tức vỡ tổ bảy tám tên hung hãn đại hán phần phật vây lại trần quả song nghi bỗng nhiên dơ lên sốt cục đến chương một trăm giáo huấn người tới ba nam một nữ chính là tiêu phàm tân lâm Yến Tây Lâu cùng toàn thân băng vải đặng thông thiên. Trần Quả biết tiêu phàm sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới tiêu phàm đến Khánh Nguyên, ngay cả cái bắt chuyện cũng không cho hắn đánh, trực tiếp liền giết tới giao dịch hội trận đến. Tại Trần Quả trong đầu, tiêu phàm là cực kỳ nhã nhặn nho nhã người. Đặng thông thiên bị đánh, hắn có thể hiểu được tiêu phàm phẫn nộ, chỉ là không nói hai lời, liền trực tiếp làm dối, vẫn có chút vượt quá Trần Quả dự kiến. Trần Quả bỗng nhiên ý thức được, chuyện này đến tiếp sau xử lý, nó độ khó chi lớn, vượt xa khỏi hắn lúc trước suy nghĩ. Tiêu phàm không có ý định cùng ai thương lượng xử lý, hắn muốn mặt đối mặt cùng đoàn khổng tước giải quyết vấn đề này. Tất cả dừng tay, mắt thấy mấy tên tiểu đệ còn đang dây dưa, trần quả kịp thời lên tiếng. Đã hiện tại tiêu phàm rất phẫn nộ, như vậy cách làm an toàn nhất, chính là 10 triệu chớ trêu chọc hắn. Trần quả trong lòng tựa như gương sáng, hắn tại chàng tử này bên trong bố trí tất cả bảo an lực lượng, đều không đủ lấy thật ngăn cản tiêu phàm cùng tân lâm hai người về phần động súng sự tình trần quả cũng không có suy nghĩ thứ nhất động súng chưa hẳn có tác dụng sớm mấy tháng trước tân lâm đã dùng sự thực cho trần quả nói rõ đạo lý này thứ hai coi như có tác dụng đến tiếp sau chỉ có càng thêm phiền phức tầm người tên bảo an đồng loạt dừng tay mắt nhìn hành lang chờ thất ra chỉ thị tiếp theo tiêu phàm không có các loại trực tiếp hướng về phía trước Trần quả tay chống đỡ lan can, nhảy xuống. Giao dịch đại sảnh bốn phía hành lang, khoảng cách đại sảnh dưới đáy, ước chừng có cao hơn 2 mét. Trần thất ra nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tư thế tương đương tiêu sái lưu loát. Trần quả không kịp đi thang lầu, tiêu phàm không cho hắn thời gian này. Không có người gọi tốt, bởi vì vì mọi người đều rất rõ ràng, đêm nay lại có chút sự tình muốn phát sinh. Mà lại hẳn là tối hôm qua chuyện này kéo dài, không nhìn thấy đặng thông thiên cũng xuất hiện sao. Ba vị này, là hầu tử mời tới cứu binh, chỉ là thế nào nhìn, ba vị này cứu binh đều không phải như vậy đáng tin cậy. Tiêu phàm, hào hoa phong nhã, tựa như trong tivi loại kia bạch diện thư sinh, sức chiến đấu hẳn là rất cặn bã. Tân Lâm là nữ hài tử, kiều kiều sợ hãi, yến tây lâu gầy đến ra bọc xương, để người thẳng lo lắng, nhiều đi mấy bước hắn liền sẽ tan thành tử. Cái này ba cái, thấy thế nào đều không giống như là rất biết đánh nhìn tới nhìn lui, thế mà còn là toàn thân băng vải đặng thông thiên có chiến đấu lực nhất. Đương nhiên, trần quả những cái kia thủ hạ, lão lục bọn hắn, còn có tiêu phàm tân lâm đại triển thần uy lần kia ở đây mấy vị lão khách nhân, tuyệt không nghĩ như vậy. Tiêu tiên sinh, tân cô nương, trần quả vội vã tiến lên đón đến, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng có chút thấp thỏm. Đặng thông thiên việc này, hắn xác thực làm được không chính cống, đương nhiên, hắn không biết đặng thông thiên là thuộc tiêu phàm nhờ mà tới. Tiêu Phàm khoát tay áo, lạnh nhạt nói: "Trần lão bản, hôm nay việc này, mời ngươi bảo trì trung lập. Chúng ta sẽ không dắt đến ngay những người khác." Trần Quả một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Tiêu Phàm lời nói này phải rõ ràng, hắn không có ý định chiếu cố Thiên Nam đoàn ra mặt mũi. Nếu như Trần Quả nhất định phải nhúng tay, như vậy, Tiêu Phàm cũng không có ý định chiếu cố mặt mũi của hắn. Trần Quả rất rõ ràng, có ít người, người không thể thật chọc giận hắn. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe ý tứ này, mấy vị là hướng về phía ta đoàn khổng tước đến. Không có cùng Trần Quả mở miệng, đoàn khổng tước nói chuyện trước, lười biếng bắt chéo hai chân, lười biếng hướng ghế sofa bên trong khẽ nghiêng, ngữ khí cũng là uể oải, nghiêng liếc tiêu phàm bốn người, thần sắc càng thêm uể oải. Nhân yêu nam lắc lắc, lại trở lại ghế sofa bên trong ngồi xuống, cười đùa trên dưới dò xét tiêu phàm bọn người, đồng dạng chẳng hề để ý. Đứng tại ghế sofa phía sau bốn tên thần sắc hung hãn nam tử, lại khẩn trương lên, từng cái đem bàn tay tiến vào túi quần. Cứ việc tiêu phàm mấy vị này nhìn qua không giống như là có thể đánh liệu, nhưng có can đảm như thế trực tiếp tìm tới cửa, làm gì cũng phải có điểm lực lượng A. Cũng không thể quá phất lờ. Vạn nhất tiểu vương ra ở đây chảy ra một chút cái gì, trở lại thiên nam, chỉ sợ đoàn vương ra sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Ngươi chính là đoàn khổng tước, tân lâm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Không sai, bất quá tiểu cô nương, ta phải nhắc nhở ngươi, đoàn khổng tước cái tên này không phải tùy tiện người nào đều có thể kêu người có thể gọi ta đoạn ít bằng hữu trên giang hồ nâng đỡ cũng có gọi ta tiểu vương gia người không biết không tội lần sau nhưng phải chú ý đồng dạng sai lầm ta không thích người khác ở trước mặt ta phạm hai lần ta tính tình không được tốt đoàn khổng tước niếc tân lâm một chút không mặn không nhạt nói đối tân lâm xinh đẹp không có bất kỳ cái gì phản ứng tân lâm gật gật đầu chuyển hướng nhân yêu nam lãnh đạm nói chân châu giao ra nha tiểu muội tử người cũng thích viên này chân châu a à. nhân yêu nam cười hì hì đứng dậy rũi ra nhuộm sơn móng tay thon dài ngón tay nhẹ nhàng lấy ngực chân châu trụy sức động tác đặc biệt ôn nhu thế nhưng là viên này chân châu người ta cũng thích a à, ta cũng không bỏ được tặng cho ngươi đây là khổng tước ca ca lễ vật tặng cho ta người muốn ta cũng không thể cho a à. lại nói ta ghét nhất chính là như ngươi loại này mọc ra một chương xinh đẹp khuôn mặt nữ hài tử, quá hạnh phúc, ngươi làm sao có thể như thế hạnh phúc đâu. Người ta không cao hứng nha, ồn à ồn ẻn, so nhất yêu nữ nhân còn muốn yêu bên trên gấp mấy lần. Không ít người giật nảy mình dùng mình một cái, nổi ra gà từng tầng từng tầng xông ra. Hàn quang lóe lên, nhân yêu nam trong tay nhiều hơn một thanh trồng chất đao, dài ước chừng mười mấy công phân, nhân yêu nam thủ đoạn xoay tròn lấy, trồng chất đao trong tay hắn không ngừng biến ảo hoa văn. Muốn chân châu A, vậy ngươi tới bắt A. Khổng tước ca ca, ta thật đáng ghét nàng A, nếu không, ta thanh mặt của nàng hoa đi, về sau nàng liền không thể lại tiểu bạch kiểm, có được hay không A. Tốt, đoàn khổng tước mỉm cười gật đầu, tiểu muội muội đừng sợ A, ta liền nhẹ nhàng vạch hai đao, không nhiều, liền hai đao, rất nhẹ, một điểm không thương. Nhân yêu nam liền vui đùa trồng chất đao, chậm rãi hướng tân lâm đi tới, mang trên mặt Tiếu Dung, yêu khí bốn phía. Trần Quả không nhịn được muốn nhắm mắt lại, hắn thực tế không đành lòng nhìn tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra, hắn cũng biết, mình đã không có cách nào ngăn cản kết quả này phát sinh, bất kỳ người nào đều ngăn cản không được. Trời gây nhiệt còn khả vi, tự gây nhiệt thì không thể sống. Trần Quả đương nhiên không có nhắm mắt lại, Trần Thất gia thần kinh không đến mức yếu ớt như vậy. Hàn quang lại lóe lên, sau đó, tất cả mọi người thanh thanh sở sở nhìn thấy trồng chất đao bỗng nhiên bay lên trời đi, tiếp xuống chính là liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm, Trần Quả có thể khẳng định, nhân yêu nam cầm đao cánh tay phải, đã từng tấc từng tấc nát. Không phải bẻ gấy, là vỡ nát, to lớn phòng giao dịch bên trong, bỗng nhiên vang lên sói chu thanh âm. Rất nặng rất khàn khàn, giống như sói đói bị đánh gấy cột sống về sau, sắp chết kêu thảm. Thực tế để người rất khó tin tưởng, thanh âm này cùng vừa rồi kia nũng nịu ỏn ẻn âm thanh là xuất từ cùng là một người miệng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đoàn người thấy hoa mắt, nhân yêu nam đã đầu hướng xuống nhét tiến vào ghế sofa bên trong, bị quần bó chặt chẽ bao vây lấy kiểu tiểu, cao cao mân mê. Thẳng đến lúc này, bay lên trên trời trồng chất đao mới rớt xuống, tân lâm vung tay quét ngang, trồng chất đao công bằng, cắm tiến vào nhân yêu nam kia cao cao mân mê, dài mười mấy cm lưỡi đao, tất cả đều cắm vào, nửa điểm cũng không từng lộ ra. Nhân yêu nam không có phát ra mảy may âm thanh, Bị Tân Lâm nhét tiến vào ghế sofa thời điểm, sớm đã đau nhức hôn mê bất tỉnh. Nhìn qua không ngừng rung động chui đao, Trần Quả bỗng nhiên liền. Đao này cắm vị trí hay là lệch một chút, nếu là lại hướng ở giữa rời mấy công phân, đoán chừng hắn sau này rốt cuộc không làm được khổng tước ca ca bạn gái. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cứ việc mọi người một mực không chớp mắt nhìn thấy bên này, nhưng tuyệt đại một số người, căn bản liền không thấy rõ ràng quá trình, tựa hồ hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh hoa mắt chi dư mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ về phần cực điểm nhân yêu nam đã mân mê cắm đao không một tiếng động mà nguyên bản mang theo trên cổ hắn viên kia chân châu trụy sức đã đến tân lâm trong tay sú nương môn người thật đúng là dám a à. đoàn khổng tước giận tím mặt giả bộ không được nữa chân vừa nhấc trước mặt nặng nề dị thường màu đen đá cẩm thạch bàn trà nhàn rỗi bay lên tiếng gió rít gào thẳng hướng tân lâm đập tới cùng nó đồng thời đoàn tiểu vương ra phi thân lên hung tợn nhào về phía tân lâm. Đoàn chính ngũ quan bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo thành một chương mặt quỷ, lệ khí bốn phía. Cái này mấy lần động tác mau lẹ, gọn gàng, đá cầm thạch bàn trà khoảng chừng tốt nặng mấy chục cân, đoàn khổng tước vừa nhấc chân liền bay lên, chân này bên trên kình lực, thực tế không thể coi thường. Hô một tiếng, phong lôi đại tác, giống như cả cái giao dịch đại sảnh cũng vì đó tối sầm lại. Yến Tây lâu một trường đánh ra, đá cầm thạch bàn trà nháy mắt bị đánh trúng chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Yến Tây lâu qua đời không giảm, thân ở không trung đoàn khổng tước chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nhào tới trước mặt, trong chốc lát hô hấp không thông suốt. Đoàn khổng tước sắc mặt lập tức liền thay đổi, chú ý không được công kích tân lâm, đem trong đan điền hơi thở nháy mắt đều điều động, dốc hết toàn lực, song trường tề xuất, nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc này, hắn thực tế không kịp biến chiêu, chỉ có thể cứng đối cứng. Mà lại hắn biết rõ, đơn trưởng chi lực tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này giống như như bài sơn đảo hải va chạm mà đến cự lực hạ thủ lưu tình đúng lúc này một cái thanh âm hùng tráng bỗng nhiên tại chỗ cửa lớn vang lên một vị sải bước vào cửa trung niên nam nhân vừa vặn thấy cảnh này lập tức biến sắc thốt ra đáng tiếc đã trễ đoàn khổng tước kêu to một tiếng lại là một trận lốp ba lốp bốp xương cốt vỡ vụn thanh âm không trung tung xuống một chùm huyết vũ phù phù một tiếng đoàn khổng tước ngã về ghế sofa bên trong toàn thân mềm liệt, từng ngụm phun máu ra ngoài. Kỳ quái là, ghế salon kia lại không nhúc nhích tí nào. Ngũ Lôi trưởng cũng không phải là thuần túy đi dương cương đường đi, mà là nội ngoại kiêm tu, yến tây lâu đối trưởng lực khống chế, đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, chỉ đánh bại đối thủ, không thương tổn tới vô tội. Mới vừa vào cửa hùng tráng nam tử trung niên nhìn thấy chuyện này hình, cũng không nhịn được sửng sốt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tận đến giờ phút này, đoàn khổng tước bốn tên bảo tiêu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hấp tấp ra bên ngoài móc súng. Đột nhiên đủ tiếng kêu thảm thiết, mỗi người trên cổ tay đều cắm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía liễu diệp tiểu đao. Cùng lúc trước lão lục bọn hắn tao ngộ giống nhau như đúc. Có súng, cũng không thể cam đoan 100% thắng lợi, bởi vì nhiều khi, người ép căn bản không hề cơ hội thanh súng móc ra. Nhìn thấy hùng tráng nam tử trung niên, Trần Quả lập tức thở vào một hơi, nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. chương 101, Đại Bào Ca Tam gia, Trần Quả đi tới hùng tráng nam tử trung niên trước người, đi một cái cổ quái lễ, thấp giọng kêu lên. Lại nhìn lão lục bọn người, từng cái không dám thở mạnh một cái, nhìn về phía hùng tráng nam tử trung niên ánh mắt, lại là kính sợ lại là ngưỡng mộ, liền kém đầu dạp xuống đất sùng bái. Hùng tráng nam tử trung niên tam gia hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng quát nói, làm sao làm. Rất có trách cứ chỉ ý, rất nhiều khách người trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc. Bọn hắn đương nhiên biết Trần Quả Trần thất ra tại Khánh Nguyên thành thân phận địa vị, liền xem như Khánh Nguyên thị ủy thư ký thị trưởng như vậy đại nhân vật đến, cũng sẽ không đối Trần Quả như thế làm dáng. Cái này hùng tráng nam tử trung niên chẳng lẽ là trong tỉnh đến đại lãnh đạo. Thế nhưng là Trần Quả xưng là tam gia, tựa hồ lại không giống như là trên quan trường người chỉ có cực kỳ cá biệt chân chính giang hồ lão điểu, mới mơ hồ đoán được cái này hùng tráng nam tử trung niên thân phận. Trần quả mặt lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, thật xin lỗi, tam gia, đều là ta làm hư. Tam gia lại nhẹ hư một tiếng, không tiếp tục để ý trần thất, nhanh chân hướng tiêu phàm đi tới, hai tay ôm quyền chắp tay, cao giọng nói, tiêu tiên sinh, người tốt, ta là Sơn Thành Hoàng Bân. Mặc dù vẫn chưa tận lực khoe khoang, cả cái giao dịch đại sảnh hay là vang lên mơ hồ hồi âm, vị này hoàng tam gia trung khí chi rồi rào có thể thấy được chút ít tiêu phàm có chút không người hoàn lễ nhu hòa nói hoàng tam gia cửu ngưỡng đại danh những khách nhân lại một lần lên tiếng kinh hô có thể đến khánh nguyên khách sạn tiến hành giao dịch cuối cùng đều không phải người bình thường đa số đều kinh nghiệm giang hồ rất phong phú sơn thành hoàng bân cùng hoàng tam gia vừa gọi nơi nào còn có thể đoán không được cái này là thần thánh phương nào sơn thành hoàng tam gia kha lão hội tổng đa cầm sơn thành ba thuộc, ít ba tỉnh miền đông bắc thành phố bảo ca ca tử nhóm đại thủ lĩnh. Giang hồ trên đường, thanh danh hiển hách, mảy may cũng không yếu tại thiên nam đoàn thất tinh đoàn vương gia siêu cấp cự phách. Việc này càng náo càng lớn, ngay cả hoàng tam gia đều kinh động, tự mình đuổi tới khánh nguyên thành tới. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, không dám nhận, tiêu tiên sinh cao nhân đương thế, hoàng bân điểm này giang hồ hư danh, tính được cái gì. Hoàng bân một đôi mắt hổ tinh quang lấp lẽ, không ngừng quan sát tiêu phàm, trong đầu âm thầm kinh ngạc. Người trẻ tuổi này bệnh trạng, không giống như là giả vờ. Hoàng Tam gia tinh mắt cỡ nào, làm sao Trần Quả ở trong điện thoại lại đem người này miêu tả thành một cùng một đại cao thủ. Ngược lại là bên cạnh hắn cái kia người cao gầy nam tử, là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, một trưởng chi uy, ngay cả Hoàng Tam gia thấy đều thất kinh. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Hoàng Tam gia thấy qua cao thủ, so người khác có thể tưởng tượng đến còn nhiều ngay cả Hoàng Tam gia mình tính toán ở bên trong, cũng mất quá giải rác mấy người có thể cùng nó sánh vai mà thôi. Đoàn khổng tước không biết trời cao đất rộng, cứng rắn muốn đi lên góp, kia là vội vã muốn chết. Cái này tiêu phàm có thể thúc đẩy như thế cứng rắn rác, bản thân khẳng định cũng có chỗ hơn người, trần thất ở trong điện thoại hẳn không phải là khinh người lời tuyên bố. Tiêu phàm lại khẽ gật đầu, mềm liệt tại ghế sofa bên trong đoàn khổng tước khó khăn nâng lên thân trên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại tất cả đều là vẻ dữ tợn, hư lạnh nói, Hoàng Tam gia, đây chính là các người bảo ca quy củ. Hoàng Bân liếc mắt qua, kêu lên một tiếng đau đớn, lạnh lùng nói, ngươi cái dựa hoa nhi, liền xem như lão tử ngươi đoàn thất tinh ở trước mặt ta cũng không thể nói như vậy, ngươi tính cái thứ đồ gì. Cầm miệng cho lão tử, không đợi đoàn khổng tước mở miệng, Hoàng Tam gia lại ôm quyền làm cái tứ phương vái chào, cất cao giọng điều, cao giọng nói, chư vị, rất xin lỗi quấy dày đoàn người làm ăn, hoàng tam ở đây cho các vị nói lời xin lỗi tất cả mọi người mời về phòng nghỉ ngơi đi thôi giao dịch hội ngày mai lại làm tối nay các vị tại khách sạn tiêu phí đều tính tại ta hoàng tam trên đầu không có ý tứ nhiều hơn tha thứ hoàng tam ra đủ ý tứ tam ra hảo hán tử lập tức một trận gào to thanh âm vang lên hoàng tam lần nữa ôm quyền làm lễ mỉm cười đáp tạ người trong giang hồ mặc kệ địa vị cao bao nhiêu quy củ nhất định phải thủ trần quả đã mở cái này tràng tử liền có nghĩa vụ tuyệt đối cam đoan những khách nhân an toàn đêm nay phát sinh dạng này huyết án về tình về lý đều muốn nói lời xin lỗi xuất gia thành ý tới dạng này mới có thể tiêu trừ đi ảnh hưởng xấu để đoàn người tâm phục khẩu phục trần quả là bào ca đại nhân vật hoàng tam ra thay hắn làm ra hứa hẹn cũng giống như vậy sẽ chỉ càng thêm có mặt mũi cái này bên trong rất nhiều người đều nghe nói qua sơn thành hoàng tam gia đại danh chỉ là vẫn luôn chưa từng tận mắt nhìn thấy qua vị này Tây Nam Đại Hào phong thái, bây giờ gặp một lần, tốt một đầu uy vũ hùng tráng hán tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Hướng kia một chạm, mấy câu nói chuyện, ba tỉnh đại lão uy thế, sôi nổi mà ra. Trần quả cũng không phải ăn chay, lập tức liền tổ chức khách sạn nhân viên phục vụ, đem ở đây những khách nhân đều dẫn đạo ra ngoài, âm thầm căn dặn lão lục, tối nay cho những khách nhân thêm điểm tiết mục, mặc kệ khách nhân tiêu phí bao nhiêu, đều tính khách sạn tóm lại phải tận lực thỏa mãn khách nhân yêu cầu, Trần Thất ra cùng Khánh Nguyên khách sạn chiêu bài, không thể nền. Lão Lục ngầm hiểu, liên tục gật đầu, hắn là Khánh Nguyên khách sạn giám đốc, năng lực cũng là cực mạnh. Lại nói, loại này quang đốt tiền khỏi phải mình tính tiền sống, đổi ai cũng có thể làm phải tặc tốt. Rất nhanh, giao dịch đại sảnh liền thanh không, những khách nhân đi được không còn một mảnh, phổ thông nhân viên phục vụ cũng đều rời đi đại sảnh, chỉ còn lại có trần quả mấy tên tâm phúc thân tín cùng Hoàng Bân mang tới hai cái tùy tùng. Tiếng người huyên náo đại sảnh bỗng nhiên an yên tĩnh, Hoàng Bân sắc mặt, nhàn rỗi chìm xuống dưới, chừng mắt vẫn không phục đoàn khổng tước, lạnh lùng nói tiểu hoa nhi, lão tử nhà ngươi dậy thế nào ngươi. Mặc kệ là cái kia một nhóm, đều có quy củ, người từ phía trên nam chạy đến ta hoàng tam chỗ này đến gây chuyện thị phi, có phải là cảm thấy không ai có thể thu thập ngươi. Giống như ngươi không tuân quy củ, ngươi có mấy cái mạng, chuyện này, ta sẽ cùng lão tử ngươi đoàn thất tinh làm rõ ràng. Đoàn khổng tước không ngừng ho khan, khóe miệng máu tươi vẫn như cũ ra bên ngoài bốc lên, lại là không có khí lực lại ra mồm, chỉ là ánh mắt kia, lại từ hoàng tam trên thân lướt qua, gắt gao chăm chú vào tiêu phàm trên mặt. Đả thương hắn là Yến Tây Lâu, đả thương hắn bạn gái chính là Tân Lâm, tiêu phàm từ đầu đến cuối, thậm chí đều không có cùng hắn nói một câu. Bất quá rõ ràng tiêu phàm mới là cái này một nhóm người đầu lĩnh. Thù này, hắn khẳng định phải ghi tạc tiêu phàm trên thân. Tiêu phàm từ cũng minh bạch hắn tâm tư, lạnh nhạt nói, đoàn khổng tước, ta gọi tiêu phàm, thủ đô đến. Đặng thông thiên đặng đại ca là bằng hữu của ta, viên này biển sâu chân châu, là ta ủy thác hắn đến Khánh Nguyên đến đổi, trị bệnh cứu người. Người nếu không phục khí, cùng ngươi sau khi thương thế lành, có thể đến thủ đô tới tìm ta. Cũng có thể mời phụ thân ngươi đoàn thất tinh tới tìm ta. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, bất kể là ai chuyện của mình làm đều muốn nhận gánh trách nhiệm ta không thích giết người nhưng cũng không đại biểu ta tuyệt đối không giết người thanh âm bình tĩnh như trước không có chút nào mãnh liệt chi ý nhưng loại kia không thèm để ý chút nào thần thái hay là thật sâu kích thích đến đoàn khổng tước bởi vì tiêu phàm không chỉ là không thèm để ý hắn ngay cả hắn lão tử đoàn thất tinh thậm chí toàn bộ thiên nam đoàn gia đều không phải rất để ý tiêu phàm không có bất kỳ cái gì khinh miệt ngôn từ Càng không có khinh thường ngữ khí, loại này không thèm để ý, lại biểu hiện được rõ ràng. Thậm chí ngay cả Hoàng Bân, đều âm thầm nhíu mày, càng thêm có chút hiếu kỳ tiêu phàm chân chính địa vị. Tốt, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đoàn khổng tước cắn răng, cơ hồ là từng chữ từng chữ từ miệng bên trong vé ra. Tiêu phàm gật gật đầu, vẫn như cũng không thèm để ý chút nào. Tân Lâm lạnh lùng nói, ngươi lần sau nếu là còn mang theo nhân yêu, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ phế tiêu phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười. Bình thường, Tân Lâm rất ít cùng người nói chuyện, càng rất ít nói như thế hung ác lời nói, nàng đồng dạng đều là trực tiếp động thủ, nhưng trở ngại tiêu phàm rộng tích âm công suy nghĩ cùng vô cực môn môn quy, Tân Lâm thủ hạ đều có chừng mực. Lúc này cố ý nhắc nhở đoàn khổng tước, có thể thấy được Tân Lâm là thật rất không quen nhìn đoàn khổng tước hướng giới tính, càng không quen nhìn loại tình hình này. Dẫn bọn hắn đi bệnh viện, súng thu, để đoàn thất tinh tới tìm ta muốn hoàng tam ra quay đầu hướng trần thất nói trần quả gật gật đầu lão lục lập tức dẫn khách sạn nhân viên công tác tiến lên muốn khiêng đi đoàn khổng tước đi ra lão lục tay vừa vừa chạm tới đoàn khổng tước cánh tay đoàn khổng tước liền quát khẽ một tiếng đem lão lục tay vứt qua một bên cắn răng một cái ra sức ưỡn một cái đứng thẳng người nguyên bản sắc mặt tái nhợt nháy mắt nổi lên đỏ thắm đứng ở nơi đó run rẩy hoàng bân xong nghi cao lại đoàn thất tinh nhà thằng nhãi con này còn rất bướng bỉnh bất quá nói đến cũng không kỳ quái đoàn khổng tước như thế hổ nháo nếu như việc này đặt tại hoàng bân trên đầu chỉ sợ sớm đã đánh gãy đoàn khổng tước chân đoàn thất tinh lại có thể khoan nhượng xuống tới trừ đoàn thất tinh tương đối bao che khuyết điểm chỉ sợ cùng đoàn khổng tước cái này quật cường tính tình cũng có chút quan hệ dù sao đoàn thất tinh chỉ như vậy một cái nhi tử không thể làm thật đánh gãy hai chân của hắn chỉ là đoàn khổng tước nay đã trọng thương lại như thế một cưỡng tất nhiên sẽ tổn thương càng thêm tổn thương nếu thật là chết tại khánh nguyên thành chỉ sợ đoàn thất tinh tuyệt sẽ không cùng trần quả từ bỏ ý đồ hoàng bân cố nhiên không sợ cùng đoàn thất tinh trở mặt nhưng thiên nam đoàn ra thực tế không thể coi thường nếu như toàn diện khai chiến vậy thì không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ lớn tây nam giang hồ trên đường đều muốn gió tanh mưa máu trần quả thật vất vả tại khánh nguyên thành đánh xuống như thế một mảnh cơ nghiệp không nói hủy hoại chỉ trong chốc lát tối thiểu cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Dù sao Trần Quả làm chính là đại chúng hóa sinh ý, nếu ngay cả khách nhân cùng chợ giao dịch chỗ an tất cả cũng không có bảo hộ, những cái kia thân ra ngàn tỷ đại dược thương, há lại sẽ tùy tiện mạo hiểm. Đoàn khổng tước mím môi thật chặt, từng bước một ra bên ngoài chống cự, ánh mắt oán hận vô so. Hoàng Bân lắc đầu, tay vừa nhấc, nhẹ nhàng một trường cắt tại hắn sau trên cổ, đoàn khổng tước lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Trần Quả tranh thủ thời gian rỗi tay đỡ lấy hắn, lập tức chào hỏi lão lục bọn người đem đoàn khổng tước dìu ra ngoài. Hoàng Bân lần này nhanh như thiểm điện, đừng bảo là đoàn khổng tước vốn đã trọng thương, coi như hắn nhảy nhót tưng bừng, đoán chừng cũng rất khó né tránh qua được. Tiêu phàm khóe miệng lại hiện lên một vòng ý cười. Hoàng Tam gia uy chấn Tây Nam, danh chấn Giang Hồ, bào ca lớn tay bánh lái tử, quả nhiên nổi danh vô hư. Trần thất ra mấy tên khác thân tín lại ba chân bốn cẳng đem một mực vỉnh lên tại ghế sofa bên trong nhân yêu nam dơ lên, nhân yêu nam sớm đã xanh cả mặt, hôn mê bất tỉnh, toàn bộ cánh tay phải buông thõng. Đoán chừng cánh tay này là hoàn toàn phế, coi như có thể chữa khỏi, nhiều lắm là cũng chính là có thể cầm đũa ăn cơm, lại muốn chơi đao, kia là không cần nghĩ. Có thể lưu lại một cái mạng, đã coi như hắn vận khí. chương 102, Thiên Nam đoàn ra quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài. Giao dịch đại sảnh là thật thanh tính, hơn ngàn mét vuông đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, lẻ loi chơi chọi đứng tại mấy người, lộ ra đặc biệt chống trải. Hoàng Bân chuyển hướng tiêu phàm, lạnh nhạt nói tiêu tiên sinh, đoàn khổng tước ngang ngược cản rỡ, trừng phạt đúng tội. Bất quá tiêu tiên sinh hôm nay như thế xử lý, lão thất bên này, ảnh hưởng rất lớn a. À. Lại là đối tiêu phàm có hỏi tội chi ý, tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Hoàng Tam gia, đoàn khổng tước trừng phạt đúng tội, trần lão bản cũng không có kết thúc hắn nghĩa vụ của mình đặng thông thiên là khánh nguyên khách sạn giao dịch hội khách nhân mới ra khách sạn liền bị người đả thương cướp đi tại giao dịch hội đổi được hàng hóa nói trần lão thất cái này địa đầu xà chưa từng kết thúc nghĩa vụ cũng không tính oan uổng đã như vậy tiêu phàm tại trường trị đoàn khổng tước đồng thời quấy một quấy trần quả ván để hắn cũng ăn chút thua thiệt chính là đương nhiên hoàng bân nhẹ gật đầu nói lão thất việc này cũng xác thực làm được không chính thống lão thất hướng tiêu tiên sinh bồi tội Trần Quả Bận biểu thức tiến lên, hướng Tiêu phàm Ôm quyền thở dài, mặt mang vẻ xấu hổ, nói Tiêu tiên sinh phê bình đối với, ta không có kết thúc địa chủ nghĩa vụ, hổ thẹn hổ thẹn. Đặng đại ca, thật xin lỗi a, lại hướng Đặng Thông Thiên chắp tay. Đặng Thông Thiên hừ một tiếng, nói, là ta Đặng Thông Thiên học nghệ không tinh, đánh không lại người ta, trách ngươi làm gì. Đừng nhìn yến tây lâu cùng Tân Lâm vừa ra tay, liền là tồi khô lạc hủ như đem đoàn khổng tước cùng nhân yêu nam đánh răng rơi đầy đất nhưng cái này hai hàng tiểu bối lại là có công phu thật hai người liên thủ đặng thông thiên liền đánh không lại thấy tân lâm cùng yến tây lâu xuất thủ đặng thông thiên cũng là lại kinh lại đeo nhất là yến tây lâu hai người tại một cái trại bên trong sinh sống nhiều năm như vậy hắn còn cùng yến tây lâu là rất muốn bạn thân thế mà một mực không biết yến tây lâu võ công cao cường như vậy tiêu phàm đã từng đã nói với hắn việc này đặng thông thiên cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ cho đến vừa rồi tận mắt nhìn đến yến tây lâu ngũ lôi trưởng thần uy bắn ra, cái này mới rốt cục khăng khăng một mực tin. Khó trách lúc kia, tiêu phàm nói may mắn yến tây lâu là văn tên điên, nếu như là người điên vì võ, toàn bộ tây trại đều phải tao ương. Trần quả thần sắc càng thêm xấu hổ, hoàng tam ra trách cứ hắn sự tình làm được không chính cống, hắn không lời nào để nói. Thực tế thiên nam đoàn ra quá không dễ chọc, trần quả dưới mắt tính được là cái người làm ăn, cân nhắc sự tình không thể không toàn diện một chút. Tiêu Phàm ở trước mặt cho hắn như thế một cái giáo huấn, cũng là chuyện đương nhiên. Trần Quả cảm ơn tội, Hoàng Bân sắc mặt chuyển thành bình thản, cười ha ha một tiếng, nói Tiêu tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tiêu tiên sinh cùng gia vị bằng hiếu ở xa tới là khách, ta hoàng tam mời mọi người cùng nhau tiêu cái đêm, mời Tiêu tiên sinh nể mặt. Hôm nay việc này, đem đoàn khổng tước đánh thành như vậy đức hạnh, đoàn thất tinh chỗ này chịu thiện a. À. Tiêu Phàm cứ việc đã thông báo đoàn khổng tước, nếu như không phục cứ việc đi kinh sư tìm hắn. Nhưng kinh thành xa như vậy, ít đông lại cùng thiên nam láng giềng, gần trong gang tắc, đoàn thất tinh rất có thể trước tìm tới trần quả. Vô luận như thế nào, muốn đem tiêu phàm nội tình thăm dò rõ ràng lại nói. Hoàng Tam gia không sợ phiền phức, nhưng cũng không nguyện ý không giải thích được rước họa vào thân. Vì người khác cóng hạc hoa có thể, bất quá cũng phải nhìn cái này oan ức đọc được có đáng giá hay không. Tiêu phàm minh bạch hoàng bân tâm tư, vừa cười vừa nói vậy thì cảm ơn hoàng tam gia trần quả lập tức nói tam gia mời tiêu tiên sinh xin hắn cho hoàng tam gia gọi điện thoại chỉ nói rõ là một chút tình huống dù sao đoàn khổng tước địa vị không thể coi thường tiêu phàm tựa hồ cũng không phải loại lương thiện có khả năng dẫn phát lớn xung đột cho đại ca báo cáo một tiếng kia là làm tiểu đệ cơ bản nhất nghĩa vụ không nghĩ tới hoàng tam gia sẽ đích thân từ sơn thành chạy tới đủ thấy tam gia đối với hắn rất đủ ý tứ chỉ cần Hoàng Bân đến Khánh Nguyên, liền cho thấy chuyện này là Hoàng Tam gia tự mình tiếp nhận đi, mặc kệ cuối cùng xử lý như thế nào, Trần Quả đều đã có lực lượng. Coi như cùng thiên nam đoàn gia toàn diện khai chiến, có Hoàng Tam gia chống đỡ, cũng không có gì thật là sợ. Rất nhanh, tại Khánh Nguyên khách sạn lầu hai cơm chưa sảnh một cái ghế lô bên trong, mở một bàn tiệc rượu. Hoàng Tam gia nói rõ là mời tiêu phạm ăn khuya, tiệc rượu này liền không có bên trên món chính, bên trên đều là Tây Nam địa khu phong vị quả vặt khách sạn đại sư phó làm phong vị quả vặt kỳ thật chẳng phải địa đạo đồ cụ hình thức mà thôi thật muốn ăn chính tông phong vị quả vặt không phải đi đại bài đương không thể cũng may hoàng bân mời ăn khuya cũng chỉ là lý do trong lúc này ai để ý ăn cái gì uống gì trần quả tự mình cho mọi người châm đưa rượu lên rượu ngược lại là rượu ngon năm xưa mau thai hoàng bân bưng chén rượu lên hướng tiêu phàm nói tiêu tiên sinh các vị làm một trận một chén không có nâng cốc chúc mừng từ, cũng không có cái danh mục. Cứ như vậy đụng một chén, Tiêu tiên sinh, xin thứ cho mắt của ta vụng, vị huynh đệ kia làm tựa như là Ngũ Lôi trưởng. Hoàng Bân ánh mắt rơi vào Yến Tây lâu trên thân. Từ đầu đến cuối, Yến Tây lâu không có nói một câu, hết thảy duy tiêu phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tân Lâm thu thập nhân yêu nam thời điểm, Hoàng Bân chưa vào cửa, Yến Tây lâu một trưởng kia, thật sự cho Hoàng Bân tạo thành không nhỏ rung động. Bất quá ngũ lôi trưởng trên giang hồ mai danh ẩn tích mấy chục năm, dù là hoàng bân lâu lịch giang hồ, kiến thức rộng rãi, cũng có chút không nắm chắc được. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói, hoàng tam gia, hảo nhãn lực. Yến đại ca luyện chính là ngũ lôi trưởng, Yến đại ca có bệnh mang theo, không thể nói chuyện, mời hoàng tam gia cùng trần lão bản thứ lỗi. Lần này ta mời đặng đại ca đến Khánh Nguyên đến đổi biển sâu chân châu, cũng là vì Yến đại ca chữa bệnh. Ồ, Yến tiên sinh bị bệnh gì? Hoàng Bân hứng thú, một bệnh nhân, thế mà còn có thể sử dụng bá đạo như vậy phi phàm ngũ lôi trưởng. Tiêu phàm nói, Yến đại ca 10 năm trước bên trong độc trướng, hiện tại dư độc còn không có loại trừ sạch sẽ. Độc trướng, Yến tiên sinh cũng là người hái thuốc, đúng, Hoàng Bân gật gật đầu, không có truy đến cùng, chuyển hướng đặng thông thiên, nói, đặng tiên sinh, thương thế của ngươi không sao a? À. Đặng thông thiên kêu lên một tiếng đau đớn, nói, ra thịt tổn thương, không có gì lớn không được, tạ ơn Hoàng Tam gia quan tâm. Đặng Thông Thiên cũng không phải cái nói nhiều người, mà lại tính tình thật không tốt. Đây là xem ở Hoàng Bân bào ca tổng đà cầm phân thược, không phải ngay cả lời đều chẳng muốn nhiều lời. Đặng Thông Thiên cả đời này, không có ném qua như thế lớn người. Bất quá đoàn khổng tước cùng nhân yêu nam, dưới tay quả thực có chút công phu thật, nhất là đoàn khổng tước gia truyền võ thuật, rất không dễ dàng ngăn cản. Hoàng Bân cũng không so đo đặng thông thiên thái độ, đến hắn bây giờ thân phận địa vị sớm liền sẽ không bởi vì vì người khác một câu một cái thần sắc mà động giận bao ca tổng đà cầm không chỉ có riêng là có thể đánh đơn giản như vậy không có có chỗ hơn người làm sao có thể quản lý ba tỉnh giang hồ trên đường ca tử tiêu tiên sinh không biết người dĩ vãng cùng đoàn thất tinh đã từng quen biết không có hoàng bân trầm ngâm hỏi nghe đại danh đã lâu chưa từng gặp mặt hoàng bân nhẹ gật đầu nói tiêu tiên sinh đoàn thất tinh người này cũng coi là đầu hảo hán tử bất quá có một cọc mau bệnh chính là đặc biệt bao che khuyết điểm. Mà lại đoàn thất tinh rất sĩ diện, lúc này, sợ là sẽ không như vậy cam tâm. Mình con trai duy nhất cơ hồ bị người đánh chết, đoàn thất tinh nếu là còn có thể nén giận, vậy liền thật có chút thật xin lỗi thiên nam đoàn vương ra cái này to lớn tên tuổi. Tiêu phàm mỉm cười nói, đoàn thất tinh bao che khuyết điểm, ta ngược lại cũng đã được nghe nói. Nếu như hắn nguyện ý đến thủ đô đi tìm ta, ta cũng không ngại cùng hắn hảo hảo tâm sự. Thiểm độc chi tình, mọi người đều có nhưng quá bao che khuyết điểm chưa chắc là chuyện tốt đoàn khổng tước dạng này tính cách cùng phương thức làm việc tương lai chưa chắc có thể đem thiên nam đoàn ra phát dương quang đại trần quả nhịn không được nói tiêu tiên sinh đoàn thất tinh nếu quả thật đi thủ đô chỉ sợ không chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện đoàn ra tại thiên nam chủ yếu là làm biên cảnh mậu dịch còn kinh doanh quạng mỏ nghe nói cùng đông nam á rất nhiều quốc gia lão bản có lui tới quan hệ nhân mạch tương đối phức tạp lời này chẳng khác gì là đang nhắc nhở tiêu phàm đoàn thất tinh cùng thiên nam đoàn gia cũng không phải là thuần túy người trong nước cùng cảnh ngoại trên đường bằng Hiếu cũng có vãng lai dù coi như tiêu phàm cùng nước cộng hòa uy danh hiển hách lão tiêu nhà có chút liên quan đoàn thất tinh nếu là không theo quy củ ra bài cũng có chút khó lòng phòng bị tiêu phàm khẽ vuốt cầm cũng nhìn không ra đến hắn đến cỡ nào quan tâm đoàn thất tinh quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài thấy tiêu phàm không nguyện ý nói chuyện cái đề tài này Hoàng Bân liền nói: "Tiêu tiên sinh, ngươi cho lão thất cho toa thuốc chữa bệnh sự tình, lão thất từng nói với ta, bất kể nói thế nào, lão thất thiếu ngươi một cái ân tình. Lão thất là ta hoàng tam huynh đệ, ngươi cho hắn chữa khỏi bệnh, ta rất nhờ ơn. Đoàn khổng tước chuyện này, ta sẽ đi tìm đoàn thất tinh. Nếu là hắn cho ta cái mặt mũi, vậy liền tốt nhất. Nếu là hắn không nể mặt mũi, chỉ ít khánh nguyên chuyện bên này, chúng ta tuyệt sẽ không lại phiền phức Tiêu tiên sinh." đặng tiên sinh đã cũng là sơn thành người như vậy an toàn của hắn ta hoàng tam sẽ phụ trách tiêu phàm có lẽ thật không sợ thiên nam đoàn gia nhưng đặng thông thiên nhưng chưa chắc có tiêu phàm dạng này lực lượng vạn nhất đoàn thất tinh giận chó đánh mèo đặng thông thiên liền sẽ rất nguy hiểm hoàng bân đây là đang thay mặt trần quả còn tiêu phàm ân tình coi như đoàn thất tinh lại bao che khuyết điểm hoàng tam ra tự mình ra mặt cùng hắn thương lược bảo đảm đặng thông thiên bình an đoán chừng vấn đề sẽ không quá lớn đoàn thất tinh làm sao cũng được cho hoàng bân mặt mũi này hoàng tam kiêng kỵ thiên nam đoàn gia đoàn thất tinh không phải là không đồng dạng kiêng kỵ bào ca đại đương gia tiêu phàm kho người một chút nói tạ ơn hoàng tam gia hoàng bân đến cùng không hổ là hồ một chút liền có thể nhìn ra được tiêu phàm chân chính lo lắng chính là đặng thông thiên cùng tây trại những thôn dân kia an toàn đặng thông thiên cố nhiên cao minh tăng thêm yến tây lâu càng thêm cao minh tóm lại chỉ có hai người yến tây lâu bệnh tình chưa dễ đứt, thiên nam đoàn ra nếu là quy mô trả thù, cũng có chút khó mà ngăn cản. Dù sao hiện tại đã là vũ khí nóng thời đại, cũng không phải là mỗi người đều người mang tân lâm như thế ám khí tuyệt kỹ, có thể tiên hạ thủ vi cường. Hoàng bân ân tình này, tiêu phàm phải lĩnh, tiêu tiên sinh không cần phải khách khí, chúng ta kha lão hội huynh đệ, khác không dám nói, nghĩa khí hai chữ là rất giảng cứu. Đến, tiêu tiên sinh, tân tiểu thư, yến tiên sinh, đặng tiên sinh, ta lại kính các vị một chén. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta còn có thể là bằng hữu. Hoàng Bân đứng dậy, lần nữa dơ chén rượu lên, tiêu phàm mấy người cũng đứng dậy cùng hắn đụng một chén. Hoàng Bân lời nói này được rõ ràng, hôm nay chuyện này, liền tính quá khứ, nên gánh gánh, kha lão hội đi gánh. Nhưng thiên nam đoàn ra cùng tiêu phàm ở giữa mâu thuẫn, nhất định phải tiêu phàm mình đi giải quyết. Nếu như lại dính đến bảo ca lợi ích, Hoàng Bân đương nhiên phải bảo hộ chính mình người chương 103, Đại Tỷ. Mùa xuân đến, kinh thành vạn vật khôi phục, sức sống tràn trề. Các ngành các nghề sinh ý đều rất thịnh vượng, biểu hiện ra một cái cổ lão đại quốc quốc đô siêu cấp phồn hoa. Nghề giải trí càng là vui vẻ phồn vinh, tinh ngữ quán ba làm làm thủ đô đẳng cấp cao nhất buổi chiếu phim tối một trong, sinh ý một mực tốt vô cùng. Nửa năm trước, lão tiêu nhà hai vị thiếu gia cùng lão uông nhà hai vị thiếu gia trận kia đại chiến, cho tới nay vẫn như cũng bị người nói chuyện say xưa từ trình độ nào đó đến nói, một trận cải biến tinh ngữ quán ba khách nhân cấu thành. Đánh kia lần về sau, Uông Nhị Thiếu cùng hắn đám kia các huynh đệ, khoảng chừng hơn mấy tháng chưa từng tại tinh ngữ quán ba lộ mặt qua. Quá thật mất mặt, nghe nói tam gia Uông Phi, tại trong bệnh viện ở ba tháng, đến Tết Xuân trước mới miễn cưỡng xuất viện. Tiêu phàm một quyền kia, kém chút đem hắn cho đánh cho tàn phế. Tinh ngữ quán ba lão bản bao sư hoa nghe nói, Uông Nhị Thiếu đã trở thành một cái khác buổi chiếu phim tối khách quen, đồng thời thả ra phong thanh nói, muốn đem kia cái quẩy rượu nâng đi lên, xử lý tinh ngữ quán 3, trở thành kinh thành buổi chiếu phim tối mới bá chủ. Uông Nhị Thiếu xác thực có thực lực này, nếu như hắn thật nguyện ý toàn lực nâng chàng, không nói xử lý tinh ngữ quán 3, tối thiểu đem kia cái quẩy rượu nâng đến cùng tinh ngữ quán 3 độ cao không sai biệt lắm, vẫn rất có khả năng. Tại thủ đô ngu nhạc giới, mấy vị này hoàn khố đại lão sở tác sở vi, nhất quán đều là ngu nhạc giới trong chóng đo chiều gió. Bọn hắn muốn nâng đỏ một người, một cái chàng tử, biện pháp còn nhiều. Nhưng tinh ngữ quán ba sinh ý vẫn chưa chịu ảnh hưởng, tương phản so sánh với trước kia càng thêm nóng này. Rất nhiều trước kia không tại tinh ngữ quán ba tiêu phí công tử ca đều mộ danh mà đến, muốn thấy Azelena dị vực phong tình. Muốn nói tại dạng này một cái mở ra hình quốc tế thành phố lớn, dị quốc Mỹ nữ không phải số ít, tại các loại chỗ ăn chơi kiếm ăn cũng rất nhiều, nhưng giống Azelena dạng này, dẫn phát như vậy sóng gió lớn mỹ nữ, đây là đầu một cái. Tiêu nhị thiếu cùng Uông nhị thiếu là ai? Kia cũng là thủ đô hoàn khố vòng tròn bên trong đại danh đỉnh đỉnh đại lão cấp nhân vật. Hai vị này ngày bình thường mặc dù không thích hợp, nhưng cũng rất ít lên cái gì xung đột, đều là các chơi các. Bởi vì một cái gì tộc nữ tử ra tay đánh nhau, quả nhiên là kỳ quặc quái gở. Mà lại, thậm chí ngay cả tiêu lão đại cũng ra mặt. Thành phố thủ đô bên trong những thế gia này Hào Môn đích hệ tử tôn, từ trước đến nay đều đặc biệt bị người chú ý. Nhất là đích trưởng tôn, càng là các nhà chú ý trọng điểm. Một chút thế gia trưởng bối thậm chí âm thầm phân cao thấp, xem ai nhà đích trưởng tôn càng tiền đồ. Tiêu gia đích trưởng tôn chính là chuyện Tiếu Lâm, trừ bỏ bị Hào Môn trưởng bối lấy ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy chuyên gia giáo dục bên trong con cái, Tiêu lão đại lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại nửa năm trước đó, tại tiêu phàm kia kinh thiên một quyền đánh ra trước đó, tại Uông Phi đi bệnh viện ở lại 3 tháng trước, tại Uông Nhị Thiếu Phạm cả năm trước đó, là như vậy. Tiêu lão đại là kinh sư tất cả hào môn thế gia cộng đồng trò cười. Hiện tại đương nhiên không giống, cứ việc ở thế gia trưởng bối trong mắt, tiêu gia trưởng tôn vẫn như cũ là cái trò cười, nhưng ít ra, tại thế hệ trẻ tuổi, nhất là hoàn khố nha nội trong mắt, tiêu lão đại hình tượng và giang hồ địa vị, phát sinh biến hóa cực lớn một quyền liền đem uông nhị ca uông tam ca đánh cho không còn cách nào khác, đây là uy phong bao nhiêu. Azelena cũng không có bởi vì bị tiêu lão đại mang đến thời đại khách sạn phòng tổng thống ở qua một buổi tối liền giá trị bản thân giảm lớn, tương phản trở nên càng thêm chạm tay là bỏng. Rất nhiều tại cái khác nơi trốn vui đùa công tử ca đều chạy đến tinh ngữ quán ba đến, nghĩ muốn tận mắt nhìn xem, cái này có thể để cho tiêu lão đại như thế người xuất gia đều động tâm gì quốc nữ lang, đến cùng mê người đến nơi nào trình độ. Azelena hiện tại đã chính thức trở thành tinh nữ quán ba mới buổi chiếu phim tối hoàng hậu, ban đầu buổi chiếu phim tối hoàng hậu, chuyển mà tiến vào giới văn nghệ phát triển. Đi theo một vị thường xuyên đến tinh nữ quán ba đến tiêu phí lớn đạo diễn chạy. Bất quá dưới mắt, Azelena vẫn chưa lên đài biểu diễn, thậm chí không tại quán ba. Một đài màu đỏ đừng khắc xe con, hành xử tại thủ đô đường phố phồn hoa phía trên, dung nhập thật dài xe sông bên trong. Lái xe chính là Azelena mình, trong xe liền nàng một người đài này xe cũng là chính nàng mua bao sư hoa đối nàng rất tốt cho nàng không ít tiền azelena tại thủ đô có trụ sở của mình mặc dù là mướn phòng ở nhưng ba điểm trong vòng ba phòng ngủ một phòng khách mỗi tháng tiền thuê cũng là rất khả quan số lượng so với bình thường bạch lĩnh tiền lương còn muốn cao làm tinh nữ quán ba mới cây dụng tiền azelena xứng đáng cái giá tiền này azelena cho rằng bao sư hoa là cái rất tốt lão bản ước chừng nửa giờ về sau đừng khắc xe con chậm rãi chạy tiến vào một nhà bốn khách sạn cấp sao bãi đỗ xe. Azelena từ trong xe xuống tới, mặc thật dài áo khoác, dùng khăn chùm đầu đem một đầu kim quang nóng lánh mái tóc bao vây lại, mang theo khẩu trang, bên trên khách sạn thang máy. Thang máy tại tầng 9 dừng lại, Azelena từ trong thang máy ra, rất cảnh giác tả hữu nhìn một chút, xác định không người tại chú ý nàng, cái này mới đi đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng theo vang chuông cửa. Cửa phòng mở ra, Azelena bước nhanh tiến vào, cho Azelena mở cửa là một cái vóc người cao lớn đông phương nữ tử, ước chừng 30 tuổi ra mặt, mặc màu đen cổ thấp liên y váy dài, to lớn đẻ ép ra thâm thúy, trắng bóng rượu nhân mắt. Nhìn thấy vị này đông phương nữ tử, Azelena lập tức liền lộ ra 10 điểm kính cẩn thần sắc, cung cung kính kính gọi một tiếng, đại tỷ. Liền cúi đầu, phương tâm thình thịch đập loạn, Azelena rất sợ đại tỷ, các nàng cái này một bang tiểu tỷ muội mỗi người đều sợ đại tỷ, sợ muốn chết. Đại tỷ liên là phụ trách huấn luyện các nàng huấn luyện viên, không có người biết đại tỷ là nơi nào người, họ gì tên gì, từ tiến vào huấn luyện doanh địa có một ngày bắt đầu, tất cả tiểu tỷ muội đều gọi nàng đại tỷ. Azelena nhớ được rất rõ ràng, các nàng ngày đầu tiên tiến vào huấn luyện doanh, nhìn thấy đại tỷ thời điểm, hết thảy có 29 người, 29 đóa kiểu diễm hoa tươi. Azelena thậm chí đều không coi là cái này 29 người bên trong xinh đẹp nhất chỉ ít còn có hai vị, Azelena cho rằng so với mình càng xinh đẹp hơn, nhưng nước nghiêng thành. Nhưng ba năm về sau, đợi các nàng huấn luyện kết thúc, chỉ còn lại có sáu cái. Tất cả những người khác đều chết rồi, Azelena tận mắt thấy các nàng chết đi, ngay tại trước mắt của mình. Đủ loại kiểu chết đều có, hai vị kia so Azelena càng thêm mỹ lệ thiếu nữ, ngay trước chỗ có người sống sót trước mặt, bị mấy tráng hán làm nhục đến chết không có ai biết các nàng vì sao lại có dạng này kết cục bi thảm, lý do duy nhất, chính là đại tỷ nói, các nàng phải chết. Đại tỷ nói ai đáng chết, ai liền phải chết, mà lại chết như thế nào, đều từ đại tỷ định đoạt. Cái này 23 vị tiểu thư muội tử vong duy nhất điểm giống nhau, chính là ở trước mặt mọi người chết đi. Khi thứ ba tiểu tỷ muội bị tàn khốc chỗ sau khi chết, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, đó chính là vô luận đại tỷ để các nàng làm cái gì, dù là để các nàng nuốt sống sâu gióm, đều phải lập tức làm theo. Nếu ai có chút trần chờ, hạ tràng liền sẽ bi thảm vô so. Rời đi cái kia viễn Đông Tân Hải thành thị đã có nửa năm, Azelena ở đây nhìn thấy đại tỷ, vẫn như cũ sợ mất mật, trước mắt từng đợt biến đen, toàn thân đổ mồ hôi ứa ra. Tại may mắn còn sống sót sáu tên tiểu tỉ muội trong mắt, đại tỷ không phải một cái nữ nhân, cũng không phải cái gì huấn luyện huấn luyện viên. Đại tỷ căn bản cũng không phải là một người, mà là đến từ 18 tầng địa ngục đại ma vương. Azelena, đại tỷ nhẹ giọng hô hoán Azelena danh tự, thanh âm mềm mại mà, dù là cùng là nữ nhân, Azelena đều không thể không thừa nhận, đại tỷ thanh âm cực kỳ, đối nam nhân có không hề tầm thường ma lực. Như thế nào để thanh âm của mình nghe càng thêm mê người, lại không khiến người ta cảm thấy là có thể nũng nịu làm nũng, vốn là đại tỷ dạy bảo các nàng chương trình học một trong, mà lại là rất trọng yếu nội dung. Đại tỷ nói đến rất rõ ràng, mị lực của nữ nhân là toàn phương vị. Dáng dấp đẹp mắt dáng người xinh đẹp, chỉ có thể nói có trở thành mị lực nữ nhân điều kiện cơ bản nhất, muốn chân chính thành vì một cái tuyệt đại, muốn đi đường còn rất dài. Có lẽ chính bởi vì cái này nguyên nhân, kia hai tên dáng dấp so Azelena càng thiếu nữ xinh đẹp, cuối cùng cũng trở thành đại tỷ khao thưởng cảnh vệ vật hy sinh, bị đại tỷ không chút do dự từ bỏ rơi. Đại tỷ, Azelena vội vàng đáp ứng, vẫn như cô cúi thấp đầu. Cứ việc nàng đã rất cố gắng tại khống chế tâm tình của mình, nhưng thanh âm vẫn tại khẽ run. Azelena, đừng sợ, ngươi là nghe lời nhất nhất nhu thuận, đại tỷ rất thích ngươi. Đại tỷ mỉm cười, cầm Azelena mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Đại tỷ tay cũng rất mềm mại, làn da trơn mềm trình độ, mảy may cũng không thua gì Azelena. Bỏ qua một bên đại tỷ giết người không chớp mắt, luận sự, đại tỷ cũng có thể xưng tuyệt đại. Mặc dù thân hình của nàng so Azelena toàn bộ lớn một vòng, tướng mạo cũng không bằng Azelena tú Mỹ, nhưng đây không phải điểm mấu chốt như là đại tỷ lời nói, mỗi một nam nhân đều là không giống, bọn hắn yêu thích nữ nhân loại hình cũng sẽ không hoàn toàn nhất trí. Đối với nam nhân mà nói, để hắn một đời một thế đều không thể rời đi nữ nhân kia, chính là tuyệt đại. Dù là tại trong mắt người khác, cái này tuyệt đại nhưng thật ra là chỉ khủng long. Nghe nói đại tỷ chính là lão bản sủng ái nhất, đại tỷ, người đối ta thật tốt, Azelena rốt cục ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nói, rất cố gắng gạt ra một cái nhu thuận tiếu dung nghiêm chỉnh mà nói, đại tỷ đối Azelena là thật tốt, chưa từng có đánh qua nàng mắng qua nàng, thời gian 3 năm bên trong, Azelena là tất cả tiểu tỷ muội cọc tiêu, đại tỷ thường xuyên cầm Azelena làm kiểu mẫu, để nữ hài tử khác hướng nàng làm chuẩn. Đây cũng là quản lý học cơ bản nhất thủ đoạn, đã có xâm nghiêm điều lệ, phép nghiêm hình nặng, cũng được dựng nên học tập tấm gương. Ân huy tịnh thi, mới là ngựa dưới không có con đường thứ hai. Uy nghiêm quá nặng, tướng sĩ ly tâm, lôi kéo quá mức, kiêu hành vô dụng. Đến, Azelena, lại đây ngồi đi. Đại tỷ mềm mại cười, giữ chặt Azelena tay nhỏ, từ từ đi tới màu vàng sáng ghế salon bằng da thật ngồi xuống. Đại tỷ một mực vuốt ve Azelena tay, mỉm cười trên dưới giỏ xét nàng. Azelena, càng ngày càng xinh đẹp, chúng ta tiểu vân tước rốt cục lớn lên. Đại tỷ từ đáy lòng tán thưởng, nếu như không phải biết rõ đại tỷ làm người, cho dù ai nghe câu nói này, đều sẽ lập tức đem đại tỷ khi thành chân chính đại tỷ, bị một cỗ nồng đậm thân tình yêu thương chăm chú bao vây lại. Nhưng giờ này khắc này, Azelena chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, ngay cả một chữ đều giảng không ra. chương 104, mục tiêu ký định. Đến, uống ngụm trà nóng, đối Azelena khẩn trương, đại tỷ hoàn toàn có thể lý giải, bưng lên trước mặt một chén vàng cam cam nước trà, đưa tới Azelena trong tay. Vô luận là ai, trong 3 năm ngay trước trước mặt người khác giết 23 tiểu tỉ muội muốn để người không sợ, cơ hội tuyệt đối không thể. Cám, cám ơn đại tỷ, Azelena liên tục không ngừng hai tay tiếp nhận tiểu xảo chén trà tinh xảo, uống một ngụm. Rất khổ, trước mặt tinh xảo đỏ bàn trà gỗ bên trên trưng bày một bộ đồng dạng tinh xảo đồ uống trà, Azelena biết loại này pha trà phương thức, tại châu Á phương Nam một ít duyên hải tỉnh 10 điểm thịnh hành, xưng là nghệ thuật uống trà. Azelena các nàng đều học qua, tại huấn luyện thời gian 3 năm bên trong, đại tỷ giáo cho các nàng rất nhiều đồ vật trên thế giới trình yếu nhất quốc gia thượng lưu xã hội đám nam nhân yêu thích đại tỷ tựa hồ cũng rõ như lòng bàn tay châu á phương nam duyên hải tỉnh mở ra thời gian sớm nhất cũng giàu có nhất kẻ có tiền nhiều như cá giết sang sông muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện ra bên ngoài bỏ tiền vậy thì phải hợp ý đại tỷ nói đến rõ ràng muốn làm cho nam nhân bỏ tiền phương pháp nhiều đến đếm không hết trực tiếp là cấp thấp nhất không có nhất kỹ thuật hàm lược nhất là mỹ nữ dùng loại này thấp nhất chờ chiêu số, quả thực chính là phung phí của trời, ngu không ai bằng. Đại tỷ nói, mình cả đời này không ưa nhất chính là loại này nữ nhân ngu xuẩn. Nữ người dung mạo không đẹp nhìn, cũng không đáng chết, nhưng đầu óc quá ngu, vậy liền chết không có gì đáng tiếc. Trên cơ bản, bị đại tỷ xử quyết 23 tiểu tỷ muội đều là bởi vì đầu óc quá ngu nguyên nhân. Thấy Azelena xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoảng qua có một chút huyết sắc, đại tỷ liền xoa xoa nàng đầu đầy tóc vàng, mỉm cười nói tiểu vân tước, tới đây hơn nửa năm, đã quen thuộc chưa? Tiểu vân tước là ở trại huấn luyện thời điểm, đại tỷ cho Azelena lấy biệt danh. Quen thuộc, đại tỷ, uống hai ngụm nghệ thuật uống trà, đắng chát nước trà để Azelena căng cứng thần kinh thoảng qua lỏng mấy phân, rốt cục có thể cùng đại tỷ bình thường đối đáp. Ừm, ta nghĩ người cũng hẳn là sẽ quen thuộc, đại tỷ trong giọng nói liền mang theo mấy phân ngạo khí đây chính là nàng tự tay bồi dưỡng được đến đẹp nhất đóa hoa giao tiếp. Azelena, cái kia tiêu phàm, đối với ngươi như vậy. Chốc lát, đại tỷ cũng nâng chung trà lên uống một ngụm, hỏi, thần sắc trở nên tương đối nghiêm túc, cũng không gọi biệt danh. Azelena bưng lấy chén trà nhỏ hai tay liền nhẹ nhàng lắc một cái, như vậy tiểu nhân chén trà, nàng thế mà cũng là hai tay dâng, nhìn qua rất đáng yêu. Đây cũng là đại tỷ lúc trước cho nàng thiết kế lộ tuyến. Tại người da trắng trong nữ nhân, Azelena tính được dáng người tương đối kiểu nhỏ, không phải Bắc Âu loại kia ngựa cao to loại hình. Kiều tiểu nhân Mỹ nữ lại thêm manh manh diễn xuất, đặc biệt làm người chiều mến. Đại tỷ hiểu rõ đại đa số thành công tâm lý nam nhân, bọn hắn đều đều hy vọng mình nữ nhân bên cạnh, y như là chim non nép vào người. Dạng này càng có thể hiển lộ rõ ràng nam tử hán đại trưởng phu anh hùng khí phách. Đại tỷ, hắn, hắn đều có nửa năm không có tới đi tìm ta. Azelena đàng hoàng trả lời đại tỷ vấn đề. Tại đại tỷ trước mặt, không thành thật kết quả chỉ có một cái chết. Đại tỷ có chút nhăn đầu lông mày, hỏi, người biết là nguyên nhân gì sao? Azelena tại châu Á thủ đô đại khái tình huống, đại tỷ rất rõ ràng, nàng bị tiêu phàm mang đi, tại thời đại khách sạn tổng thống phòng xếp qua một đêm tình huống, càng là quan trọng nhất. Đối kết quả này, đại tỷ rất hài lòng. Azelena mới đến châu Á mấy ngày, liền bị lão tiêu gia đích trưởng tôn coi trọng, đủ để chứng minh nàng đối Azelena huấn luyện ra sao trở thành công cứ việc lão tiêu nhà vị này đích trưởng tôn tại châu Á thế gia hào môn tử đệ bên trong là cái hoàn toàn dị loại, nhưng tiêu gia biển chữ vàng không phải giả, tiêu lão gia tử ở trong nước chính đàn hiển hách uy danh càng không phải là giả. Tiêu phàm lại dị loại, cũng là lão tiêu gia đích trưởng tôn. Cái này liền đầy đủ, chỉ cần hắn ngày nào nghĩ hăng hái, cái này to lớn kinh sư chi địa, thật đúng là thiếu không được hắn một cái địa vị hiển hách. Nhưng sau đó tiêu phàm tựa như không khí biến mất không thấy gì nữa, từ đó về sau chưa từng tại kinh sư lộ mặt qua. Đây cũng là đại tỷ tự mình chạy tới nguyên nhân, đường dây này không thể cứ như vậy đoạn mất. Azelena nhẹ nhàng lắc đầu, đáng thương nói, "Đại tỷ, hắn, hắn là người kỳ quái, ta ở trước mặt hắn đều không dám nói chuyện. Hắn cũng không có lưu cho ta số điện thoại, ta không biết nên như thế nào liên hệ hắn." "Thật sao? Hắn làm sao kỳ quái rồi?" Đại tỷ hỏi ngược lại, Azelena xinh đẹp lông mày cũng có chút nhầu lên đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái rất chân thành suy tư những này nhỏ xíu tiểu động tác đều bị đại tỷ lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu qua uốn nắn qua vô số lần hiện tại đã biến thành azelena thói quen mềm mại đến cực hạn đây chính là đại tỷ cho azelena đo thân mà làm mị lực nữ nhân lụa tuyến tại nàng ma quỷ huấn luyện dưới cuối cùng có thể sống sót sáu nữ hài mỗi người đều có mình đặc sắc azelena thích hợp nhất đi lụa tuyến đại tỷ có sung túc tự tin nếu như Azelena đưa nàng phát dương đến cực hạn, bất kỳ cái gì nam nhân đều không thể cùng kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm Azelena dưới váy chi thần. Suy tư một lát, Azelena nói, đại tỷ, hắn không cho ta cơ hội nói chuyện. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn là cái rất ôn hòa nam nhân, nhưng trên thực tế lại 10 điểm cường thế. Hắn nói mỗi một câu, đều giống như mệnh lệnh, ta nhất định phải chấp hành. Đại tỷ lập tức hứng thú, hỏi, hắn cùng ngươi nói cái gì? Azelena liền đem tiêu phàm tại thời đại khách sạn phòng tổng thống bên trong nói qua với nàng lời nói, thuật lại một lần nữa. Nguyên văn chiếu chuyển, một chữ không kém, trí nhớ siêu cường, cũng là Azelena các nàng tiếp nhận huấn luyện lúc môn bắt buộc. Đại tỷ trầm ngâm, cứ như vậy mà nói, Azelena nói tiêu phàm là người kỳ quái, thật là có mấy phân đạo lý. Đối mặt Azelena dạng này trời sinh, từng có chi thân về sau, thế mà không hề giống đại đa số nam nhân như thế trầm mê, ngược lại trật tự rõ ràng cho Azelena hạ đạt nhìn qua 10 điểm cổ quái mệnh lệnh. Sau đó liền bốc hơi khỏi nhân gian, người nói, lúc ấy bên cạnh hắn còn đi theo một cô gái khác. Ừm, um, cô bé kia cũng rất đáng sợ, ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Azelena đàng hoàng đáp, thật giống như nàng không dám nhìn thẳng đại tỷ mắt như thần, tân lâm cho nàng cảm giác giống nhau. Đại tỷ nhẹ gật đầu, nói, Azelena, chính ngươi làm sao phán đoán chuyện này. Azelena lại nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, đại tỷ, ta đối với hắn hiểu quá ít, không dám khẳng định. Ta cảm thấy, hắn khả năng có việc gấp muốn rời khỏi thủ đô một hồi. Bởi vì hắn cho ta định là một năm kỳ hạn, ta nghĩ, trong vòng một năm, hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Được, nếu như nàng xuất hiện lần nữa, người nhất định phải nghĩ biện pháp cùng hắn đem quan hệ tiến thêm một bước. Nếu có thể, cùng hắn sinh đứa bé. Đại tỷ trầm tư chốc lát, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí cho Azelena ra lệnh. Vâng, Đại tỷ, Azelena không chút do dự gật đầu. Cứ việc, sinh đứa bé mệnh lệnh như vậy, để Azelena khó có thể lý giải được, nhưng nàng tuyệt không dám kháng cự đại tỷ chỉ lệnh. Hậu quả như vậy, thực tế quá nghiêm trọng. Azelena không chút nghi ngờ, dù cho nàng tại châu Á, nếu như nàng có can đảm phản bội đại tỷ, có can đảm phản bội tổ chức, tuyệt đối là một con đường chết, bất kỳ người nào đều cứu không được hắn. Đại tỷ trên mặt lập tức lại lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, Vuốt nàng hơi có vẻ gầy yếu lưng, Ôn Nhu nói: "Tiểu Vân Tước, ngươi là cô nương tốt, thượng đế sẽ phù hộ ngươi." Châu Á là một cái rất cường đại quốc gia, rất giàu có. Thích ngươi nam nhân kia, rất cường đại, quốc gia này nam nhân đều phi thường trọng thị huyết mạch truyền thừa, đối con của mình cùng hài tử mẫu thân đều rất tốt. Ngươi nỗ lực a, à, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thu hoạch được hạnh phúc." Azelena gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mê võng thần sắc, lại là sợ hãi lại là không muốn xa rời. Đây là một loại cực đặc thù tình cảm, trừ người trong cuộc mình, ai đều khó có thể lý giải được. Đến, Tiểu Vân Tước, đây là người thích nhất ba so búp bê, ta mang cho ngươi đến, tặng cho ngươi. Đại tỷ mỉm cười từ bên người ghế sofa bên trong cầm lấy một cái tinh xảo hộp, bên trong là một cái 10 điểm cổ xưa công chúa bạch tuyết tạo hình ba so búp bê. Cái này ba so búp bê, làm bạn Azelena rất nhiều năm. Năm đó, nàng lúc còn rất nhỏ, tại công viên bị người cướp đi, trong ngực liền ôm cái này ba so búp bê. Là mẫu thân của nàng đưa cho nàng quà sinh nhật, rời đi chạy huấn luyện lúc, đại tỷ không cho phép nàng mang đi cái này ba so búp bê. Tạ tạ đại tỷ, nhìn thấy cái này ba so búp bê, Azelena nước mắt liền chảy xuôi xuống tới, chăm chú ôm vào trong ngực, nghẹn ngào nói. Hảo hai tử, chỉ cần ngươi dựa theo đại tỷ nói lời đi làm, nhất định sẽ hạnh phúc. Thượng đế ở cùng với ngươi, đại tỷ nhẹ nhàng lấy Azelena mái tóc dài vàng óng, ngữ khí càng thêm ôn hòa tràn đầy mị lực ngươi trở về đi cố gắng làm việc ta sẽ lại tìm ngươi azelena không dám dừng lại ôm ba so búp bê hướng đại tỷ cúi người chào thật sâu rời đi xa hoa phòng xép đại tỷ lập tức mở ra cửa phòng ngủ đi vào phòng ngủ trên ban công một cái vóc người cũng không khôi ngô nam nhân thân mặc màu đen áo ngủ ngồi tại một chương mềm mại dây leo trong ghế đưa lưng về phía xa hoa cung đình giường lớn giữa ngón tay kẹp lấy một chi thô to xì gà. Đại tỷ trên mặt lập tức lộ ra ngưỡng mộ thậm chí sùng bái thần sắc, nhẹ nhàng đi tới, tại bên chân của hắn ngồi xổm xuống, ngửa đầu hướng lên, giống như là chiêm ngưỡng lấy trong mắt của nàng trí cao vô thượng thần chỉ. Nam nhân duỗi ra một tay nắm, ôn nhu lấy đại tỷ mềm mại tóc đen. Đại tỷ liền đem đầu đặt tại hắn phía trên, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc thỏa mãn chi ý. Cái kia tiêu phàm, đã có nửa năm không có đi đi tìm Azelena. Chốc lát, đại tỷ thấp giọng nói, không sao, hắn sẽ trở về. Azelena đáng yêu như thế nữ hài tử, hắn khẳng định không nỡ. Nam nhân khẽ cười nói, thanh âm tràn đầy từ tính. Tại sao phải tuyển hắn làm làm mục tiêu? Bởi vì hắn là tiêu gia tử đệ, tiêu lão gia tử thân thể hoàn toàn khôi phục, tiêu gia ở quốc gia này tiềm lực, là ngươi khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, hắn không phải chúng ta mục tiêu ký định, xem như mang theo rất lớn ngẫu nhiên tính chất đi. Bất quá, chỉ cần hắn là tiêu gia tử đệ, vậy liền đầy đủ. Nam nhân nhẹ nói, hút một hơi xì gà, chậm rãi phun ra một cỗ nhàn nhạt sương mù. chương 105, Diệp Đại Thiếu. Azelena trở lại tinh ngữ quán ba, thời gian đã không còn sớm. Buổi chiếu phim tối hoàng hậu lập tức đổi trang phục, lên đài biểu diễn. Azelena trèo lên một lần đài, nguyên bản ồn ào náo động không thôi quán ba bỗng nhiên an yên tĩnh, vô số ánh mắt, tụ tập ở trên người nàng. Hôm nay Azelena, ăn mặc phi thường thời thượng, tại đèn chiếu dưới, càng thêm lộ ra thanh xuân, diễm lệ vô song. Ngay cả một chút thường xuyên đi ba nữ hài đều không thể không thừa nhận, Azelena là tinh nữ quán ba bốn giới buổi chiếu phim tối hoàng hậu bên trong trói mắt nhất một vị. Azelena biểu diễn một bài mới nhất ca khúc được yêu thích. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, sen lẫn gọi âm thanh cùng càng thêm bén nhọn huyết sáo âm thanh. Vừa mới yên tĩnh một hồi quán ba, lại trở nên ồn ào náo động cuồng loạn. Azelena lại ngấu hứng biểu diễn một bài tiếng Nga ca khúc, vô số nam nữ trẻ tuổi, theo tiếng ca cùng nhịp chống tiết tấu, điên cuồng vặn vẹo lên thân thể. Một chút ngồi ở bên cạnh người xem cũng hợp lấy tiết vỗ vỗ tay. Chỉ cần Azelena trèo lên một lần đài, buổi chiếu phim tối bầu không khí nháy mắt liền có thể kéo theo đến một cái trạng thái. Giống như quá khứ, tinh ngữ quán ba hào môn cậu ấm vẫn như cũ không ít. Uông nhị thiếu không đến, tia không ảnh hưởng chút nào tinh ngữ quán ba sinh ý. Bất quá hôm nay, quán ba lão bản bao sư hoa tự mình đứng tại cửa ra vào, đi theo phía sau hai tên mỹ mạo nữ lang, bao sư hoa cổ kéo dài lão dài, tựa hồ tại xin đợi cái gì nhân vật trọng yếu. Chỉ chốc lát, một đài xa hoa kiểu mới nhất xe BMW chậm rãi chạy đến tinh ngữ cửa quán rượu, màu xám đậm thân xe hiển lộ rõ ràng ra một loại bàng bạc khí quyển. Xe BMW lúc đầu rất có cá tính, không lấy uy nghiêm nặng nề tăng trưởng, nhưng màu đậm La Habana cho, lại làm cho cả đài xe khí chất biến đổi. Hiện giai đoạn, xe BMW tại Kinh Sư cũng chỉ có thể coi là một cùng xe xịn, đỉnh cấp xe xịn còn không có chỗ xếp hạng. Dù là như thế, cái này liền đã rất đáng gờm. Xe BMW vừa dừng lại ổn, bao sư hoa liền bước nhanh tiến lên, tự tay kéo cửa xe ra, liên tục gật đầu cúi người, nói, Diệp thiếu tốt. Lập tức bao tổng bên tai liền vang lên một trận cười tâu tuét tiếng cười. Bao tổng, người nhận lầm người đi. Bao sư hoa ngạc nhiên ngẩng đầu, lại chỉ gặp mặt trước đùng đưa một trương tú khí minh tinh mặt, hướng phía hắn cười hì hì trực nhạc. Không chỉ mặt là minh tinh mặt, người cũng là thật minh tinh. La xoái, gần 2 năm cấp tốc nhảy lên đỏ nam minh tinh, vị này la xoái, có tiêu chuẩn ngụy nương khí chất, dáng dấp âm hiểm nhu nhu, vóc dáng cao gầy, niên kỷ hai mười mấy tuổi, tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong biểu diễn nhân vật, cũng phần lớn là âm nhu nam tính, thỉnh thoảng sẽ vểnh cái tay hoa loại hình. Nhưng Bao sư hoa mẩy may cũng không dám thất lễ, cười ha hả nói: "Là thiếu, chào ngươi, chào ngươi." Đừng nhìn La Soái chỉ là cái con hát, tại kinh sư mặt đất năng lượng, quả thực không thể khinh thường. La Soái bản thân không phải người của thủ đô, lại nhận biết một đống thủ đô nha nội đại thiếu, hắn còn không có suốt đạo thời điểm, chính là thủ đô hoàn Khố nha nội vòng tròn bên trong hồng nhân, rất khôi hài thích. Về sau dấn thân vào diễn nghệ giới, rất nhanh liền bị nâng đỏ mà lại tại ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm liền vinh quang tột đỉnh. Trong vòng giải trí thậm chí có như thế cái truyền thuyết, mặc kệ là vị nào đạo diễn đập cái gì phiến tử, chỉ cần la xoái muốn làm nam số 1, vậy liền không có người khác chuyện gì. Lời này hơi có khoa trương, nhưng cũng cách sự thật không xa. La Soái sau lưng những cái kia đại thiếu, quả thật có dạng này năng lực. Tỷ như nói bao sư hoa tự mình ở đây ninh tiếp diệp thiếu, chính là một người trong số đó. Diệp Thiếu là từ xe BMW trên ghế lái xuống tới, mặc một thân tinh mỹ khang nạp lợi nam trang, thân cao lớn, tướng mạo anh Tuấn, phong độ nhẹ nhàng, xoáy khí phi phàm, phủi tay, vừa cười vừa nói cái này kiểu mới BMW, mở cảm giác chính là không giống. Từ trong xe BMW xuống tới, còn có hai vị toàn thân bảng tên trẻ tuổi công tử ca nhi, kề vai sát cánh, cười tâu tuét. Bao sư hoa liền vội vàng tiến lên một bước, hướng Diệp Thiếu cúi đầu, luôn miệng nói, Diệp Thiếu, ngài tốt ngài tốt. Bao tổng, người tốt, Diệp Thiếu so bao sư hoa cao nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua bao sư hoa, mỉm cười nói. Ta đối bao tổng cửu ngưỡng đại danh A, không dám không dám, Diệp Thiếu mới thật sự là đại danh đỉnh đỉnh, người bên trong long phượng. Bao sư hoa du từ sóng chiều, Diệp Thiếu mặt mang mỉm cười, cư chi không nghi ngờ. Diệp gia đại công tử Diệp Hạo Văn, xác thực xứng đáng đánh giá như vậy dù coi như tại kinh sư tàng long ngọa hổ chi địa, lão diệp nhà cũng có thể xưng một cùng hào môn, diệp lão gia tử thân thể khỏe mạnh, vững vàng trung tâm, vãn bối con cháu đều thân cư yếu chức. Diệp Hảo Văn là Diệp Lão gia tử đích trưởng tôn, phụ thân hắn là nào đó đại quốc mong đợi tổng giám đốc, ương mong đợi một tuyến trận doanh, phó bộ cấp cán bộ nòng cốt. Tại nước ta, xí nghiệp nhà nước là một cái đặc thù ngành nghề. Xí nghiệp nhà nước người phụ trách hành chính cấp bậc phi thường có tác dụng, Tùy thời có thể cùng công tác đảng hành chính chức vụ trao đổi. Từ cỡ lớn ương mong đợi người đứng đầu điều nhiệm địa phương người đứng đầu tình hình diễn ra vô số kể. Cùng nó đồng thời, xí nghiệp nhà nước người lãnh đạo lại có thể danh chính ngôn thuận cầm lương cao, nói là cùng quốc tế nối tiếp. Mỗi một lần thanh thế thật lớn phản hủ hành động, từ trước đều rất ít chạm tới cỡ lớn xí nghiệp nhà nước. Nguyên nhân rất đơn giản, cỡ lớn xí nghiệp nhà nước quan hệ nhân sự xa so đường đường chính chính công tác đảng bộ phận hành chính phức tạp được nhiều liên lụy đến quá nhiều tử nữ cùng cao tầng lợi ích. Một ít xí nghiệp nhà nước, thậm chí chính là đại gia tộc hậu Hoa Viên. Tỷ như Diệp Hảo Văn ngay tại phụ thân hắn gánh nhâm chủ tịch ương mong đợi thuộc hạ trong đơn vị, đảm nhiệm một cái trung tầng bộ môn phó chức lãnh đạo, cấp bậc mặc dù chỉ là phó phòng, ẩn tính quyền lực lớn đến quá mức. Bởi vậy, dù coi như tại tụ tập nhà nội đảng vòng tròn bên trong, Diệp Hảo Văn cũng đủ có thể coi là cao phú soái Diệp Đại Thiếu Lão có tiền, hoàn toàn không phải tiêu nhị ca loại kia kiếm tiền nghiệp dư trình độ có thể so nếu như không phải sợ ảnh hưởng không tốt diệp đại thiếu đã sớm làm một đài phen tầm đến lái chơi nhi ai lão bao các ngươi cái kia ngoại quốc cô nàng azelena ở a theo sát lấy diệp hảo văn cùng một chỗ xuống xe một vị khác nha nội đĩnh đặc hỏi ờ ờ bao sư hoa luôn miệng đáp vậy là tốt rồi ta nói cho ngươi đợi chút nữa gọi nàng tới bồi văn ca uống vài chén tâm sự Người phải hiểu rõ a à, Văn ca nhưng là hướng về phía cái này ngoại quốc cô nàng đến, nếu không, liền ngươi lão bao chút mặt mũi này, nhưng không mời nổi đại thần. Vị kia trẻ tuổi nha nội dỗ dành nói, cái này lời nói mặc dù nói không chút khách khí, nhưng cũng là tình hình thực tế. Diệp Hạo Văn hôm nay thật đúng là lần đầu đặt chân tinh ngữ quán ba, ngày bình thường, hắn có mình chỗ ăn chơi. Khét thảy thành phố thủ đô bên trong bên trên nhất định đẳng cấp nha nội đại thiếu, đều cùng nghề giải trí có thiên ti vạn lũ liên lụy nhất là Diệp Hạo Văn dạng này có tiền có thế thế gia công tử, càng là như vậy. Trong kinh thành cao cấp quán ba buổi chiếu phim tối, cũng không chỉ tinh ngữ một nhà. Lúc này có thể đem Diệp Hạo Văn mời đến tinh ngữ quán ba đến, thật đúng là may mà Kim Thiếu từ đó tác hợp. Kim Thiếu là tinh ngữ quán ba khách quen, bao sư hoa ở trên người hắn dưới không ít công phu. Lúc này mời được Diệp Đại Ít, cũng coi là còn bao sư hoa một cái nhân tình. Đúng vậy đúng vậy, cảm tạ Kim Thiếu nể tình, đáp cầu rắt mối. Tối nay mấy vị tiêu phí, đều tính tại ta lão bao trên đầu, ta mời khách. Ta nhổ vào, bao sư hoa một câu nói còn chưa dứt lời, kim thiếu liền một ngụm xì tại trên mặt của hắn. Lão bao, mèo nước tiểu rót nhiều đúng không? Nói chuyện bất quá đầu óc, văn ca là thiếu tiền chủ sao? Để ngươi mời cái gì khách? Hảo hảo hầu hạ, văn ca cao hứng, có chỗ tốt của ngươi. Diệp hảo văn cười khoát tay áo, rất có phong độ nói tiểu kim, lời nói không phải nói như vậy. Bao Tổng cũng là một fan tâm ý. Bao Tổng, hảo ý tâm lĩnh, mấu chốt vẫn là phải chơi đến vui vẻ. Đúng đúng, Diệp Thiếu nói đến quá chính xác, chơi đến vui vẻ chơi đến vui vẻ, nhất định phải chơi đến vui vẻ. Diệp Thiếu, Kim Thiếu, La Thiếu, mời mời, mời vào bên trong. Bao Sư Hoa tự mình dẫn đường, đem mấy vị công tử ca dẫn tiến vào quán ba lầu hai một cái tốt nhất cái đầu. Hắn trước kia đạt được Kim Thiếu thông chi, Diệp Hảo văn Diệp Đại ít đi đến cổ động bộ này cái đầu đã sớm dự lưu tốt. Diệp ra thanh thế, có lẽ còn không thể hoàn toàn cùng tiêu ra uông ra đánh đồng, nhưng cũng khác cực kỳ có hạn. Hiện nay, vô luận cái nào thế ra hào môn, chỉ cần trong nhà lão gia tử còn khỏe mạnh, đó chính là một cùng một thanh thế. Thực tế những này bách chiến nguyên lão, đã tàn lụi phải không sai biệt lắm, thạc quả cận tồn mấy vị này, mỗi một vị đều là quốc bảo. Tương đối mà nói, Diệp Hảo Văn tại kinh sư hoàn khố vòng tròn bên trong lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, mảy may cũng không so uông thuật văn kém, so sánh với tiêu thiên, còn phải mạnh hơn mấy phân. Bởi vì tính cách nguyên nhân, tiêu thiên vòng tròn tương đối hẹp. Tiêu thiên kết giao bằng hữu, giảng cứu cái thuận mắt. Tuyệt không phải cái gì loạn thất bát tao a à miêu a à cầu đều có thể hướng tiêu nhị ca trước mặt góp. Mà lại tiêu thiên vòng tròn, chủ yếu là hứng thú tương đắc các bằng hữu cùng một chỗ hưu nhàn giải trí, hiệu quả và lợi ích tính tương đối ít. Không giống Uông Nhị Thiếu cùng Diệp Đại Thiếu những người này, là lấy kinh doanh thủ pháp đang bện bọn hắn giao thiệp vòng tròn, đa số thời điểm giảng cứu cái lợi ích nhất trí về phần tính cách đúng hay không đường, phản ngược lại là thứ yếu. Tiêu Thiên vòng tròn người số không nhiều, nhưng cái đỉnh cái giảng nghĩa khí. Uông Thuật Văn, Diệp Hạo Văn chỗ vòng tròn lợi dụng lẫn nhau khí tức muốn nồng hậu dày đặc được nhiều, nhiều khi thậm chí là ngươi lừa ta gạt lẫn nhau đấu xảo trá. Bất quá trong mắt người ngoài rõ ràng là Uông Thuật Văn. Diệp Hảo Văn mấy vị này công tử ca càng sẽ chơi, càng hiểu được kết giao bằng hữu, nhìn qua cũng càng phong quang, thế lực lớn hơn. Cái này cũng giống vậy chính là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Diệp ra đại thiếu, đi trong nước bất luận cái gì một nhà chỗ ăn chơi, đều xứng đáng người khác lấy tối cao quy cách tới tiếp đái. Mọi người vây quanh Diệp Hảo Văn tại ghế sofa bên trong ngồi xuống, la xoái trung thực không khách khí, một ngồi tại Diệp Hảo Văn bên người, thân thể mềm mại thật sâu hãm tiến vào ghế sofa bên trong, cùng bên người đại mã kim đao diệp hạo văn hình thành tươi sáng đối so. Một cái dương cương chi khí bốn phía, một cái khác thì ẩn chứa âm nhu vẻ đẹp, ngụy nương đến như thế tiêu chuẩn, nhưng so đoàn khổng tước bên người vị kia nhân yêu nam cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Kim thiếu cùng một vị khác nha nội, đối loại tình hình này không cảm thấy kinh ngạc, ai cũng lơ đánh. Diệp đại thiếu cùng la đẹp trai quan hệ mật thiết, lại không phải chuyện một ngày hai ngày, tại hoàn khố nha nội vòng tròn bên trong, cái này là công khai bí mật. La soái thời gian 2 năm có thể tại ngu nhạc giới vinh quang tột đỉnh, hơn phân nửa là diệp đại thiếu phía sau màn đẩy tay. Lão bao, không vội hồ, những này phục vụ sự tình, giao cho người bên dưới đi làm. Nhanh, thanh Azelena kêu đến, nhanh đi a à. Vừa mới ngồi xuống, kim thiếu liền ngay cả âm thanh thúc giục. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 7